Đô thị cực phẩm y thần. Diệp thần. Tập 147. Cùng lúc đó, Viêm Đế Phong. Bầu không khí ngưng trọng. Viêm Khôn nhìn trước mặt đang bắt pháp quyết tính toán đo lường Vĩnh Hằng Thánh Vương, vội vàng nói, Vĩnh Lão, dựa theo người nọ theo như lời, thần minh và vạn pháp tông cũng không làm tịnh. Vậy hiện ở anh cả có thể bị nguy hiểm hay không? Thần minh nhưng mà bao phủ thất đại thần quốc à, vạn pháp tông thực lực cũng không cho khinh thường. Ta bây giờ là không phải hẳn lập tức đi tìm đại ca. Đại ca có thể cần ta trợ giúp. Vĩnh Hằng Thánh Vương trong mắt híp lại, thần sắc ngưng trọng, chuyện này có chút cổ quái. Còn như đối với Diệp thần mà nói là hung vẫn là cướp, ta đo lường không tính ra. Thần minh lại có thể phản bội thần quốc, xem ra, luân hồi chi chủ chết, thần quốc những thế lực kia đã sớm thiên sang bách khổng. Vậy kiếp nạn đến, có thể thần quốc thật muốn nguy hiểm. Viêm Khôn thần sắc có chút nổi nóng, nếu thần minh thiên sang bách khổng, vậy ta đem thần minh nhổ tận gốc. Còn có vạn pháp tông, chỉ cần xóa bỏ hết thảy nguy hiểm, đại ca kia liền không sẽ gặp nguy hiểm. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sự việc nào có như thế dễ dàng, tạm không nói thần minh và vạn pháp tông sau lưng những cái kia lão cổ đồng, người tuyệt không phải bọn họ đối thủ, còn có thần bí kia thiên ma. Cái này tôn ma sợ rằng đã nổi lên rất lâu, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố. Thậm chí chỉ cần đối phương muốn, người tuyệt đối không thể nào còn thật tốt đứng. Viêm Khôn quả đấm nắm chặt, sát ý phun trào, Vĩnh Lão, ta phải đi cuối cùng một nơi thực tập. Chỉ có như vậy mới có thể đổi được mạnh hơn, mới có thể bảo vệ đại ca. Vĩnh Hằng Thánh Vương ánh mắt nhìn về phía thương khung, lẩm bẩm nói, sự việc không tính là quá tệ cao, Thiên Đạo Cung trước đây không lâu hạ lệnh đuổi giết Diệp gia người, vận dụng tất cả thế lực, quật Diệp chi địa sợ rằng có xảy ra chuyện lớn, trong thời gian ngắn, thần minh và vạn pháp tông hẳn không sẽ đối với Diệp thần ra tay. Bất quá qua ít ngày nữa liền nói không chừng. Hơn nữa ta cảm giác thằng nhóc kia ngay tại quật Diệp chi địa. Lần này, hắn thật là trước có chó sói, sau có hổ, thậm chí sau lưng không đơn thuần một đôi mắt nhìn chằm chằm. Bàn cờ này, càng về sau thì càng khó đi. Nói tới chỗ này, Vĩnh Hằng Thánh Vương ánh mắt rơi vào Viêm Khôn trên mình, cảm khái nói, khá tốt, đây không phải là hắn một người chiến đấu. Còn có các ngươi. Giờ khắc này, Viêm Khôn quanh thân hiện lên cổ xưa phù văn, hắn thần sắc nghiêm túc, không do dự nữa, trực tiếp nhảy nhập vậy cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bên trong. Vĩnh Lão, hôm nay, ta sẽ dùng ta càn khôn thân thể, hấp thu liền cái này cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Ta phải nói cho mọi người, ai dám động đại ca ta, liền phải chịu đựng ta bàn cổ đại đế cơn giận đốt trời. Nham thạch nóng chảy phun trào, ngay tức thì vạn trưởng. Mà vạn trượng dưới bóng người nhưng tựa như đại biểu một loại thái độ. Không sợ hết thảy thái độ. Đây cũng là thần tộc, càn khôn nhất tộc. Cùng lúc đó, cửu thiên thần long điện. Mười mấy vị thiên đạo cung trưởng lão và viêm thiên long thần trôi lơ lửng ở vực sâu bầu trời. Người sở hữu trong mắt đóng chặt, tựa như đang nổi lên cái gì. Một cổ cực hạn trận pháp phun trào. Vực sâu bầu trời tựa như lơ lửng một đạo kinh thiên kiếm ảnh. Kiếm này ảnh, tựa như có thể diệt thế. Mà viêm thiên long thần, lại là miệng to một tấm, một cái cổ xưa bia đá trôi lơ lửng ra. Bia đá bên trong lộ ra từng cơn khí tức thần bí. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, đây chính là luân hồi huyền bi. Lần này, viêm thiên long thần lại muốn vận dụng luân hồi huyền bi lực lượng. Chiếu lý mà nói, không luân hồi huyết mạch không có tư cách vận dụng luân hồi huyền bi lực lượng. Nhưng là Thiên Đạo Cung đã từng chính là Diệp gia người điều khiển. Trải qua mấy chục ngàn năm, Thiên Đạo Cung lại có vị lão tổ nghiên cứu ra một bộ thuật pháp, có thể mượn luân hồi huyền bi một phần chia lực lượng. Mặc dù cái này thuật pháp muốn vận dụng cực mạnh năng lượng, nhưng lại trợ giúp Thiên Đạo Cung lau đi liền rất nhiều vô cùng đại uy hiếp người. Mà nếu như cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện cái này luân hồi huyền bi lên lại tản ra một tất cả chữ viết cổ xưa. Cùng trong chốc lát, vậy diệt thế kiếm ảnh lại bao phủ một cổ cực kỳ u ám năng lượng. Vô số quỷ dị sấm sét vần quanh, tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy. Viêm Thiên Long thần cười, trên cao nhìn xuống nhìn trong vực sâu hắc ám. Một lần thất bại, có lẽ còn có thể hiểu. Nhưng thất bại hai lần,
tuyệt đối là hắn không cách nào cho phép. Hắn miệng rồng liền mở, lại mở miệng nói, huyết long, sự tồn tại của ngươi, để cho thượng giới người không vui, ta phải ở đó vì chạy tới trước đem ngươi chu diệt, ngươi chết ở luân hồi huyền bi dưới, cũng nên cảm giác được kiêu ngạo. Một giây kế tiếp, vậy tràn đầy cực kỳ u ám lực lượng kiếm ảnh lại bùng nổ. Ngay cả động hàng ngàn hàng vạn lôi hồ, giống như một con cự thú hướng vực sâu điên cuồng phóng tới. Giờ khắc này, đất rung núi chuyển. Toàn bộ cửu thiên thần long điện cũng bộc phát ra một cổ cực hạn động đất. Trong vực sâu huyết long tự nhiên cảm nhận được lực lượng này. Lực lượng này là nhiều ngày như vậy xuống, lần đầu tiên để cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Hắn ở trong vực sâu phóng lên cao, muốn một miệng đem kiếm kia ảnh chiếm đoạt. Nhưng là, huyết long phát hiện, kiếm kia ảnh lại mang tới cực mạnh áp chế. Không do dự nữa, huyết long trong miệng khạc ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa. Thần hỏa, cực kỳ cao cấp thần hỏa, thuộc về Diệp Thần thần hỏa. Huyết long có thể cùng Diệp Thần dùng chung tài nguyên. Hắn phải như vậy. Đụng. Ngọn lửa hóa là một đạo kinh thiên kiếm ý ngay tức thì và vậy u ám kiếm ảnh va chạm. Hai cổ cực hạn lực lượng dường như muốn phá hủy hết thảy. Cửu thiên thần long điện lần nữa nghênh đón một đạo động đất. Đất này chấn động để cho hồ đại dương lăn lộn. Đất này chấn động để cho mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Vô số rồng thần kêu gào. Thuộc về bọn họ lãnh đất phảng phất phải bị một cổ lực lượng thần bí tước đoạt. Đồng thời, một nơi màu máu hồ dưới, một cô gái mở mắt ra. Nàng cảm thụ chung quanh dị động, hỏi sau lưng luân hồi huyền bi nói, tinh linh, bên ngoài phát sinh cái gì? Tinh linh hơi cảm thụ, mới mở miệng nói, ta cũng không xác định, nhược tuyết tỷ tỷ, người phải mau sớm luyện hóa cái này đạo hỏa diễm, ta cảm giác, tiếp theo, cửu thiên thần long điện sẽ trước thời hạn nghênh đón hạo kiếp. Người phải mau sớm à? Hạ nhược tuyết mắt đẹp nhắm lại, mênh mông lực lượng hội tụ. Khóe miệng của nàng còn có chút máu. Hiển nhiên luyện hóa trước người cái này cực kỳ cường đại ngọn lửa, trả giá giá cực lớn. Luân hồi tinh diễm, ta hạ nhược tuyết cũng không tin, ta không cách nào chinh phục tại ngươi. Cùng lúc đó, cuộc Diệp chi địa. Đối mặt Diệp Thăng và Diệp gia rất nhiều con em gây khó khăn, Diệp Thần mặt mũi càng phát ra âm lãnh. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn phát hiện mình đan điền linh lực bị quất liền. Thậm chí đan điền phong tỏa huyền diễm và còn lại cường đại thần hỏa cũng bị rút sạch. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Huyết long xảy ra chuyện. Mà Diệp Thần trong đầu ngay tức thì hiện ra một đạo hình ảnh. Đó là hai đạo cực hạn kiếm ý đụng. Huyết long trong mắt viết đầy quật cường. Vực sâu bên trên là hơn 10 vị thiên đạo cung trưởng lão, còn có một đầu khí tức cường đại rồng thần. Đột nhiên, Diệp Thần con người co rúm một cái. Rồng thần trước mặt yên lặng lơ lửng một khối đá bia. Đây không phải là vật gì khác, mà là luân hồi huyền bi. Lại một khối luân hồi huyền bi vấn thế. Chẳng lẽ đây chính là Hiên Viên Mạc Tà nắm trong tay khối kia? Giờ khắc này, Diệp Thần không bình tĩnh. Diệp Thần trong đầu hình ảnh càng ngày càng rõ. Hắn mơ hồ cảm giác thiên đạo cung nắm trong tay khối này luân hồi huyền bi thuộc tính có chút cổ quái. Phong bi, trần bia, độc bia, linh bia, những thứ này đều rất tốt hiểu. Mà thiên đạo cung khối này luân hồi huyền bi tràn đầy cực kỳ bóng tối thuộc tính. Càng giống như là một loại ám thuộc tính. Còn như cụ thể tên gì, Diệp Thần cũng không biết. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên một giọng nói. Đây là huyết long thanh âm. Chủ nhân, chân thực thật xin lỗi, dưới mắt ta chỉ có thể hỏi ngươi mượn lực. Đám người này lực lượng vượt qua ta tưởng tượng, không quá ta có thể đối phó. Tin tưởng ta. Hơn nữa, bọn họ nếu như hoàn toàn phá vỡ cấm chế này, đối với ta lại nói, ngược lại là chỗ tốt. Diệp Thần câu thông huyết long, nghiêm túc nói, thiên đạo cung vì sao đột nhiên tìm được vực sâu. Hơn nữa Viêm Thiên Long thần tự mình ra mặt, đời này giá cả cũng quá lớn. Huyết long nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói, chủ nhân. Ta hoài nghi là có người phát hiện ta, người này không thuộc về chúng ta nơi này. Đúng rồi, như tuyết cô nương ở cửu thiên thần long điện vùng lân cận. Cái này bên trong, ta còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta mơ hồ cảm giác, thiên đạo cung đột nhiên ra tay, vừa mới bắt đầu.
Bọn họ lần này hạ định quyết tâm muốn xóa bỏ ta. Ngươi vậy muốn chú ý. Dứt lời, Diệp Thần trong đầu hình ảnh hoàn toàn tiêu tán. Hắn thương thế vậy khôi phục mấy phần, nhưng sắc mặt vẫn là trắng bệch. Diệp Thần nhìn một cái sau lưng Diệp Lăng Thiên, hắn rất rõ ràng, dưới mắt việc cần kíp phải coi giữ Diệp Lăng Thiên mới đúng. Diệp Thăng tựa hồ cảm giác được Diệp Thần hơi thở suy thoái, nhìn thi thể trên đất và máu tươi, cười lạnh một tiếng. Diệp Thần à Diệp Thần, người nói bọn họ là thiên thần cảnh bọn họ chính là sao? Chết không có đối chứng, còn không phải là nhận ngươi nói thế nào. Lời này vừa nói ra, liền liền đứng ở Diệp Thăng bên kia một ít Diệp gia đệ tử, vậy cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Diệp Đàm Trúc tự nhiên vậy phát hiện Diệp Thần trạng thái có cái gì không đúng, hắn đi tiền chạm hai bước, tạm thời chắn Diệp Thăng trước mặt. Hơn nữa lạnh lùng nhìn Diệp Thần, xính miệng lưỡi lợi hại không có ích gì, nơi này là ta Diệp gia tổ địa, lại có người ngoại tộc xông vào, mặc dù tổ tự thành công, nhưng cũng không khỏi không phòng. Không thể không đề phòng. Các ngươi phòng cái gì, phòng ta, vẫn là phòng Diệp Lăng Thiên. Diệp Thần từng bước một hướng những thứ này Diệp gia đệ tử đi tới, trong mắt tràn đầy ba phần lửa giận, bảy phần sát ý, không có ta giúp các ngươi tranh thủ thời gian, thậm chí không tiếc để cho mình người bị thương nặng tới che chở các ngươi đi tiếp thu truyền thừa nghi thức khảo hạch, các ngươi có thể như thế thuận lợi. Không có Diệp Lăng Thiên, dựa vào các ngươi những phế vật này có thể thông qua truyền thừa nghi thức, có thể tháo ra thiên thạch phong ấn. Các ngươi khảo hạch đến một nửa, đột nhiên trong chăn đoạn đưa ra, là nguyên nhân gì chẳng lẽ còn không rõ ràng. Cái này trắng trợn lời nói, để cho không thiếu Diệp gia đệ tử cũng cúi đầu, có chút không dám đi xem Diệp Thần ánh mắt. Diệp Đàm Trúc sắc mặt vậy rất khó xem. Gia tộc tỷ thí lúc đó, ý hắn bên ngoài bại bởi Diệp Thần, trong lòng vốn cũng không chịu phục, trong gia tộc rất nhiều người cũng hoài nghi hắn có phải hay không không có hư danh. Kết quả hiện tại Diệp Thần lại trước mặt nhiều người như vậy mà gọi hắn là phế vật, dù là Diệp Thần câu này, phế vật, một hơi mắng tất cả mọi người tại chỗ, vẫn để cho Diệp Đàm Trúc giận vô cùng. Bất quá Diệp Đàm Trúc không phải Diệp Thăng, hắn không như vậy dễ dàng bị chọc giận. Nhất là hôm nay cục diện vẫn đang nắm trong tay bên trong, Diệp Lăng Thiên tiếp nhận thiên thạch quà tặng, không có sức cố hắn, thậm chí nhúc nhích không được. Mà Diệp Thần người bị trọng thương. Vừa có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Ở Diệp Đàm Trúc xem ra, Diệp Thần lúc trước lấy sức một mình kéo lại vậy hai cái thiên thần cảnh nhất tầng thiên cao thủ, hơn nữa còn liều chết cái này hai người, muốn đến cũng là vận dụng chút cấm kỵ thủ đoạn. Diệp Thần vào lúc này tuyệt đối là thuộc về yếu ớt vô cùng giai đoạn, căn bản chưa nói tới uy hiếp. Bất quá, Diệp Thần liều mạng dưới, lại liền liền giết hai người thiên thần cảnh cao thủ, đây cũng là rất để cho người kinh hãi. Vậy chính là bởi vì như vậy, Diệp Đàm Trúc mới kiên định ý nghĩ trong lòng, bỏ mặc nói thế nào, tuyệt đối không thể lưu lại cái này Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên. Cái này hai người đã mạnh mẽ phải nhường người có chút hít thở không thông. Như vậy cơ hội, há có thể bỏ qua. Diệp Đàm Trúc hít sâu một hơi, hắn giọng kiên định nói, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, chúng ta cũng không phải là ghim ngươi hai, chỉ là vì gia tộc cân nhắc mà thôi. Vì gia tộc cân nhắc. Diệp Thần cười, còn sót lại này dòng thứ Diệp gia suy bại đến nay, thật đúng là thảo nào người khác. Chẳng lẽ người này lấy là bọn họ mới vừa cổ động những đệ tử còn lại mà nói, mình cách mười mấy trượng khoảng cách ở chữa thương liền không chú ý tới liền sao? Diệp Thần giữa trán thiêu đốt lửa giận, giống như chín tầng trời chi âm hưởng triệt tổ địa, vì gia tộc cân nhắc, vậy thì càng hẳn dựa theo gia tộc quy định tới làm việc. Trước khi tới, Diệp gia lão tổ cũng đã nói. Tổ tự thành công, thuận lợi thông qua truyền thừa nghi thức sau đó, ghế thủ lãnh đệ tử đem tự động lấy được máu phách phong thần châu nhận chủ, hơn nữ ưu tiên hưởng thụ được thiên thạch quà tặng. Cái này tổ tự quy củ là Diệp gia hơn 10.000 năm qua mãi mãi không đổi quy củ. Lúc nói tới chỗ này, Diệp Thần ánh mắt chợt đổi được ác liệt, cao giọng quát hỏi nói, làm sao? Các ngươi liền gia tộc quy củ cũng không tuân thủ liền sao? Diệp Thần quát hỏi. Để cho những cái kia vốn là đối với lần này có chút chần chờ Diệp gia các đệ tử, hơn nữa đung đưa không chừng. Dẫu sao đều là người tuổi trẻ, nhiều ít cũng còn có chút xấu hổ tim, tùy ý Diệp Thăng cùng Diệp Đàm Trúc nói xé trời, cuối cùng còn chưa chính gốc. Bọn họ trước đó đứng đội, một mặt là bởi vì Diệp Đàm Trúc cùng Diệp Thăng thế lực sau lưng, một mặt là lợi ích điều khiển.
Mà giờ khắc này Diệp Đàm Trúc thần sắc nhưng là khá là lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn lên nhiều không thiếu dùng mình, hắn cũng không có bị Diệp thần nói ra tộc quy củ hù được, ngược lại là cười lạnh nói. Ai nói chúng ta muốn xấu xa quy củ? Chúng ta chẳng qua là muốn tạm thời ngăn cản Diệp Lăng Thiên lấy được gia tộc Thiên Thạch quà tặng thôi. Dẫu sao ngày này đá mới vừa tháo ra phong ấn, trước hiền lưu lại đại đạo cảm ngộ cụ thể có thể quà tặng nhiều ít Diệp gia đệ tử cũng không ai rõ ràng, tổng không thể chỉ như vậy đầu óc mơ hồ để cho ta chờ ở chỗ này qua phân chứ. Nếu là có cái gì bất ngờ, chúng ta như thế nào đối với gia tộc giao phó? Diệp thần lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, nói không khách khí. Hiện tại luân hồi tinh thạch có thể bỏ phong tỏa, đều là ta cùng Diệp Lăng Thiên công lao, người Diệp Đàm Trúc coi là cái gì? Lại còn không biết xấu hổ nói là vì gia tộc cân nhắc. Đưa một mình ngươi chữ, cút. Sắc bén lời nói, một lần nữa không chút lưu tình lời nói, may là Diệp Đàm Trúc tâm tính không tệ, vậy hoàn toàn trầm xuống sắc mặt. Diệp thần, người chớ có ngông cuồng, người coi là thật lấy vì người còn có thể đánh thắng ta sao? Diệp Đàm Trúc rất rõ ràng, lấy Diệp thần trạng thái bây giờ, căn bản không có thể. Ta có thể đánh thắng ngươi một lần, liền có thể đánh thắng ngươi lần thứ hai. Diệp thần liếc người này, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói. Lấy hỗn độn 9 tầng trời tu vi bại với chảm ách tầng 8 thiên Diệp thần tay, đối với Diệp Đàm Trúc mà nói là vĩnh viễn sỉ nhục. Diệp thần mạnh như vậy điều, Diệp Đàm Trúc trong mắt lúc này liền phun ra nổi nóng ý. Nhưng rất nhanh liền nở nụ cười lạnh, nếu như tình huống bình thường, ta có lẽ còn có thể tin ngươi lời này, nhưng hiện tại, không thể không nói, ngươi rất có đảm phách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Diệp thần hai tay chắp sau lưng, thân thể đứng nghiêm, một bộ cứng dâng chào tư thái. Có thể vậy mặt mày sắc mặt tái nhợt, nhưng là bán đứng Diệp thần tình huống thân thể. Tình cảnh như vậy, không chỉ là Diệp Đàm Trúc. Còn lại Diệp gia đệ tử xem ra, cũng đều kém không nhiều cảm thấy Diệp thần là ở mạnh chống, miễn cưỡng duy trì mà thôi. Diệp công tử, Đàm Trúc sư huynh, mọi người vốn là cùng cây sinh, vẫn là. Đều lui để cho một chút đi. Xem cuộc vui thật lâu Diệp Nghê Thường rốt cục thì lên tiếng, Diệp công tử, luân hồi tinh thạch sự việc quan hệ đến gia tộc ồ ạt, không thể khinh thị, Đàm Trúc hắn vậy chỉ là có chút khẩn trương quá độ, ngươi đừng để trong lòng. Đáng tiếc. Cái này nhẹ bỗng mấy câu nói, thực thì cũng không bất kỳ tác dụng. Diệp Đàm Trúc vẫn lạnh lùng như cũ, trực tiếp đối với Diệp Thăng phân phó nói, ta nhìn chằm chằm hắn, các ngươi đi ngăn cản Diệp Lăng Thiên. Ta xem các ngươi ai dám. Diệp thần ấn đường ánh sáng chớp mắt, sát kiếm bay ra, mang một cổ mạnh mẽ phá không chi âm vượt qua Diệp Thăng cùng đỉnh đầu của người, bịch một tiếng, cắm vào bọn họ cùng Diệp Lăng Thiên trung gian trên đất. Vô tận uy áp phun trào. Cực hạn huyết quang kinh người. Mặt đất lại là sinh ra một đạo liệt ngân, như mạng nhện vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Gặp Diệp thần trước lấy ra binh khí, Diệp Đàm Trúc trong mắt lộ ra vui mừng, đây không phải là cho hắn động thủ mượn cớ sao. Bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi, thay vào đó là lau một cái, tức giận. Ngươi dám đối với đồng tộc con em đao binh mặt đối mặt, tự tìm cái chết. Diệp Đàm Trúc tức giận. Thân hình lơ lửng như kinh hồng qua khe cửa, thật giống như quỷ mị vậy đột nhiên áp gần Diệp thần, giơ tay lên một chưởng liền vỗ về phía Diệp thần. Đây là muốn trực tiếp một chưởng động chết Diệp thần, không cho bất kỳ cơ hội cãi lại. Diệp Đàm Trúc cái này một chưởng vỗ xuống lúc đó, lòng bàn tay trước có ánh sáng màu tím trước sáng, chợt toàn bộ bàn tay cũng che phủ một tầng tử mang, hoạt động lúc đó, trong không khí vang lên nặng nề tiếng xé gió. Có lẽ là tốc độ quá nhanh. Bàn tay này chỗ đi qua, hư không lại như hòa tan như nhau, có ngọn lửa cháy mông lung cảm giác. Oanh! Như thần sấm rơi xuống đất, sấm nổ vang, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền ra, mọi người chỉ kịp thấy được Diệp thần ở thời khắc tối hậu giơ tay lên đối mặt Diệp Đàm Trúc một chưởng này, sau đó, trong sân liền bạo khởi một đoàn kinh khủng bụi đất. Năng lượng cuốn lên lúc tới, tím chiếu rọi chiếu sáng hư không, vậy sáng quắc ánh sáng rực rỡ tựa như cực quang. Tựa như lụa mỏng, không ngừng ở trong hư không nhấp nhô. Một phần chia như nước văn như nhau hướng bốn phương tám hướng lan truyền, một phần chia chính là trùng tiêu lên, hình thành một đạo làm người ta sợ hãi linh lực trùm tia sáng, làm cho cả tiểu thế giới kết giới cũng sáng gấp mấy lần. Mái vòm kết giới bên trên, có rậm rạp chằng chịt trận văn ở trong hư không sáng lên,
triệt tiêu của lực lượng này. Diệp Đàm Trúc sư huynh thật lợi hại, một trưởng này oai, cùng cấp bên trong, có bao nhiêu người có thể tiếp. Nhìn như, tỷ võ lúc bại bởi Diệp Thần, thật sự là Diệp Đàm Trúc sư huynh khinh thường, lấy như vậy bùng nổ, cộng thêm Diệp Thần trọng thương, kết cục đã định à. Một trưởng đối kháng, bộc phát ra uy năng, lại xúc động toàn bộ kết giới tự bảo vệ mình pháp trận, còn lại tất cả Diệp gia đệ tử cũng không khỏi cảm khái liên liên. Theo bụi mù chậm rãi tản ra, trong sân tình hình từ từ trong sạch lúc đó, rất nhiều đệ tử nhưng đều ngẩn ra, cho dù là Diệp Nghê Thường cũng không khỏi trố mắt nghẹn họng, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, trong con mắt xinh đẹp tràn đầy kinh hãi. Nơi trung tâm, Diệp Thần đứng chắp tay, tay áo phiêu động, sắc mặt mặc dù vẫn là có chút trắng bệch, nhưng lại duy trì đứng tư thái. Mà vậy Diệp Đàm Trúc nhưng đại biến hình dáng, nửa cánh tay máu thịt mơ hồ, xương trắng trực tiếp từ nơi khớp xương gãy, từ trong máu thịt mặc thấu ra, vô cùng là thảm thiết. Diệp Đàm Trúc trước mặt, có một đạo ước chừng ba trượng thụt lùi dấu vết, máu tươi vậy vãi cái này đầy đất. Không nghi ngờ chút nào, tại mới vừa phen này giao thủ bên trong, Diệp Đàm Trúc lại thua rồi. Mười mấy tên Diệp gia đệ tử tất cả đều ngẩn người, không phải nói Diệp Thần người bị thương nặng sao. Sắc mặt trắng bệch thành như vậy, lại vẫn có thể phát huy ra như thực lực này. Sư huynh hắn, lại khinh thường sao? Trong đám người, có người lẩm bẩm một câu. Có lẽ là bị một màn này kích thích, người này cũng không quá mức tận lực hạ thấp giọng, cho tới, rất nhiều người đều nghe được những lời này, rối rít lộ ra cổ quái thần sắc. Một cái lại chữ, bao hàm nhiều biết bao ý kiến à? Có không biết làm sao? Càng nhiều hơn chính là giọng điệu vậy mấy phần chua xót ý. Phải biết, Diệp Thần là ở một mình đối mặt hai người thiên thần cảnh cao thủ tấn công dưới, liều mạng gần chết mới thành công là Diệp gia những đệ tử còn lại tiến hành truyền thừa nghi thức tranh thủ được đầy đủ thời gian. Người bị trọng thương dưới trạng thái, ngắn ngủi điều tức sau đó, liền cùng trạng thái đúng là Diệp Đàm Trúc giao thủ. Kết quả cái này ước chừng vừa đối mặt, Diệp Đàm Trúc liền giống như ở linh lung trong tháp tỷ võ như nhau thảm bại liền xuống, bị thương nặng, cái này không khỏi không để cho người giật mình. Rất nhiều đệ tử bắt đầu lần nữa nhìn kỹ Diệp Thần, nhất là Diệp Nghê Thường và Diệp Thăng, hai cặp mắt lại là ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu. Đáng tiếc là, Diệp Thần nơi phơi bày ra, vẫn là như vậy một bộ, mạnh trống, tư thái, khá giống như là cố làm cứng, bên ngoài mạnh trong rỗng làm dáng. Có thể sự thật vừa bày ở trước mắt, để cho người hoàn toàn không nhìn thấu, vậy không đoán ra. Nếu như nói trên trận ai đúng Diệp Thần độ bén nhạy trực tiếp nhất, đó không thể nghi ngờ là Diệp Đàm Trúc. Nửa quỳ dưới đất cánh tay hắn gãy vậy nửa người đều tê dại, vẻn vẹn chỉ còn giữ, dạng người, thực thì cánh tay kia đang cùng không có ở đây đã không có bất kỳ khác biệt. Mới vừa một kích này, ở chân tránh cùng Diệp Thần va chạm trước, Diệp Đàm Trúc cũng tự tin mình có thể thắng. Lần này, hắn không có cử động nữa dùng không thấy được ánh sáng thủ đoạn, lần này, hắn là ngưng tụ đầy đủ lực lượng đánh ra một trường này. Hắn tin chắc mình có thể một trường động chết Diệp Thần, nhất là thấy được Diệp Thần không tránh không tránh, lại có thể ở giây phút sau cùng mới giơ tay lên làm ngăn cản thời điểm, lại là thiếu chút nữa bật cười. Cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Nhưng mà, thực tế cho hắn một cái to lớn bạt tai. Một trưởng kia đánh lên về phía sau, hãy cùng vỗ vào một tòa mãnh liệt đánh tới bền chắc không thể gãy trên núi thần như nhau, trong nháy mắt phân nửa bên phải bả vai liền mất đi chi giác, cho đến mấy cái hô hấp sau đó, mới chuyển tới đau nhức và chết lặng. Cẩn thận mở mắt thấy rõ lúc đó, mình đã chẳng biết lúc nào lùi lại mấy trượng xa. Bại rất hoàn toàn. Ngươi! Diệp Đàm Trúc khó khăn há miệng, vẻn vẹn chỉ phun ra một chữ, hắn nhìn Diệp Thần lúc đó. Trong mắt nổi lên lau một cái hoảng sợ, trên mặt màu máu cởi hết, trắng bệch một phiến. Có lòng muốn nói, ngươi không bị thương, lời này, nhưng Diệp Thần vậy giống vậy không tốt lắm chịu sắc mặt, lại để cho hắn lại hoài nghi đứng lên. Người này, rốt cuộc là bị thương, vẫn là không có bị thương ở giả heo ăn lão hổ. Hắn đã cầm nắm không đúng. Lúc này, Diệp Thần lại cũng không lại đối với Diệp Đàm Trúc ra tay, chỉ là trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Bằng ngươi muốn giết ta, nhìn như còn không quá đủ. Chó, dẫu sao chỉ là chó. Diệp Đàm Trúc vẻ mặt cứng đờ, toàn thân cũng khí được run rẩy. Chó dẫu sao chỉ là chó,
ý này đã lại không rõ lắm, Diệp Thần đây là đang rẽ trước cong biểu thị hắn cũng không có hổ xuống đồng bằng, còn chưa tới phiên một con chó tới khi phụ. Hống! Diệp Đàm Trúc cắn chặt hàm răng, một tiếng giống giận dưới, tay trái đặc biệt thô bạo đem mình cánh tay phải hao tổn đoán được cốt khớp xương cho nhấn trở về, chợt điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh lực, đồng thời còn uống hai quả tăng tốc độ khôi phục đan dược. Nháy mắt bây giờ, vậy cánh tay phải liền lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ phục hồi như cũ. Nói cho cùng, hắn nhỏ yếu đi nữa, đó cũng là hỗn độn cảnh 9 tầng trời một đời tuấn kiệt, hỗn độn cảnh giới tu giả, đừng nói là cánh tay chặn, coi như là thân thể bị đánh tan, chỉ cần thần hồn vẫn còn ở, là có thể nhanh chóng khôi phục. Đây là hắn nội tình. Mấy hơi thở bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu Diệp Đàm Trúc, gầm thét đối với Diệp Thần lại lần nữa phát khởi công kích, lần này, hắn thi triển ra bí pháp càng cường đại hơn, thủ đoạn cũng càng thêm ác liệt. Đáng tiếc là, Diệp Thần giống như một tòa hắn vĩnh viễn hám không nhúc nhích nổi cao đỉnh, một kích này, hắn thất bại lần nữa. Lớn nửa người bị đánh bể, Diệp Thần sử dụng huyền diễm, đem hắn vết thương cháy được máu thịt mơ hồ, thật giống như rơi xuống dung nham nội bộ sau một lần nữa xông tới như nhau, liền dung mạo cũng không thấy rõ. Bay ngược ra mười mấy trượng Diệp Đàm Trúc, khó khăn từ dưới đất vùng vẫy đứng lên. Cổ họng khàn khàn vô cùng hướng những đệ tử khác hô các ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ ta chết, cùng Diệp Lăng Thiên hấp thu xong thiên thạch quà tặng liền sẽ ra tay sao? Kêu lên như vậy, chứng minh Diệp Đàm Trúc ở nào đó loại ý nghĩa lên đã nhận thua. Đơn đả độc đấu, công bình đánh một trận, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Lần nữa khôi phục sau đó, Diệp Đàm Trúc há mồm phun một cái, chính là nửa treo thần đồ. Sơn hà xã tắc lưu chuyển trong đó, lục đạo luân hồi chi khí lững lờ. Bức họa huyên náo vang dội, trôi lơ lửng ở đầu đỉnh sau đó, rủ xuống hạ vạn đạo quy luật, giống như thủy mạc vậy đem bảo vệ. Diệp Tử Canh lão tổ thiên hà lục đạo đồ, mấy tên đệ tử kêu lên, ánh mắt cũng trợn lên. Diệp Đàm Trúc lại có thể đem như vậy tông vật lấy ra, đây chính là không thể so với máu phách phong thần châu yếu bao nhiêu pháp bảo. Diệp Thần, ta là không đánh lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ung dung giết ta, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn người mình chết ở bọn họ vây công dưới. Diệp Đàm Trúc điên cuồng gầm thét, cặp mắt bên trong, lại là có ánh sáng lững lờ, tiếp liền lại bay ra hai kiện pháp bảo. Con mắt trái là một khối đài sen, năm màu thần liên. Mắt phải thì là một quả thanh ngọc cổ châu, tên là Định Thủy Linh Châu, đều là hiếm thấy phòng ngự tính pháp bảo. Hắn đã đặt lên mình tất cả tiền vốn, cầm mình hoàn toàn võ trang, chỉ vì có thể kéo Diệp Thần. Hai kiện thần vật, một kiện cổ khí. Như vậy tổ hợp, ngược lại không đến nổi để cho Diệp Thần sợ, nhưng làm hắn biến sắc là Diệp Đàm Trúc dự định. Có cái này ba kiểu đồ che chở, trong thời gian ngắn mình thật đúng là không nhất định có thể hoàn toàn bắt lại người này, có thể cứ như vậy mà nói, Diệp Lăng Thiên bên kia làm thế nào. Hắn đang hấp thu luân hồi tinh thạch bên trong Diệp gia trước hiền nơi lưu lại đại đạo quy luật cảm ngộ, đây đối với hắn mà nói có cực lớn chỗ tốt, có thể thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích, thậm chí đã lâm vào ngộ đạo trạng thái, liền ngoại giới chuyện gì xảy ra cũng không cảm giác được. Diệp Đàm Trúc đã nổi điên như nhau đụng tới. Ông! Trong hư không, mạnh mẽ uy áp cuốn tới, Diệp Đàm Trúc chỗ đi qua, mặt đất đều nứt ra không thiếu vết nứt. Ba kiện vật hiếm thấy. Bị người này bất kể giá cao thúc dục, hiệu quả đã không chỉ là trồng lên đơn giản như vậy. Hắn giống như một tòa di động núi non trùng điệp, cường đại uy năng, để cho Diệp Thần không khí bốn phía đều có chút đậm đặc, đổi được nặng nề vô cùng. Tổ tiên, vừa sinh ta Diệp Đàm Trúc, duyên vì sao lại tới một Diệp Thần? Cuồng bạo bên trong Diệp Đàm Trúc, trên mặt vừa khóc vừa cười, hoàn toàn là một bộ bình vỡ không cần giữ gìn lối đánh. Hắn cười dài trước sông về Diệp Thần, ha ha ha. Diệp Thần, người thành công đánh nát ta đạo tâm, nhưng cái này thì như thế nào? Ta cuộc đời này cho dù khó tiến thêm nữa, người vậy đừng hòng ung dung thắng ta. Nhưng mà, Diệp Đàm Trúc không biết là, hắn như vậy phất cờ giống chống tấn công, cũng không có tạo thành hữu hiệu che chở tác dụng, Diệp gia còn lại đệ tử, thậm chí liền Diệp Thăng ở bên trong, đều đang không có thời gian đầu tiên đối với Diệp Lăng Thiên ra tay. Ngược lại là xít sao được nhìn chằm chằm hắn bên này. Một nhóm người, là nguyên vốn cũng không muốn dính vào, chẳng ngờ đối với Diệp Lăng Thiên ra tay.
Mà một phần chia, chính là càng muốn xem Diệp Thần cùng Diệp Đàm Trúc giữa kết quả cuối cùng, đến nơi này một khắc, cho dù là Diệp Thăng cái này kiên định phản đối Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên đệ tử nòng cốt, vậy bắt đầu giơ cờ bất định. Tùy tiện động thủ, vạn nhất Diệp Thần thật là giả heo ăn lão hổ, đến lúc đó, mình những người này còn có thể chạy thoát sao? Như vậy thứ nhất, Diệp Đàm Trúc điên cuồng, liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nhận ra được những người đó không có thời gian đầu tiên đối với Diệp Lăng Thiên ra tay sau đó, Diệp Thần liền đoán được chút nguyên do, hắn con người đông lại một cái, bắt đầu nghiêm túc. Chỉ gặp hắn quanh thân quy luật nhanh chóng sáng lên, lại nữa nương tay. Ngón tay nhập lại là kiếm, nhập vào xuất ra ngày tháng mũi nhọn, vô tận kiếm khí bắt đầu ở trong hư không ngưng tụ, một cổ khí tức hủy diệt ở nơi này phương thế giới nhỏ bên trong tràn ngập ra, trên bầu trời lại mơ hồ truyền đến sấm tiếng. Tấn công, vĩnh viễn là tốt nhất ngăn địch thủ đoạn. Mắt thấy Diệp Đàm Trúc sắp đụng vào lúc đó, Diệp Thần rốt cục thì ra tay. Oanh! Một kiếm, sấm dậy, thần liên vỡ vụn. Keng! Một kiếm, cửu tiêu thần huy rơi thẳng 3.000 xích, định thủy linh châu khó khăn hám hủy diệt mộ đạo. Đâm! Một kiếm, mũi nhọn sáng chói như kim hồng, kiếm khí quang hàn 10 cửu châu, thiên hà cuốn ngược, lục đạo nghiền, thần đồ tiêu tán. Đây là một màn làm người ta sợ hãi lộ vẻ xúc động cảnh tượng. Diệp Thần không có dùng cường đại binh khí, thuần túy lấy tự thân đối với kiếm đạo, chân võ ý cảm ngộ cùng nắm giữ, phụ trợ cường đại thần niệm linh lực nơi đánh ra. Mà chính là như vậy thủ đoạn, nhưng là một hơi đánh nát 3 kiện thượng hạng pháp bảo, giống như giấy dán như nhau, bị hắn lấy hừng hực mà sắc bén kiếm ý phá hủy. Diệp Đàm Trúc giống như con diều đứt dây. Cho dù là ở nơi này phiến bị áp chế phi hành trên đất, hắn vậy ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, thân thể nổ tung, máu tươi phân bố. Cho dù không có thể giết chết hắn, Diệp Đàm Trúc còn là sợ. Hắn cả người là máu, khá là chật vật bò dậy, sau đó nghiêng đầu liền hướng kết giới chỗ ở phương hướng vọt tới. Như vậy đối thủ, là hắn cuộc đời này bi kịch, cho dù là chủ động bể nát đạo tâm, lấy tự sát thức. Lá bài tẩy dốc hết kiểu mẫu công kích vậy không có thể dung chuyển đối thủ phân nửa, cái này còn làm sao đánh. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại để cho hắn tim như cho tàn, lại cũng sinh không dậy nổi chiến đấu lòng của, hắn bây giờ, chỉ muốn chạy thoát thân, liều mạng trốn. Người đều là như vậy, lấy hết dũng khí liều chết nhất kích thất bại sau đó, liền khó đi nữa dâng lên như vậy không sợ mà điên cuồng tâm khí, Diệp Thần lần này. Hoàn toàn cắt đứt vị này được gọi là Diệp gia trẻ tuổi một đời thiên tài kiệt xuất nhất sống lưng. Lại là như vậy kết quả. Công nhận ba lớn một trong thiên tài, lại có thể bại được như thế hoàn toàn, đã lựa chọn chạy trốn. Diệp Thần sư huynh hắn thật sự là trọng thương trạng thái sao? Làm sao sẽ mạnh như thế lớn? Cách đó không xa, còn dư lại những thứ này Diệp gia đệ tử, người trên mặt người đều là vẻ kinh hãi. Cái gọi là thiên tài. Là như vậy không chịu nổi một kích. Mắt thấy Diệp Đàm Trúc muốn rời khỏi cái này thế giới nhỏ, Diệp Thần tự nhiên sẽ không thu tay, người như vậy, giữ lại thủy chung là cái gieo họa. Hắn không có đuổi theo, nhưng lại lấy thần niệm ngưng tụ ra một đạo kiếm ý, tập trung vào Diệp Đàm Trúc trên người khí cơ đuổi giết đi lên. Một kiếm này, người như có thể sống sót, ta liền tha ngươi không chết. Đánh ra vậy đạo mang hủy diệt mộ đạo kiếm ý sau đó. Diệp Thần liền đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn đuổi giết kết quả. Diệp Đàm Trúc mau hơn nữa, cũng có thể nhanh hơn được không chịu nơi đây quy luật hạn chế kiếm ý sao. Hắn chỉ có dừng lại phản kích, nếu không, như vậy phong tỏa khí cơ đuổi giết, sẽ nhanh chóng đuổi kịp hắn, sau đó đâm thủng hắn đầu lâu. Kinh hoàng chạy trối chết Diệp Đàm Trúc tự nhiên cũng biết loại chuyện này, lúc này liền tạm thời ngừng lại, xoay người lại gắng sức vận chuyển công pháp, muốn ngăn cản một kiếm này. Cùng lúc đó, rốt cục thì phản ứng lại Diệp Nghê Thường và Diệp Thăng, vậy ra tay. Diệp gia ba thế lực lớn mặc dù là cạnh tranh với nhau, nhưng bọn họ không thể nào nhìn như vậy Diệp Đàm Trúc bị giết. Diệp công tử, hạ thủ lưu tình. Diệp Nghê Thường kiều quát một tiếng, cùng Diệp Thăng cùng nhau liên thủ muốn ngăn lại một kích này. Xích! Đáng tiếc là, cái này một sát kiếm ý không chỉ là bên trong uẩn liền hủy diệt mộ đạo. Càng có không gian quy luật cùng thời gian pháp tắc hiệu quả tồn tại, tốc độ quá nhanh. Ở một chớp mắt kia, thời không thật giống như ngưng trệ một cái, chỉ còn lại một món hàn mang vạch qua chân không,
xuyên qua Diệp Đàm Trúc thần thể, phía sau nối liền Diệp Thần ngón tay, bất luận Diệp Đàm Trúc như thế nào chống cự, cũng không có bất kỳ tác dụng. Phốc, tràn đầy kinh hoàng ánh mắt thân thể hoàn toàn nổ tung, đỏ trắng vật thậm chí chưa kịp tung tóe, cũng đã bị vậy trong kiếm ý nơi thả ra ý định giết người và hủy diệt mộ đạo nơi khuấy bể. Còn như Diệp Đàm Trúc thần hồn, liền càng không cần phải nói, căn bản không có bỏ trốn cơ hội. Một đời tuấn kiệt, lúc này chết. Còn dư lại thi thể, cũng ở đây hủy diệt mộ đạo ăn mòn dưới, nhanh chóng rách dưới, khuôn mặt khác hoàn toàn. Diệp Thần. Diệp Thăng thấy vậy, thốt nhiên giận dữ, chợt quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Người này quá càn rỡ, lại hoàn toàn không để ý hắn cùng Diệp Nghê Thường mặt mũi, cứ như vậy ngay trước mặt cầm Diệp Đàm Trúc xiết, đây coi là cái gì? Hắn chẳng lẽ lấy vì mình đã có thể áp đảo toàn bộ Diệp ra bên trên liền sao? Diệp Nghê Thường rút người ra tiến lên, đưa tay đánh ra một đạo thất thải hạ quang, muốn đem Diệp Đàm Trúc thi thể bao lấy. Bỏ mặc nói thế nào, luôn là nhất tộc, Diệp Đàm Trúc vẫn là Diệp ra một vị lão tổ đệ tử thân truyền, nếu như liền thi thể cũng mang không đi trở về, như thế nào có thể giao phó? Có thể nàng cái này sáng mờ mới vừa chạm đến Diệp Đàm Trúc vậy rách dưới thân thể lúc đó, thi thể kia liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một chất máu thịt xương trắng, hơn nữa nhanh chóng chôn vùi, hoàn toàn bị hủy diệt mộ đạo nơi, lọc sạch, cái gì đều không lưu lại, chỉ còn lại một mùi tanh hôi hơi thở khuếch tán ra. Diệp Nghê Thường chân mày to nhíu chặt, trong ánh mắt giống vậy lóe lên một món tức giận, bất quá nàng cũng rất mau che giấu xuống, chỉ là hơi không hề ngu nói, Diệp công tử. Người như vậy không chút lưu tình đối với đồng tộc con em ra tay, phải thế nào đối với mấy vị lão tổ giao phó? Giao phó, là ta động thủ trước sao? Là ai trước coi thường gia tộc quy định? Muốn nói rõ, vậy không tới phiên ta tới. Diệp Thần đứng chắp tay, hắn mà nói, thậm chí cũng không nói xong. Lấy luân hồi chi chủ thân phận, hắn coi như đem toàn bộ Diệp gia hủy diệt, làm sao cần phải hướng Diệp gia giao phó? Lớn như vậy Diệp gia. Một đời không bằng một đời, bằng vào năm xưa Diệp gia lão tổ một đời người đi theo luân hồi chi chủ chinh phạt bốn phương nơi đánh rất xuống kiên cố nội tình, kéo dài hơi tàn đến nay. Thật vất vả có cuộc khởi lần nữa hy vọng, những thứ này Diệp gia cái gọi là kiệt xuất đệ tử, lại trước sẽ đối mình ra tay, cái gì cũng chỉ muốn mình, người như vậy, giữ lại thì có ích lợi gì. Đối mặt Diệp Nghê Thường những thứ này Diệp gia con em, giết Diệp Đàm Trúc sau đó, Diệp Thần cũng không bất kỳ áy náy. Thậm chí chẳng ngờ lại cho những người này sắc mặt tốt. Diệp Thần cuồng ngông, để cho đã từng bị ngay trước mọi người tức hộc máu bất tỉnh khuyết Diệp Thăng hoàn toàn âm trầm xuống. Diệp Thần, người thật lấy là ta Diệp gia không người phải không? Như vậy không chút kiêng kỵ ở ta Diệp gia tổ địa bên trong giết người, người muốn cùng toàn bộ Diệp gia là địch sao? Ta không chút kiêng kỵ. Diệp Thần giận dữ ngược lại cười, ta chẳng qua là muốn ngăn cản các ngươi chớ làm nhiễu Diệp Lăng Thiên tiếp nhận thiên thạch quà tặng truyền thừa, mà Diệp Đàm Trúc đối với ta, nhưng mà động sát tâm. Chúng ta chỉ là muốn tạm thời ngăn cản Diệp Lăng Thiên tiếp nhận như vậy đại đạo tẩy rửa, cũng không phải là muốn tước đoạt Diệp Lăng Thiên thành tựu lần này tổ tự công thần khen thưởng, hoàn toàn có thể cùng về đến gia tộc sau đó do trưởng lão an bài một phen đón thêm bị như vậy tẩy rửa cùng quà tặng. Diệp Thăng bộ mặt nghiêm nghị, ra vẻ thông thạo, tựa như hết thảy đều là đứng tại gia tộc góc độ cân nhắc, cũng không nửa điểm tư lợi. Hắn lớn tiếng chỉ trích, Diệp Đàm Trúc mặc dù đối với ngươi động giết tim, nhưng hắn cũng không giết ngươi, thậm chí đều không làm bị thương ngươi, đạo lý tha cho người được nên tha ngươi cũng không rõ ràng sao. Mới vừa một màn này, chúng ta đều là để ở trong mắt, rõ ràng chính là ngươi cuồng ngông là máu. Đúng vậy, Diệp Đàm Trúc sư huynh không đáng tội chết à. Tả hữu là nhất tộc người, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Cùng Diệp Đàm Trúc cùng ra nhất mạch mấy người đệ tử vậy là theo chân phụ họa, nhà mình cái này nhất mạch kiệt xuất nhất người chết rồi, trở về sau đó, lão tổ nhất định là muốn trách phạt. Trước đây hắn sẽ đối ta, sẽ đối Diệp Lăng Thiên thời điểm xuất thủ, các ngươi làm sao không chỉ có không ngăn trở, còn muốn đi theo hắn vừa động thủ một cái đâu. Diệp Thần giễu cợt nói, nếu các ngươi như vậy thâm minh đại nghĩa, vậy Diệp Lăng Thiên hiện tại lấy được, đều là hắn cần phải nên có được khen thưởng, các ngươi lại vì sao phải ngăn trở. Đừng nói cho ta hắn đây cũng là phách lối ngang ngược. Tranh cãi cũng không có ích lợi gì, công đạo tự tại nhân tâm. Diệp Thăng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt địch ý đặc biệt rõ ràng,
bỏ mặc như thế nào, người giết Diệp Đàm Trúc là sự thật, là tất cả mọi người đều nhìn thấy. À, Diệp Thần cười một tiếng, đầu vai nhẹ nhàng liền đứng thẳng, đầy mặt không quan tâm. Gặp hắn như vậy khinh thiêu nhạo báng, Diệp Thăng cùng một liền Diệp gia đệ tử đều có chút nổi nóng, có thể há miệng nhưng phát hiện không biết nên làm sao tiếp lời này. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể không phải là bọn họ chủ động tới chất vấn. Diệp Thần giết người sau này, căn bản không dự định mình giải thích rõ cái gì à, vậy căn bản không chối mình giết Diệp Đàm Trúc. Trong chốc lát, mọi người lại đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại có luân hồi tinh thạch bên kia Diệp Lăng Thiên tiếp nhận đại đạo tẩy rửa lúc nơi truyền ra nhẹ vang động. À, yếu ớt khẽ than một tiếng, Diệp Nghê Thường xếp nhiều người đi ra, kim tia vũ y nhẹ nhàng phiêu động, chân ngọc trắng nõn mà tinh xảo, dáng đẹp trên mặt mũi, chất đầy không biết làm sao. Các vị, còn chưa nếu lại tranh chấp đi xuống, người chết đã qua đời, chúng ta vẫn là muốn suy nghĩ một chút, mau sớm đem thiên thạch đưa về bên trong tộc đi. Nói xong, Diệp Nghê Thường tự nhiên đi tới Diệp Thần trước mặt, không để ý còn lại Diệp gia đệ tử kinh ngạc ánh mắt. Hướng về phía Diệp Thần khẽ nghiêng, trong giọng nói mang theo mấy phần ủy khuất cùng cầu khẩn. Diệp công tử, coi như là xem ở tiểu muội mặt mũi, mọi người cũng lui nhường một bước đi, tóm lại là phải lấy gia tộc làm đầu. Ta đại biểu bọn họ hướng ngươi nói xin lỗi, cũng có thể yên tĩnh cùng Diệp Lăng Thiên sư huynh hoàn thành tẩy rửa, nhưng ngươi phải giúp chúng ta cùng nhau hộ tống thiên thạch trở lại Diệp gia, có thể không? Diệp Nghê Thường mà nói. Để cho Diệp Thăng cùng một ít đệ tử hết sức đều tức giận. Diệp Nghê Thường, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không đại biểu được chúng ta. Diệp Thăng tức giận. Diệp Thần nhìn xem trước mặt cái này ngoan ngoãn cô gái, lại xem bên kia thốt nhiên giận dữ Diệp Thăng, khóe miệng không khỏi gợi lên một chút nghiền ngẫm mà. Ngươi xem, bọn họ nói ngươi không đại biểu được bọn họ, hoàn toàn chẳng ngờ tiếp nhận ta đây. Diệp Nghê Thường không khỏi lại thở dài thán. Tựa hồ là cảm giác sâu sắc không có sức, quay đầu nhìn xem Diệp Thăng những người đó sau đó, lần nữa hướng về phía Diệp Thần khom người. Đột nhiên, một cổ cực hạn sát ý phun trào. Diệp Nghê Thường thay đổi. Được rồi, nếu bọn họ cũng không cảm kích, vậy ta cũng chỉ. Không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Lời còn chưa dứt, Diệp Nghê Thường trên mình nhưng chợt bạo phát ra một cổ cực mạnh hơi thở, tay trắng đột nhiên lộ ra, tạo thành móng trạng. Kinh khủng lực lượng hướng Diệp Thần cuộn sạch ra. Sát ý phá thiên. Cùng lúc đó, ở Diệp Thăng bên kia, cùng Diệp Nghê Thường đến từ cùng nhất mạch mấy tên đệ tử cũng là đồng loạt bùng nổ, ngay tức thì đối với bên người còn lại Diệp gia đệ tử ra tay, dĩ nhiên, mục tiêu chủ yếu là Diệp Thăng nhất mạch người cùng nhưng hai thứ khác đến từ nhỏ mạch đệ tử. Còn như Diệp Đàm Trúc vậy nhất mạch, ngược lại là đều không gặp họa. Trong lúc bất chợt biến cố, hoàn toàn kinh sợ tất cả người sống sót, bao gồm Diệp Thăng ở bên trong, thậm chí đều có chút đáng cơ hội, thật lâu không có phản ứng kịp. Ngươi, các ngươi! Diệp Thăng hoảng sợ chừng hai mắt, giơ nón tay chỉ Diệp Nghê Thường và hắn bên người những cái kia trên tay còn dính máu tươi đệ tử, kinh ngạc nhìn không nói ra lời. Khanh khách, Diệp Thăng sư huynh, chúng ta thế nào? Chúng ta không là chung nhau sao? Diệp Nghê Thường chỉ một cái đã điểm vào Diệp Thần ấn đường. Chỉ gian quanh quẩn một cổ kinh người lực lượng. Tựa hồ chỉ cần Diệp Thần động một cái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Thần khóe miệng như cũ treo nụ cười. Hồ ly, rốt cuộc lộ ra cái đuôi sao? Diệp Thăng sư huynh, cơ hội đang ở trước mắt, động thủ đi, giết cái đó đang tiến hành đại đạo tẩy rửa người. Sau đó cái này luân hồi tinh thạch chỗ tốt, chính là ngươi cùng chúng ta một nhà chia đều, như thế nào? Tiểu muội đối với ngươi vẫn là rất để ý chứ. Diệp Nghê Thường khóe mắt chân mày cũng lượn lờ lau một cái yêu dã ý, thanh âm khinh linh mị hoặc. Chặc chặc, ta đây là không đoán sai, ngươi quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần lộ ra lau một cái sắp thành lại hỏng thương tiếc, hình như là nhận mệnh vậy. Diệp công tử cũng cho tiểu muội rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ đây. Diệp Nghê Thường môi anh đào nhẹ vung cười nói. Ngươi không phải người của Diệp gia, đúng không? Diệp Thần đột nhiên hỏi nói. Là cùng không phải rất trọng yếu sao? Diệp Nghê Thường hỏi ngược lại, Diệp công tử cũng không phải người của Diệp gia chứ? Thật ra thì ta ngươi mục đích kém không nhiều, cũng là vì đối phó Diệp gia, mưu đoạt Diệp gia cơ duyên tới, tiểu muội rất muốn cùng ngươi hợp tác.
Diệp Thần nghe vậy không khỏi cười nói, ngươi chính là như vậy cùng ta hợp tác sao? Không có biện pháp đâu, ai bảo Diệp công tử thật lợi hại đâu, tiểu muội tổng phải hơn trước cầm bất an nhân tố hạn chế xuống, sư huynh yên tâm, tiểu muội sẽ không giết ngươi. Thành công bắt giữ ở Diệp Thần, Diệp Nghê Thường cơ hồ là hoàn toàn biến thành một người khác, trên mình vốn là vậy cổ tiên linh khí hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thân kiều mị diêm dúa lòe loẹt thái độ. Lửa cháy mạnh môi đỏ mọng dán chặt trước Diệp Thần bên tai, răng môi mở ra bây giờ, một món lại một luồng thanh thơm nhô lên ở Diệp Thần trên lỗ tai, hết sức chọn chọc cười. Lúc nói chuyện, thần thái kia gian đều là yêu mị ý, ấn đường chẳng biết lúc nào hôn lên ba điểm đỏ tươi thần huy, lưu chuyển nước gợn đan phượng trong con ngươi, mặc dù ngậm hài hước và nụ cười, nhưng càng nhiều hơn nhưng lại như là hắc quả phụ vậy rét lạnh. Diệp gia à, thật đúng là mình đầy thương tích. Diệp Thần không nhịn được xúc động, liền cốt lõi nhất đệ tử cũng là của người khác nằm vùng, như vậy Diệp gia có thể kiên trì đến ngày hôm nay, vậy thật đúng là không dễ dàng. Cũng may hắn vẫn không có bại lộ luân hồi chi chủ thân phận. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Nghê Thường nói sẽ không giết hắn, điều này hiển nhiên là không quá có thể. Người phụ nữ này không động thì thôi, động một cái kinh người, trong nháy mắt bạo khởi. Hơn nữa cùng nàng cùng ra nhất mạch những đệ tử kia cửa, cái này tổ trong đất tình huống đã hoàn toàn thay đổi dạng. Ta thật ra thì thật là tò mò, người nếu đều đã ra tay, tại sao lại phải giữ lại Diệp Thăng người kia còn có Diệp Đàm Trúc vậy nhất mạch mấy người đệ tử đâu? Ngươi đừng nói cho ta ngươi là ở là Diệp gia lo nghĩ. Diệp Thần cười hỏi nói. Tại sao không phải thì sao? Tiểu muội cũng là người của Diệp gia đây. Ngươi, Diệp gia. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chưa đến nỗi đi, đều như vậy, còn định dùng Diệp gia thân phận sao? Thiên đạo cung người không phải gần đây đều rất coi trọng thân phận mình sao? Khanh khách, Diệp Nghê Thường nũng nịu cười lên, hai người cơ hồ mặt đối mặt, ta vốn đang không xác thực định ngươi chính là cái đó thần bí thanh niên, nhưng là hiện tại ta xác định, cung chủ đại nhân 5 lần 7 lượt ở bên trong tay ngươi bị thua thiệt, hôm nay xem ra, ngươi tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì mà. Ngày xưa những ngày đó đạo cung trưởng lão, thật đúng là không dùng. Diệp Thần con ngươi híp lại, xem ra, thiên đạo cung là dự định lần này tổ tự bên trong, đem Diệp ra một lưới bắt hết. Ha ha ha, người phụ nữ thấy Diệp Thần thần thái như thế, nhất thời không nhịn được phá lên cười, ngươi ngược lại là rất thông minh, lại đoán được ta thân phận, bất quá, Diệp công tử, ngươi chưa thấy được hiện tại mới phát hiện, đã muộn sao? Đại khái đi. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, chỉ sợ đây là ở Linh Lung Bảo Tháp bên trong, Diệp gia đã hoàn toàn loạn thành một mảnh, thiên đạo cung thật là ra tay thật lớn, lập nhiều năm như vậy, giá phải trả rất lớn chứ. Bắt lại Diệp gia, những thứ này giá phải trả, vậy liền không coi vào đâu. Uy hiếp không phải là nên hủy đi không? Diệp Nghê Thường cười lạnh nói. Đây cũng là, Diệp Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng mà ngươi muốn bắt Diệp gia. Khống chế ta có ích lợi gì? Chẳng lẽ không phải trước cầm Diệp ra những đệ tử kia giải quyết xong sao? Ngươi nói bọn họ. Diệp Nghê Thường nhìn về phía Diệp Thăng và còn dư lại những cái kia Diệp ra đệ tử, khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt, Diệp Thăng người cô đơn, còn lại mấy người đệ tử quần long không đầu, ngươi cảm thấy bọn họ đối với ta có uy hiếp sao? À, đây có thể nói không chừng. Diệp Thần ý vị sâu xa nói, ngươi có thể nằm vùng quá lâu. Quên mất một chuyện tình. Cái gì? Diệp Nghê Thường khinh thiêu chân mày. Oanh! Vừa dứt lời, ở Diệp Thăng cùng Diệp Đàm Trúc nhất mạch đệ tử hướng Diệp Lăng Thiên đi tới, chuẩn bị động thủ ngăn trở Diệp Lăng Thiên thời điểm, chiến đấu đột nhiên bộc phát. Diệp Thăng đang ngưng tụ liền đủ cường đại một cái pháp ấn sau đó, xoay người hướng Diệp Nghê Thường mấy tên thủ hạ kia đánh tới, xúc không kịp đề phòng dưới, có hai người đệ tử tại chỗ bị đánh được hình thần câu diệt. Nếu như nói Diệp Thăng phản mâu, đã để cho Diệp Nghê Thường kinh ngạc không thôi mà nói, như vậy Diệp Đàm Trúc vậy nhất mạch may mắn còn sống sót 4 người đệ tử giống vậy vậy ngay tức thì phản kích hình ảnh, liền hoàn toàn giật mình nàng. Chốc lát bây giờ, Diệp Nghê Thường vậy biến thành, người cô đơn, đi theo nàng cùng nhau tiến vào mạch đệ tử, toàn bộ vẫn diệt. Trước đây, tính luôn Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên, luân hồi tinh thạch phong ấn giải trừ sau đó. Tổ địa bên trong may mắn còn sống sót Diệp gia đệ tử có 21 người. Khác 9 người đệ tử, đã chết ở truyền thừa khảo hạch trong quá trình.
Cái này 21 người sống sót bên trong, trừ 2 người đến từ Diệp gia tầng dưới chót mạch đệ tử và Diệp thần Diệp Lăng Thiên bên ngoài, còn dư lại đều là 3 đại chủ yếu thế lực đệ tử. Diệp Thăng cái này nhất mạch tính luôn hắn có 7 người, bọn họ là Diệp gia huyết mạch nhất đậm đà đệ tử. Diệp Đàm Trúc và Diệp Nghê Thường vậy nhất mạch bao gồm chính bọn họ, mỗi người có 5 cái người. Hiện nay, một loạt tường phạt xuống, Diệp Đàm Trúc chết, 2 cái tầng dưới chót mạch đệ tử chết, Diệp Thăng vậy nhất mạch 6 tên đệ tử chết. Tại mới vừa phản mâu nhất kích bên trong, Diệp Nghê Thường cái này nhất mạch vậy chỉ còn lại có nàng một người. Toàn bộ Diệp gia tổ địa bên trong, tiến vào 30 tên thiên tư chắc tuyệt Diệp thị tu giả, hiện tại nhưng ước chừng chỉ còn lại 8 người. Diệp Thần, Diệp Lăng Thiên, Diệp Thăng, Diệp Nghê Thường, còn có 4 cái đến từ Diệp Đàm Trúc vậy nhất mạch đệ tử. Từ Diệp Nghê Thường đột nhiên bạo khởi, thủ hạ đệ tử máu lạnh mà quả quyết đối với bên người Diệp Thăng vậy nhất mạch đệ tử hạ sát thủ bắt đầu, rồi đến hiện tại Diệp Thăng cùng Diệp Đàm Trúc vậy nhất mạch người sống sót bắt tay giết ngược, nơi này thế cục, nói là biến đổi bất ngờ cũng không quá đáng. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, đâu đâu vòng vo một chút bây giờ, nhất hoàn cảnh xấu. Vẫn còn là Diệp Thần cùng Diệp Lăng Thiên. Một cái bị bắt giữ ở, một cái đang tiếp thụ đại đạo tẩy rửa, không có lực phản kháng chút nào. Xem kìa, ta liền nói ngươi nằm vùng quá lâu, cả ngày lục đục với nhau, đều quên một cái chuyện trọng yếu nhất. Diệp Thần tựa hồ là đối với mới vừa biến hóa sớm có dự liệu, khẽ thở dài, bỏ mặc chính bọn họ người làm sao nội đấu, vậy rốt cuộc cũng là lão đại theo lão nhị đớp chác, ai thắng ai thua cũng là vì Diệp gia. Có thể ngươi không giống nhau, ngươi lên tới liền hạ sát thủ, hơn nữa giết tất cả đều là có Diệp gia huyết mạch nhất đậm đà chủ mạch đệ tử, cái này còn được. Diệp Thăng bọn họ mặc dù ngu chút, nhưng cũng không ngu đến không nhìn ra ngươi dự định à, ngươi đây chính là muốn rút ra bọn họ cây sao. Ổ lật dưới vô hoàn chứng, bọn họ mặc dù không phải là cùng một mạch đệ tử, nhưng liên hiệp, trước cầm từ bên ngoài đến lực lượng dọn dẹp đi, cái này còn cần gì thương nghị sao. Không phải là một cái ánh mắt sự việc. Ngươi im miệng. Diệp Nghê Thường mặt đầy hàn sương, nàng đích xác là coi là lọt, có thể cái này không tới phiên Diệp Thần một cái tù nhân tới chỉ trích. Nàng thanh âm băng hàn, mang mãnh liệt không ưa, ngươi đừng quên, coi như bọn họ giết người ta, ngươi vậy không sống được. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Ừ, Diệp Nghê Thường trong lòng căng thẳng, cảm giác được có cái gì không đúng. Ngươi biết không? Thật ra thì ta rất kinh ngạc, lấy ngươi ở Diệp gia ẩn núp nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện, thậm chí đều trở thành cốt lõi nhất đệ tử kinh nghiệm tới xem, hẳn là chưa đến nỗi ngu như vậy. Diệp Thần nhìn Diệp Nghê Thường, bốn mắt nhìn nhau lúc đó, hắn bỗng nhiên cười quỷ dị cười. Nhưng ta thật sự là không tưởng tượng nổi, ngươi tại sao sẽ ngây thơ lấy là nắm trong tay ta, trực tiếp uy hiếp được ta thức hải thần hồn liền có thể bắt giữ ta, các ngươi cung chủ chẳng lẽ không có nói ngươi. Ta không phải thông thường đối thủ sao? Lời còn chưa dứt, Diệp Nghê Thường tâm thần đột nhiên chấn động một cái, trước mắt đột nhiên đổi được mê che lại. Nàng đụng chạm Diệp Thần ấn đường, đột nhiên lóe ra một đạo đến từ cửu u quang. Giống như ác ma ánh mắt, vào giờ khắc này, mở ra. Ác ma huyễn đồng. Trong nháy mắt thất thần, đối với cao cấp người tu luyện mà nói, đây là chí mạng. Đến khi Diệp Nghê Thường nhanh chóng điều chỉnh, khôi phục trong sạch thần niệm lúc đó, bị nàng bắt giữ ở trên tay Diệp Thần đã sớm thoát khốn, liền đứng ở 2-3 trượng địa phương xa, chính diện chứa ngoạn vị nhi nụ cười nhìn nàng. Ta ban đầu lấy là, người trốn ta sau lưng đi, là lo lắng chúng ta đồng thuật. Có thể ta thật không nghĩ tới, người ở mắt thấy muốn thành công liền thời điểm, lại có thể khinh thường, tự phụ đến đây, nhìn như, người theo trong miệng ngươi những ngày đó đạo cung trưởng lão, cũng kém không nhiều à. Lời nói này rơi vào Diệp Nghê Thường trong tai, không khác nào là làm nhục. Trước đây không lâu, nàng mới vừa thuận lợi lúc đó, còn từng cười to đùa cợt, còn kém nói thẳng cả thiên đạo cung cung chủ cũng coi trọng Diệp Thần, trước kia đối phó Diệp Thần những ngày đó đạo cung đồng liêu đều là phế vật. Kết quả không nghĩ tới đảo mắt bây giờ, hình thức không ngừng đảo xuống, lời này, lại có thể bị Diệp Thần cho đưa trở về. Ta thật hối hận không trực tiếp giết ngươi. Diệp Nghê Thường cắn răng nghiến lợi, toàn thân cũng căng thẳng lên. Lúc này, bất luận là Diệp Thăng những người đó, vẫn là Diệp Thần, ánh mắt tất cả đều phong tỏa ở nàng trên mình. Lộ cái sơ hở cho ngươi,
ngươi thật đúng là coi mình rất lợi hại. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, thần sắc sửng dưng, ngươi sẽ không thật cảm thấy ở ngươi đến gần đến ta trước mặt, đột nhiên bạo khởi thời điểm có cơ hội trực tiếp giết ta chứ? Ngươi, có ý gì? Diệp Nghê Thường sắc mặt đỏ ửng, đây là tức giận, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, trên gương mặt tươi cười nhanh chóng dâng lên đầy không tin thần thái, ngươi sáng sớm liền đoán được ta không phải Diệp gia đệ tử. Vậy cũng không như vậy khẳng định, chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Diệp Thần nhún vai một cái, nói từ ta lần đầu tiên cùng ngươi, còn có Diệp Đàm Trúc Diệp Thăng gặp mặt lúc đó, ngươi mạnh vì gạo, bạo vì tiền cho ta để lại tương đối sâu ấn tượng. Lúc ấy, Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc phát sinh tranh chấp, là ngươi ở giữa hòa giải, sau đó, Diệp Thăng muốn lôi kéo Diệp Lăng Thiên, bởi vì không có thể thành công có chút nổi nóng, cũng là ngươi ở giữa hòa giải. Ngươi một cái như vậy chiếu cố người ngoài mặt mũi, giỏi về hòa giải và khéo đưa đẩy thân thiện hình tượng, nhưng ở phía sau lại ngay trước Diệp Thăng cùng Diệp Đàm Trúc mặt lôi kéo Diệp Lăng Thiên, cái này có phải hay không có chút mâu thuẫn? Phải biết, khi đó Diệp Thăng và chúng ta là rất không hợp nhau, ngươi ngay trước hắn mặt lôi kéo Diệp Lăng Thiên, đây có thể cùng ngươi trước sau như một hình tượng không nói được đây. Liền bởi vì làm cái này, ngươi liền hoài nghi lên ta. Diệp Nghê Thường mày liễu khóa chặt. Chỉ là nghi ngờ, còn chưa nói tới hoài nghi. Diệp Thần đánh chụp mình trên y phục bụi đất, tự nhiên vòng quanh Diệp Nghê Thường đi nửa vòng mà. Vào lúc này đã không cần nóng nảy, tổ địa bên trong thế cục căn bản ổn định lại, Diệp Thăng và vậy bốn cái Diệp Đàm Trúc nhất mạch đệ tử, chỉ cần không ngốc thì không thể lại đối với hắn hoặc là Diệp Lăng Thiên động thủ. Mọi người hiện tại có chung, ngoại địch. Hắn ung dung không vội vã nói, chân chính để cho ta đối với ngươi nổi lên phòng bị lòng thời điểm, là ở ta đánh bại Diệp Đàm Trúc thời điểm. Khi đó, tất cả mọi người đều đang tò mò ta lai lịch thân phận, duy chỉ có ngươi, không chỉ có không hiếu kỳ, ngược lại là đặc biệt thuần túy tâng bốc. Sau đó, ngươi lại chủ động tìm được chúng ta, đối với chúng ta nói đến tổ tự tình huống. Khen thưởng à, ghế thủ lãnh à các loại, ta đoán không sai mà nói. Ngươi từ lúc đó liền đang thử thăm dò ta theo Diệp Lăng Thiên. Đáng tiếc ngươi không biết là, như vậy dò xét, chỉ sẽ để cho ngươi bại lộ được nhanh hơn. Cuối cùng xác định ngươi có vấn đề thời điểm, là ở huyết mạch khảo nghiệm thời điểm. Ngươi theo sư phụ ngươi, tỉnh dụi hướng dẫn những người khác suy nghĩ, lợi dụng Diệp Thăng đối với chúng ta, chán ghét, cùng, ghen tị, để cho ta cũng đi lên khảo nghiệm một phen huyết mạch. Người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng các ngươi đừng quên. Lúc ấy huyết mạch khảo nghiệm thời điểm, ta ban đầu nhưng mà thành tựu người đứng xem. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, sư phụ ngươi Diệp Tuyết Tình mấy câu nói kia, nhìn như chỉ là ở theo Diệp Thăng yêu cầu đi làm, nhưng vừa vặn là như vậy, mới càng có vấn đề. Nói thế nào cũng là nhất tộc lão tổ, máu phách phong thần châu cũng là ở sư phụ ngươi trong tay, cái này liền thuyết minh ở Diệp Tự Minh lão tổ tuyên bố Diệp Lăng Thiên cầm đầu thiệt đệ tử trước, nàng đã đồng ý. Nhưng vì sao lại phải dựa theo Diệp Thăng ý kiến tới để cho ta khảo sát huyết mạch đâu? Đơn giản vẫn là dò xét thôi. Ngươi dò xét ta, sư phụ ngươi vậy dò xét ta, thậm chí còn đoán được ta cùng Diệp Lăng Thiên quan hệ, tại sao? Bởi vì các ngươi một mực ở chú ý ta, thiên hạ này gian, có thể đối với ta để ý như vậy, trừ Thiên Đạo Cung, ta cũng không nghĩ ra khác. Trọng yếu hơn chính là, Thiên Đạo Cung đối với Diệp gia. Vậy vô cùng là nhằm vào, các ngươi không hy vọng Diệp gia có kinh tài tuyệt diễm hạng người xuất hiện, cho nên mới sẽ như vậy chú ý, hơn nữa không phải bên ngoài, là đầu tư cá nhân chú ý. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền hoài nghi ta, hơn nữa tiến vào nơi này sau đó, ngươi vậy một mực ở đề phòng ta, thậm chí phía sau cố ý để cho ta đi tới ngươi trước mặt, cho ta cơ hội sẽ động thủ, đều là ngươi tính toán tốt. Diệp Nghê Thường đôi mắt một số gần như phun lửa. Một cổ nồng nặc cảm giác sỉ nhục bao phủ tâm thần của nàng. Nhiều năm qua như vậy, các nàng thầy trò mai phục ở Diệp gia, cho tới bây giờ không có ai phát hiện vấn đề, có thể không nghĩ tới mình dẫn lấy làm hãnh diện thủ đoạn, lại có thể ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền bị người đàn ông này cho khám phá. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao không nhắc nhở bọn họ? Diệp gia lần này, coi như bởi vì ngươi mà may mắn còn sống sót, vậy tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Diệp Nghê Thường hít sâu một hơi, cố gắng bình phục mình tâm tình. Nàng được kéo, cho mình tranh thủ được thật nhiều thời gian tới nghĩ đến thoát thân biện pháp.
Ha ha, ở những chuyện này phát sinh trước, ta một cái, người ngoại lai, nói chuyện lại có nhiều ít phân lượng. Hơn nữa, xem ngươi người như vậy ở Diệp gia còn có nhiều ít ta cũng không biết. Thà trước thời hạn phòng bị, để cho các ngươi sinh lòng cảnh giác, tiếp tục ẩn núp xuống, còn không bằng để cho chính các ngươi nhảy ra tốt. Nói tới chỗ này, Diệp Thần liếc mắt đối diện Diệp Thăng, ta tới Diệp gia, vốn là mang trong lòng hy vọng, nhưng là phần này hy vọng đã không còn, dù sao Diệp gia đã sớm nát vụn đến trong xương, dùng bọn họ cái này loại thích nội đấu người chết, vội tới Diệp gia từ trên xuống dưới làm một lần hoàn toàn lóc xương giải phẫu, tóm lại là đáng giá. Ngươi lại đang lợi dụng ta, Diệp Nghê Thường cao giọng gào thét, khí được thân thể mềm mại run rẩy, đầy đặn địa phương không ngừng phập phồng. Như sóng tràn bờ. Ừ, như thế tức giận làm gì? Chúng ta là kẻ địch bây giờ lợi dụng lẫn nhau không phải rất bình thường sao? Giống như trước, người cũng không đang lợi dụng Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc bọn họ, muốn dùng bọn họ tay giết ta. Ta thậm chí có thể đoán được ngươi kế hoạch, trước hết để cho người thủ hạ giết Diệp Thăng vậy nhất mạch đệ tử, lưu lại Diệp Đàm Trúc vậy một chi người, sau đó sẽ khiến bọn họ đi giết Diệp Lăng Thiên. Cuối cùng đem hết thảy các thứ này cũng giá họa cho Diệp Thăng và Diệp Đàm Trúc. Chỉ cần ngươi mang máu phách phong thần châu và luân hồi tinh thạch trở lại Diệp gia, tùy ngươi nói thế nào cũng không biết có người hoài nghi, bởi vì ngươi cho Diệp gia mang về phục hưng hy vọng. Sau đó, ngươi theo sư phụ ngươi, sẽ nhanh chóng trở thành Diệp gia nhất hết sức quan trọng nhân vật, cộng thêm luân hồi tinh thạch tới tay, Diệp gia nhất định sẽ triệu tập tất cả tán lạc bên ngoài Diệp thị đệ tử đến một cái địa phương nào đó tụ tập lại. Mà chỗ này, chính là các ngươi Thiên Đạo Cung cho Diệp gia chọn phần mộ. Nghe Diệp Thần cái này từng chữ từng câu phân tích suy đoán, Diệp Nghê Thường không khỏi dùng mình một cái, vậy đôi đan phượng trong con ngươi xinh đẹp, đều là vẻ kinh hãi. Hắn lại hoàn toàn đoán được các nàng thầy trò mưu đồ. Ở Thiên Đạo Cung nhận biết bên trong, cái đó thần bí thanh niên là một cái cuồng ngông vô biên tiểu tử. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thần cuồng ngông dưới vẫn còn có một viên kín đáo tim. Mà bên kia, Diệp Thăng mấy người bọn hắn vậy giống vậy kinh sợ. Nếu quả thật nếu là xem Diệp Thần nói như vậy, vậy Diệp gia. Nghĩ tới đây, cái này mấy người cũng không khỏi có chút vui mừng chính bọn họ không có làm mờ đầu óc, ít nhất ở lúc mấu chốt biết buông xuống nội đấu, nếu không, thật nếu là bị đập tan từng cái, dựa theo Diệp Nghê Thường kế hoạch đi xuống, Diệp gia có thể thì thật xong rồi. Diệp Nghê Thường, những năm này Diệp gia cho các ngươi thầy trò khuynh tiết liền nhiều ít tài nguyên, thật là mắt bị mù. Diệp Thăng cắn răng nghiến lợi nói, vạn năm trước, lá đàn đời tổ cầm máu phách phong thần châu giao phó cho các ngươi thầy trò, các ngươi không phụ lòng đời tổ thật tim sao? Ha ha, chúng ta vốn cũng không phải là người của Diệp gia. Diệp Nghê Thường nhìn Diệp Thăng, khóe miệng mang châm chọc, việc đã đến nước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Máu phách phong thần châu bất quá là sư phụ ta giết vậy trọng thương lá đàn sau giành được mà thôi. Cái gì, Diệp Thăng trợn mắt nhìn, lại là các ngươi giết lá đàn đời tổ. Nếu không thì sao, ngươi lấy là chúng ta trên mình chảy xuôi thật là Diệp gia huyết mạch sao? Diệp Nghê Thường cười nhạt. Diệp Thăng đầy là không dám tin, cái này không thể nào. Như vậy nhiều lần huyết mạch khảo sát, các ngươi rõ ràng chính là. Không việc gì không thể nào. Người không biết thời đại thượng cổ, từng có rất nhiều thế lực nghiên cứu huyết mạch sao? Bọn họ thậm chí nghiên cứu ra như thế nào tước đoạt người khác huyết mạch, còn như ngụy trang huyết mạch liền dễ dàng hơn. Thiên Đạo Cung nhưng mà nắm giữ không thiếu bí văn. Diệp Nghê Thường hướng Diệp Thần nhìn, bên mép miệng nhếch một cái hài hước, Diệp công tử, người nói đúng không? Người chắc đúng một cái đặc thù vật thí nghiệm rất hiểu đi. Còn như ngươi... Ngươi chắc không phải nào đó loại trên ý nghĩa người Diệp ra đi. Chỉ tiếc, ta lần này còn không có cầm ngươi thân phận mang về cho cung chủ, nếu không cung chủ nhất định rất hưng phấn đi. Đúng rồi, lại nói cho ngươi một chuyện thú vị, cung chủ đã từng đi qua Côn Lôn Hư. Diệp Thần con ngươi hơi chăm chú, hắn biết Diệp Nghê Thường nói tới ai. Lâm Tuyệt Long. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Đạo Cung nắm trong tay tin tức như vậy chi hơn. Liền Lâm Tuyệt Long tồn tại cũng biết. Chờ một chút. Mới vừa rồi Diệp Nghê Thường nói gì? Hiên Viên Mặc Tà đi qua Côn Lôn Hư. Một cái là thần quốc cao nhất cung chủ, làm sao sẽ đi thấp võ vị diện Côn Lôn Hư? Hắn đi nơi đó tìm gì?
Hiện tại Hiên Viên Mặc Tà không cách nào ngày rời đi đạo cung, chẳng lẽ là trở thành cung chủ trước? Đủ loại bí ẩn thoáng qua Diệp Thần đầu óc. Thời khắc này Diệp Thần cũng cảm giác tiến vào một cái vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy chân tướng khó biết rõ đầu đuôi, duy nhất có thể xác định, chính là ấn chứng Côn Lôn hư tính đặc thù. Còn như Thiên Đạo Cung Hiên Viên Mặc Tà tại sao đi Côn Lôn hư, cái này chỉ có thấy Hiên Viên Mặc Tà mới có thể biết. Chẳng lẽ Hiên Viên Mặc Tà khối kia luân hồi huyền bi là từ Côn Lôn hư có được? Xem ra cùng Vĩnh Lão cầm khối kia hoa hạ luân hồi huyền bi tin tức xác định, mình cũng nên đi một chuyến. Diệp Thần lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Mà bên kia, Diệp Thăng đối với Diệp Thần và Diệp Nghê Thường lời nói, chộp được cái ải gì kiện điểm, chợt hướng Diệp Thần nhìn lại, hô hấp cũng gấp gáp liền đứng lên, nàng nói là sự thật. Chẳng lẽ ngươi vậy? Thấy tình cảnh này, Diệp Thần không khỏi nhìn Diệp Nghê Thường lắc đầu một cái, mặt đầy không biết làm sao. Người phụ nữ này à, cũng đến lúc này, còn nghĩ gây xích mích cách gian. Huyết mạch tạo giả là có thể, nhưng là... Phong ấn luân hồi tinh thạch pháp trận có thể không làm được giả, trên mình không có Diệp gia huyết mạch nói, cái đó pháp trận là không đồng ý, nói cách khác, sẽ không bị hấp thu vào trong đó tiến hành truyền thừa khảo hạch. Mà trước đây, Diệp Nghê Thường bọn họ những người này, cũng đều là bị pháp trận hút vào, tham gia truyền thừa khảo hạch. Đến hiện tại, Diệp Nghê Thường còn không có rõ ràng, các nàng những người này, đều là Thiên Đạo Cung con cờ thôi, các nàng trên mình dòng nước chảy có Diệp gia huyết mạch. Chẳng qua là từ nhỏ liền bị Thiên Đạo Cung thu nuôi, bị Thiên Đạo Cung người truyền thụ, người không phải người Diệp gia, chỉ là đi nằm vùng, tư tưởng mà thôi. Bất quá lúc này, nói những thứ này đã vô dụng. Chẳng lẽ nói cho Diệp Nghê Thường, nói các ngươi là người Diệp gia, chỉ là bị Thiên Đạo Cung bắt đi làm con cờ tới nuôi dưỡng, các nàng sẽ tin sao? Là có thể để cho Diệp Thăng những thứ này chân chính người Diệp gia không truy cứu sao? Cho nên Diệp Thần không có chút minh chuyện này, chỉ là khá là thương hại nhìn xem Diệp Nghê Thường, chợt đem huyết mạch làm giả sự việc cho biết cho Diệp Thăng, dĩ nhiên, chính hắn vậy thừa nhận. Ngươi thật không phải là người Diệp gia, có thể ngươi những thứ này hành động đã thực hiện rõ ràng liền. Diệp Thăng quét mắt quanh mình trên đất những thi thể này, nếu như Diệp Thần không phải người Diệp gia, vậy hắn tại sao lại phải như vậy giúp Diệp gia? Ta không phải người Diệp gia. Cũng không đại biểu hắn không phải. Diệp Thần hai tròng mắt hướng về phía đang tiến hành đại đạo tẩy rửa Diệp Lăng Thiên đảo qua, lạnh giọng nói, trên người hắn, nhưng mà có các ngươi Diệp gia thủy tổ sử dụng thâm uyên đoạn tội thương, tuyệt đối thuần tránh Diệp gia huyết mạch, bây giờ biết ta tại sao không để cho các ngươi quấy nhiễu hắn chứ? Thâm uyên đoạn tội thương. Thành tựu Diệp gia đệ tử, có lẽ không nhận ra, nhưng danh tự này tuyệt đối không xa lạ gì. Nghĩ đến trước mình làm những chuyện kia, lại xem hôm nay, Diệp Thăng không khỏi chán nản vô cùng. Nội đấu không nói, còn tận lực nhằm vào một cái lấy được tổ tiên binh khí công nhận truyền nhân, thậm chí thiếu chút nữa bị gián điệp gây xích mích, gây thành sai lầm lớn. Hôm nay nếu như không phải là Diệp Thần ở chỗ này, sợ rằng bọn họ thật chính là lúc sắp chết, mới có thể tỉnh ngộ lại. Diệp Thăng đề ra một cái khí, hướng Diệp Thần chắp tay thi lễ. Vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, Diệp Thần, chuyện này ngươi đừng nhúng tay, ta muốn đích thân giết người phụ nữ này. Nếu Diệp Lăng Thiên lấy được thủy tổ binh khí đồng ý, như vậy từ nay về sau, ta Diệp gia làm phụng Diệp Lăng Thiên là gia chủ, chiến đấu không kết thúc trước, xin ngươi hãy hơn chiếu cố một phen. Vậy tốt nhất biết bao. Diệp Thần cười một tiếng, xem cuộc vui cái gì, luôn là so đích thân động thủ muốn tới được thoải mái. Cái này Diệp Thăng. Ít nhất còn chưa tới không có thuốc nào cứu được bước, mấu chốt biết chuyện gì là nhẹ là nặng. Các huynh đệ, Diệp Đàm Trúc sư huynh chết, được coi là ở yêu nữ này trên đầu, nếu muốn báo thù, hãy cùng ta lên. Diệp Thăng nói xong, một người một ngựa, thẳng đánh tới Diệp Nghê Thường. Võ đạo ý vận thông thiên lên. Bàn về tu vi hắn mặc dù so Diệp Nghê Thường thấp một cảnh giới, nhưng đến bọn họ tình cảnh này, chỉ cần không phải chênh lệch quá nhiều. Đều có thực lực đánh một trận. Huống chi giờ phút này hắn còn âm thầm thiêu đốt máu tươi. Thân là Diệp gia chủ mạch đệ tử kiệt xuất nhất, Diệp Thăng thực lực dĩ nhiên là không thể khinh thường, toàn lực bùng nổ dưới, không chút nào hạ xuống Diệp Nghê Thường hạ phong. Hai người ngươi tới ta đi, sử dụng thủ đoạn, tất cả đều là Diệp gia bổn tộc công pháp bí thuật, nhiều lần giao thủ,
hai bên thi triển bí thuật đều là cùng loại. Như vậy chiến đấu, đối với Diệp Thần mà nói, hiển nhiên là rất thú vị. Đi đôi với chiến đấu kéo dài, Diệp Đàm Trúc vậy nhất mạch may mắn còn sống sót bốn người đệ tử, cũng đều tất cả đều gia nhập chiến đấu, năm cái người cùng nhau vây công Diệp Nghê Thường. Đối phó một cái Diệp Thăng, Diệp Nghê Thường còn có thể ung dung, có thể một hơi đối phó năm cái cùng cấp bậc đối thủ, cái này cũng có chút cố hết sức. Diệp Thăng bọn họ những người này đều có lửa giận, Diệp Nghê Thường lừa gạt toàn bộ Diệp gia, thậm chí phải đem Diệp gia tiêu diệt, cho nên bọn họ là hoàn toàn không có nương tay, toàn bộ đều là sát chiêu, mỗi một lần công kích cũng là hướng về phía lấy đi Diệp Nghê Thường tánh mạng đi. Từng đạo kiếm ý, thậm chí còn chân võ ý liên lụy toàn bộ thế giới nhỏ, thậm chí đánh ra một chút bình phong che chở vết rách. Diệp Thần biết, bọn họ đây là đang cho tự mình giặt soát sỉ nhục. Chỉ có giết Diệp Nghê Thường, hôm nay ở tổ địa bên trong phát sinh những chuyện này, mới có thể làm cho bọn họ miễn cưỡng nâng lên chút đầu tới, chưa đến nỗi hoàn toàn bị đánh lên, tên yếu, ngu ngốc, ký hiệu. Đối mặt bén nhọn như vậy công kích, Diệp Nghê Thường hiển nhiên là có chút chiêu không ngăn được, lần lượt tháo chạy không nói, thậm chí đã chỉ có đón đỡ lực, khó mà rút ra phân nửa khe hở tới phản kích. Ta đây muốn xem, người có thể kiên trì bao lâu, cũng đến lúc này, còn muốn cất giấu sao? Khoanh tay xem trò vui Diệp Thần, khóe miệng một mực bắt trước mấy phần sâu cười, hắn ánh mắt, một khắc vậy không rời đi Diệp Nghê Thường. Bị chọn chúng đưa vào muốn cướp đoạt luân hồi tinh thạch người, làm sao có thể chỉ có cảnh giới như vậy tu vi, là không đủ để chống đỡ toàn bộ kế hoạch. Nếu như Diệp Nghê Thường những đồng bạn kia không có chết, có lẽ còn sao nói là có những thứ khác mưu đồ, có thể những đồng bạn kia tất cả đều bị đánh chết, như vậy xem ra, như vậy Thiên Đạo Cung nhất định là đối với Diệp Nghê Thường ký thác kỳ vọng rất lớn. Những người đó tin chắc Diệp Nghê Thường có thể ở tổ địa bên trong bằng vào sức một mình cướp đi luân hồi tinh thạch, hơn nữa hoàn thành cái kế hoạch này, cho nên, Diệp Nghê Thường thực lực tuyệt đối vượt quá trước mắt. Cái này chưa đủ thiên tuế cô gái, chân thật thực lực, tuyệt đối là nghiền ép Diệp Thăng, Diệp Đàm Trúc loại người này, nếu không, Thiên Đạo Cung sẽ không phái nàng tới tổ địa thực hiện cái này mấu chốt nhất một vòng. Diệp Nghê Thường, thua ngoan cố kháng cự, người chỉ sẽ chết được thảm hại hơn. Diệp Thăng uống hô, bớt nói nhảm, chỉ bằng các ngươi, không giết được ta. Diệp Nghê Thường làm ra một bộ mạnh chống tư thái, một bên tay chân luống cuống, ngăn cản Diệp Thăng bọn họ tấn công, một bên cường thế từ chối. Oanh! Diệp Thăng sử dụng một khối bảo hạp, lấy bốn phương thần ngọc đúc thành bảo hạp vừa xuất hiện, liền tản mát ra ùn ùn kéo đến mùi máu tanh. Huyết khí này tựa như đại biểu tà ác, đại biểu thế gian tới tối tăm. Cái này hộp ta vốn là giữ lại đem đi đối phó Thiên Đạo Cung, bất quá hiện tại dùng ở trên mình ngươi, cũng không coi là thua thiệt. Diệp Thăng khuôn mặt phát tàn nhẫn, giơ tay lên liền đem cái này cái bảo hạp đánh ra ngoài, đồng thời những thứ khác bốn người liên thủ rót vào linh lực, phải đem Diệp Nghê Thường thu vào trong đó hoàn toàn luyện hóa. Yêu máu minh hộp, Diệp Nghê Thường hơi biến sắc mặt, sự việc lại xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Thăng trên mình lại có cái này loại tà vật, cái này trong hộp yêu máu nhưng mà liền cổ khí cũng có thể ô nhiễm, cho dù là những cái kia nửa bước thiên thần cảnh đại năng vậy tuyệt đối không muốn dính loại vật này, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng người trực tiếp hóa là máu đen. Nghe nói, năm đó nhưng mà có cường giả đỉnh phong chết tại đây tông khí vật bên trong. Cái này Diệp Thăng tại sao có thể có vật này? Xem ra Diệp Thăng sau lưng lão tổ cũng không tưởng tượng đơn giản như vậy. Màu máu yêu khí từ thần ngọc cổ bên trong hộp khuếch tán ra, bảo hạp ở Diệp Thăng bọn họ bốn người dưới sự thúc giục, hình thành một cổ to lớn sức hút, phải đem Diệp Nghê Thường hoàn toàn thu đi vào. Màu đỏ đạo vết ở trong hư không không ngừng xen lẫn, giống như minh hà bạn hoa bỉ ngạn vậy đạo tốn ở cái này mảnh không gian bên trong tách thả ra, ý định giết người rét lạnh thấu xương, trực tiếp xuyên thấu qua thân xác. Không ngừng kích thích Diệp Nghê Thường thần hồn. Cách đó không xa xem cuộc chiến Diệp Thần, cũng bị Diệp Thăng bọn họ những người này thủ đoạn cho kinh sợ hạ, tên này một bộ ngạo mạn thế ra chết điệu bộ, lúc không có ai lại có thể còn ẩn tàng như thế một tông quỷ đồ. Đây nếu là bất thình lình cho người tới bỗng chốc, vậy cũng thật đúng là khó mà nói à. Keng, keng. Đột nhiên, mắt thấy Diệp Nghê Thường sắp rơi vào nơi vạn kiếp bất phục lúc đó, dị biến xảy ra.
chỉ gặp người phụ nữ này trên mình không ngừng truyền ra kim loại va chạm tiếng vang, một khối lại một khối áo giáp bắt đầu bao trùm ở nàng vậy đột ngột thích thú trên thân thể, ánh sáng sáng chói ngăn cách chung quanh màu máu yêu khí. Nàng thật giống như mặc vào một bộ tiên thần chiến y, màu vàng kim huy mang chiếu sáng toàn bộ tổ địa thế giới nhỏ. Giống như nữ võ thần như nhau, tư thế oai hùng hiên ngang, da thịt trắng như tuyết cùng màu vàng kia chiến giáp xen lẫn nhau chiếu rọi, lấp lánh sinh thải, để cho người có loại tự ti cảm giác, không dám nhìn thẳng. Ông! Chiến y che ở Diệp Nghê Thường thân thể, để cho nàng có thể coi thường những thứ máu này sắc yêu khí ăn mòn, nhưng nàng lại không có dừng lại tránh thoát, ngược lại là thuận thế vận chuyển linh lực, trực tiếp hướng vậy yêu máu minh hộp đụng vào. Nháy mắt tức thì, trong hư không ánh sáng vạn trượng, trên bầu trời vô tận huyết khí tại chỗ bị đánh tan, uy áp kinh khủng cuốn đi bốn phía, Diệp Thăng những thứ khác bốn tên Diệp gia đệ tử liên thủ thúc dục yêu máu minh hộp ầm một tiếng nổ tung. Lấy bốn phương thần ngọc nơi chế tạo bảo hạp bị đánh nát, xích hà đột nhiên tản ra, che đậy bầu trời, như gió lốc lớn như nhau tứ lược toàn bộ thế giới nhỏ. Vô tận năng lượng quang cuồng bạo phun trào, dương mắt nơi xem, khắp nơi đều là yêu dã xương máu, ngay cả là Diệp thần, cũng không khỏi không kích hoạt xích trần thần mạch, chống lên một phiến màn sáng, miễn được từ mình dính đến những thứ này máu đen. Mà Diệp Thăng mấy người bọn họ, lại là đồng loạt đổ bay ra. Đối mặt Diệp Nghê Thường uy thế như vậy, liền yêu máu minh hộp cũng không chịu được như vậy nhất kích, ước chừng bằng mượn mấy người bọn họ, thì như thế nào ngăn cản. Đây là một bức cực kỳ thảm thiết hình ảnh, yêu máu minh hộp bể tan tành, tạo thành đặc biệt kinh khủng quy luật chảy loạn, chỗ đi qua, hủy diệt hết thảy, liền vậy kết giới pháp trận cũng sáng lên, rậm rạp chằng chịt phù văn văn lạc đem thương khung bện thành một tấm to vải vậy hình ảnh. Phốc! Một nâng kim quang từ xương máu xông lên tạt qua ra, bắt được bay ngược một người Diệp gia đệ tử, Diệp Nghê Thường bàn tay giống như là đập bể dưa hấu, ngay tức thì đem người này chấn giết. Chân võ ý cực kỳ cường thế. Một bên kia, Diệp Thăng miễn cưỡng đứng lên, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Nghê Thường giết hướng một cái hướng khác đồng bạn, có chút thất hồn lạc phách. Sao sẽ như vậy, yêu máu minh hộp cả ngày thần cảnh đại năng đều phải tránh lui. Nàng làm sao sẽ không bị ảnh hưởng? Đây chính là Diệp Thăng đè đáy dương thủ đoạn, lấy ra, chính là ôm tất giết liền lòng. Có thể không nghĩ tới liền bảo hạp cũng trực tiếp bị Diệp Nghê Thường đánh nát, đây đối với Diệp Thăng mà nói, là một loại sức trùng kích to lớn. Cả người tinh khí thần cũng vào giờ khắc này uể oải xuống. Càng làm cho hắn sợ hãi phải, Diệp Nghê Thường, cái này cho tới nay đều bị hắn và Diệp Đàm Trúc coi là cùng một tầng thứ người cạnh tranh. Lại có thể đã sớm bước chân vào thiên thần cảnh, căn bản không phải trước đây chỗ đã thấy hỗn độn cảnh tu vi. Nàng, một mực đang ẩn núp trước chân thật tu vi. Ép ta hiển lộ thân phận thật sự, các ngươi ngày hôm nay toàn bộ đều phải chết. Diệp Nghê Thường nghiêm nghị quát to, thanh âm bén nhọn bên trong tràn đầy vô tận ý định giết người. Cách trên trăm trượng, Diệp Nghê Thường diễn hóa pháp tướng thiên địa, giữa không trung đột ngột xuất hiện một cái tay trắng. Đột nhiên bắt được cái thứ hai Diệp gia đệ tử, hơn nữa chỉ như vậy sống sờ sờ đem nắm chặt chết. Phốc đích một tiếng, xương máu nổ lên, hình thần câu diệt. Ha ha, nói thật giống như bọn họ không ép ngươi, ngươi thì sẽ bỏ qua bọn họ như nhau. Một khắc sau, Diệp thần động. Hắn con ngươi đông lại một cái, thương thế đã khôi phục mấy phần, xích trần thần mạch mở. Cực võ thần tránh bùng nổ. Nháy mắt tức thì. Liền đuổi ở Diệp Nghê Thường trước, chặn lại nàng đánh về phía hạng ba Diệp gia người sống sót công kích. Diệp thần tay cầm sát kiếm, bề mặt bên trên, bùng nổ tầng 7 huyết quang bên trong, mơ hồ có sấm sét màu vàng thoáng qua, vậy nhu thuận tóc, không gió tự động. Đồng thời, Diệp thần ấn đường sáng rực rỡ, giống như một vũng màu vàng kim hồ, vừa tựa như một vòng mặt trời. Sát kiếm chém ra, cường đại kiếm ý nhập vào cơ thể ra. Kiếm ý phá vỡ hư không, tại không gian quy luật cùng thời gian pháp tắc ra chỉ hạ, nhanh như điện bắn ra, đâm về phía Diệp Nghê Thường. Kinh thần chỉ. Diệp Nghê Thường khẽ kêu, mày liễu đảo thụ, tay trắng ngưng tụ thần huy, hướng về phía một kiếm kia liền điểm đi ra ngoài. Hai đạo ánh sáng sóng ở giữa không trung va chạm, nơi trung tâm toát ra ánh sáng chói mắt hoa, đạo vết quy luật mảnh vỡ khắp nơi bay tán, đem không gian cũng biến dạng ra vô số vết rách. Mà vậy nhất trung tâm vị trí,
chính là ở ngay chớp mắt liền biến thành một cái nho nhỏ hắc động, chốc lát gian liền hình thành không gian than xúc. Nếu không phải cái này là bởi vì là bạo lực đánh nát hư không mà hình thành hắc động, như vậy một cái nho nhỏ than xúc rất có thể sẽ làm cho cả thế giới nhỏ cũng hủy trong chốc lát. Hai người thực lực kinh khủng, mới vừa đụng, liền đủ để làm Diệp Thăng các người sợ hãi than. Bằng ngươi, không ngăn được ta. Cái này luân hồi tinh thạch, ta muốn định. Diệp Nghê Thường lạnh lùng nói. Ha ha, chống đỡ được không ngăn được dù sao phải đánh mới biết. Như vậy chắc chắn, ngươi nên sẽ không quên chuyện trước này tình liền chứ. Diệp Thần nhỏ mỉm cười hạ, phất phất tay để cho Diệp Thăng và còn dư lại hai cái Diệp gia đệ tử đều tránh ra. Cái này ba người đã bị Diệp Nghê Thường bỗng nhiên tăng vào thực lực hù vỡ mật, lại để cho bọn họ đánh xuống, không khác nào nộp mạng. Chanh! Kiếm mang hoành đoạn hư không, khí thế vạn quân. Keng! Tay trắng họa tháng, hành trắng ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, chính là vạn cuốn sông dài đổi ngược khủng bố cảnh tượng. Đối chọi tương đối gay gắt thế, giữa trời đất đại đạo và minh, Diệp Thần cùng Diệp Nghê Thường chiến đấu, hoàn toàn lật đổ Diệp Thăng những người này đối với. Mạnh mẽ, một từ nhận biết, cái gì gọi là thiên kiêu cuộc chiến, đây cũng là. Nhún nhường gần ngàn năm Diệp Nghê Thường, thanh danh không hiển hách Diệp Thần. Hai người triển hiện ra thủ đoạn, chiến lực, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Oanh! Một cái hám thiên chỉ đánh ra, đem Diệp Thần thi triển ra kiếm mang tất cả gãy, thần tiêu chập chờn, tay trắng trong suốt, toàn bộ thế giới nhỏ đều bị chấn động được ầm ầm vang dội. Đây là một loại cực kỳ cường đại tuyệt học. Uy lực có thể hám trời, ngưng tụ trước hiền đạo pháp bí ẩn, tu luyện tới cảnh giới cực hạn sau đó, chỉ một cái đánh ra, đeo sao sông đánh nát đều không khả năng. Mà Diệp Nghê Thường nhưng liên tiếp đánh ra 5 lần. Đáng sợ năng lượng đánh vào đem toàn bộ thế giới nhỏ đều hóa thành một uông thủy trạch vậy, đạo vết không ngừng tạo thành thủy văn chập chờn, 5 đạo hám thiên chỉ tiếp liền đánh ra, làm người sợ hãi hơi thở cuốn đi bốn phía. Từ hai người giao thủ bắt đầu, vậy che chở phương này tiểu thế giới trận pháp văn lạc liền lại không có tắt qua. Diệp Thần lấy lục đạo kiếm ý ứng đối, có chân võ ý hắn đối với võ đạo cảm ngộ càng ngày càng mạnh. Thậm chí hắn ở phong thanh dương lục đạo kiếm bên trong gia nhập lĩnh ngộ của mình. Để cho kiếm mạnh hơn. Kiếm thứ nhất gãy Diệp Nghê Thường chỉ một cái, kiếm thứ hai gãy nữa chỉ một cái, sau đó, kiếm thứ ba càn quét hư không. Một hơi đem còn dư lại 3 đạo hám thiên chỉ phách bể, giữa trời đất thoáng chốc trong sạch. Diệp Nghê Thường thấy vậy, đáy lòng âm thầm giật mình, nàng sở học bí pháp, nhưng mà ngưng tụ thiên đạo cung và Diệp gia trong truyền thừa mặt nhất tinh túy bộ phận. Như vậy hám thiên chỉ, đổi thành cái khác đối thủ, sợ rằng liền chỉ một cái cũng không tiếp nổi, không nói đến là liên tiếp 5 ngón tay đánh ra. Phải biết, đây chính là nàng ở trạng thái tột cùng nhất hạ bộc phát ra. Cũng không phải là như trước kia như vậy áp chế thực lực bản thân bó tay bó chân công kích. Thiên thần giận. Diệp Nghê Thường giơ tay lên hoa động đạo vết, thi triển ra khác một loại tuyệt học, một tôn tượng thần to lớn xuất hiện ở sau lưng nàng, mày kiếm tinh mắt, trừng mắt tự uy. To lớn tượng thần giơ tay lên một chưởng đè xuống, giấu tay bao trùm nửa vùng thế giới nhỏ, Diệp Thần cũng không gặp né tránh. Hủy diệt mộ đạo, mở. Diệp Thần con người đông lại một cái. Một đạo cột sáng từ dưới lên, ngay tức thì lật ngược vậy đạo giấu tay, sát theo, Diệp Thần tay cầm sát kiếm, hóa là một đạo ô quang, ở một chớp mắt kia lại đột phá tiểu thế giới quy luật áp chế, lăng không lên, ngay tức thì phá vỡ Diệp Nghê Thường nửa bên bả vai. Phốc! Diệp Nghê Thường im lìm hừ một tiếng, tại chỗ như diều đứt dây té bay ra ngoài, cho dù ở giây phút sau cùng nàng khống chế được thân hình, còn là phun ra một ngụm máu tươi, đỏ tươi chất lỏng dính ở thần giác. Diêm rúa mà chói mắt. Khuôn mặt trắng noãn lên bởi vì bị thương, liền lộ vẻ được hơn nữa trắng như tuyết. Không thể nào, ta lấy thiên thần cảnh nhất tầng thiên thực lực toàn diện cần phải đối với người này rõ ràng chỉ có chạm ách tầng 8 thiên tu vi, làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Diệp Nghê Thường trong lòng dị thường khó mà tiếp nhận. Đột nhiên, Diệp Nghê Thường con ngươi co rúm một cái, kinh hãi nhìn Diệp Thần. Hắn phát hiện Diệp Thần đột phá. Bây giờ Diệp Thần lại là chạm ách 9 tầng trời. Mới vừa, thằng nhóc này lại thừa dịp nàng không chú ý đột phá. Mấu chốt tên này đột phá vì sao không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, ta đột phá đến chạm ách 9 tầng trời, người tựa hồ thật bất ngờ.
Diệp Thần mới vừa rồi cùng Minh Điện hai vị thiên thần cảnh cường giả tác chiến, hơn nữa Lăng Thiên Tiễn thần nhập vào người cảm ngộ. Trực tiếp để cho hắn chân võ ý cao hơn một tầng lầu. Hắn cũng không nghĩ tới, ngay tại ngắm nhìn Diệp Nghê Thường và những người khác lúc động thủ, hắn lại đột phá. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Thiên Tiễn thần nhưng mà đối kháng thiên ma tồn tại. Nhập vào người mang đến chỗ tốt, vượt qua cảnh giới tầng 1 thì như thế nào? Diệp Nghê Thường bất quá là thiên thần cảnh nhất tầng thiên, hắn bây giờ có đầy đủ ưu thế. Sát kiếm phong mang sáng chói, mỗi một lần huy động, đều sẽ có nặng nề phá không chi âm, cho dù là chỉ nghe một chút như vậy tiếng vang, vậy sẽ làm cho tâm thần người khó an. Dũng mãnh uy thế tựa như chiến thần hạ xuống, dù là không có chiến giáp phi treo, vẫn đè được Diệp Nghê Thường lần lượt tháo chạy. Hai bên kỳ ảo đều xuất hiện. Rất nhiều thủ đoạn là Diệp Thăng các người gặp cũng chưa thấy qua. Chiến trường bên trong, Diệp Nghê Thường xu thế suy sụp đã xuất hiện, đi đôi với Diệp Thần vậy không cùng tầng xuất bí pháp, người phụ nữ trong lòng đã có chút lạnh như băng. Nàng lấy chưa đủ thiên tuế tuổi tác bước vào thiên thần cảnh nhất tầng thiên, như vậy thực lực, hơn nữa ở Diệp gia thời gian dài ẩn núp, cho nàng thật nhiều tự tin, thậm chí là tự phụ. Trước kia ở Diệp gia lúc đó, nhìn những cái gọi là thiên tài kia giao thủ với nhau tranh đấu, những thủ đoạn kia, ở Diệp Nghê Thường xem ra, bất quá chỉ là khoa nhi đồng thôi. Nàng cho tới bây giờ đều mang một loại mắt nhìn xuống tâm tính ở xem những người đó. Có thể ngày hôm nay, nàng nhưng gặp đối thủ. Ông, tâm trạng nhiều sinh lúc đó, Diệp Thần cổ tay lộn, đen nhánh trường kiếm mang cực kỳ nồng đậm huyết quang, tia máu chấp động, hắn đem phần huyết quyết, phá thiên lực vân. Vân. Cùng nhau thi triển, không ngừng phóng đại kiếm ý cuối cùng hình thành một cây như kình thiên trụ vậy đồ vật khổng lồ, thế không thể đỡ đập trúng Diệp Nghê Thường. Ken két, mạnh mẽ lực đạo để cho Diệp Nghê Thường trên người màu vàng chiến giáp xuất hiện vết rách, cả người không bị khống chế lật lăn ra ngoài. Làm sao có thể, lực lượng này. Diệp Nghê Thường mặt đẹp trắng như tuyết, lăn lộn bây giờ không ngừng ho khan trước máu, còn không cùng nàng điều chỉnh xong. Diệp Thần thứ hai đánh vậy đến. Oanh! Sát kiếm mang thông thiên sát ý chạm tới Diệp Nghê Thường. Phốc! Trên người phụ nữ kim giáp hoàn toàn nghiền, hơn nửa đoạn thân thể bị đánh bể, Diệp Thần đã ra sau tới trước, giơ tay lên chỉ một cái. Ác ma mắt, sáu kiếm quy nhất, mở. Vô tận ma ý cuộn sạch, dường như muốn chiếm đoạt cả thế giới. Một cái ánh mắt đỏ thắm xuất hiện. Giống như đến từ cửu địa ngục. Giết hại, là máu. Toàn bộ thế giới nhỏ chết quá nhiều cường giả, nồng đậm huyết khí vừa vặn thi triển ác ma mắt. Nếu là lại tăng thêm 6 kiếm quy nhất, thiên thần cảnh nhất tầng thiên, thì như thế nào? Diệp Thần muốn ở ác ma mắt hạ thi triển chí cường một kiếm. Không tốt, Diệp Nghê Thường con người mãnh xúc, thân xác bị hủy cũng không có vấn đề, thiên thần cảnh giới cường giả có thể ung dung sống lại. Có thể nếu như nàng nếu là không tránh thoát một kích này, vậy nàng tuyệt đối không có sống sót có khả năng. Đây là lục đạo kiếm. Luân hồi chi diễn hóa, đại đạo áo nghĩa dung hợp trong đó, thậm chí mơ hồ còn có một chút ma tính. Diệp Nghê Thường liều mạng thi triển thần niệm bí thuật, muốn ở trong thời gian ngắn nhất sống lại thân thể, có thể lúc này, Diệp Thần làm sao có thể sẽ cho nàng cơ hội. Xích! Kiếm khí qua lại hư không? Rạch ra hai đạo màu đen kẽ hở, ngay tức thì liền đã tới Diệp Nghê Thường đầu lâu trước mặt, giờ khắc này, người phụ nữ trên mặt lại không nửa phần huyết sắc. Phốc! Sáu đạo kiếm khí phá vỡ ấn đường, ngay tức thì đem Diệp Nghê Thường thần niệm hồn phách toàn bộ đánh sơ xác, đồng thời ý định giết người bung ra, toàn bộ chăn thủ hoàn toàn ngay tức thì biến thành một đoàn xương máu, hoàn toàn tiêu hương ngọc vẫn, liền phát tơ cũng không có để lại. Kết thúc chiến đấu. Luân hồi tinh thạch bên kia, Diệp Thăng các người vẫn là như vậy kinh ngạc nhìn nhìn, trong lỗ tai ông tác hưởng, hồi lâu sau mới chợt bỗng chốc tỉnh hồn. Lại nhìn về phía Diệp Thần lúc đó, Diệp Thăng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Một cái người ngoài, từ huyết mạch thượng mà nói đây là chân chân tránh tránh người ngoài, nhưng lại ở lúc mấu chốt cứu toàn bộ Diệp gia, mà bọn họ những thứ này từ nhỏ liền tự xưng là Diệp gia thiên tài, phải đem cả gia tộc phục hưng người. Nhưng chỉ còn lại có ước chừng 3 cái. Sợ rằng cái này loại thiên tài yêu nghiệt, liền luân hồi chi chủ cũng sẽ bội phục. Nếu như Diệp Thăng biết hắn đứng trước mặt cái này người thanh niên chính là luân hồi chi chủ mà nói,
không biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Hống! Đột nhiên, một tiếng gầm thét truyền ra, mặt đất chấn động, dọa Diệp Thăng bọn họ giật mình. Nghiêng đầu vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai là Diệp Lăng Thiên phát ra. Điện chủ! Kết thúc đại đạo tẩy rửa, Diệp Lăng Thiên thời gian đầu tiên vào tới Diệp Thần bên người, đem hắn đỡ. Liên tục chiến đấu, hơn nữa trước đây bị trọng thương, Diệp Thần đã đến nhất không còn chút sức lực nào thời điểm, khá tốt, lúc này Diệp Lăng Thiên xuất quan. Diệp Thần nhẹ khẽ cười cười, không có sao, ta nghỉ ngơi bỗng chốc liền tốt, Lăng Thiên chúc mừng, lại đột phá. Tổ tự thành công, Diệp Lăng Thiên trở thành lớn nhất người được lợi. Mấu chốt, Diệp Lăng Thiên trong cơ thể quanh quẩn cực kỳ thần bí năng lượng. Sợ rằng nếu như đối mặt trạng thái tột cùng Diệp Nghê Thường cũng có sức đánh một trận. Đây là Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Hắn cánh tay phải cánh tay trái, phải mạnh mẽ. Cũng không biết Viêm Khôn thế nào. Vĩnh Lão tự mình mang Viêm Khôn thực tập, có thể gặp Vĩnh Lão biết bao coi trọng Viêm Khôn. Diệp Lăng Thiên quanh thân tản ra hoang cổ ý, nói, bảo vệ điện chủ, là Lăng Thiên cả đời sứ mạng. Lăng Thiên sẽ cường đại hơn. Ai như muốn động điện chủ, liền muốn hỏi ta Diệp Lăng Thiên có đáp ứng hay không. Nhờ vào luân hồi tinh thạch lên Diệp ra vô số trước hiền lưu lại đạo pháp cảm ngộ, đi qua những thứ này đại đạo phép tắc tẩy rửa sau đó, Diệp Lăng Thiên nhảy lên, đột phá mấy tầng thiên. Thậm chí tới hỗn độn 9 tầng trời. Tấn thăng như vậy tốc độ, đủ để cho tất cả thiên tài cũng ảm đạm không sáng. Có thể nói, ở nơi này rất ngắn ngày giờ bên trong, Diệp Lăng Thiên đạt thành người khác cần dùng mấy trăm năm mới có thể hoàn thành tu vi. Bất quá, tấn thăng quá nhanh, có chút thời điểm cũng không gặp được liền là chuyện tốt. Bây giờ Diệp Lăng Thiên, thuộc về không có cả người cường đại tu vi, nhưng lại không có đủ kiên cố căn cơ, một khi là gặp phải cực kỳ khủng bố tu vi kẻ địch, quyết chiến không dưới mà nói, hắn rất có thể sẽ tự mình trước xảy ra vấn đề. Chuyện chỗ này, người cần muốn tìm một chỗ thật tốt bế quan, củng cố bỗng chốc căn cơ. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, nhưng xuống lòng đất căn cơ nhưng là trọng yếu nhất. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh thân thể lúc đó, đối với Diệp Lăng Thiên như vậy phân phó nói. Điện chủ yên tâm, ta có đúng mực. Hôm nay nơi này, chỉ còn lại có Diệp Thăng và hai cái đến từ Diệp Đàm Trúc vậy nhất mạch đệ tử, đi qua mới vừa cái này một chàng trắc trở không ngừng chiến đấu sau đó. Diệp Thần cùng Diệp Lăng Thiên quan hệ giữa, đã không cần lại che giấu. Người đi cầm khối kia tinh thạch thu, đối với ta điều chỉnh tốt thương thế bên trong cơ thể sau đó, chúng ta liền trở lại Linh Lung Bảo Tháp. Nói xong, Diệp Thần lại liếc mắt Diệp Thăng, Lá Thuần biết, Lá Thuần nông ba người, cười mỉa nói, làm sao? Không nhanh chóng chữa thương, là chuẩn bị chờ một chút kéo tổn thương thân thể xuyên qua bên ngoài vậy phiến hắc vụ sao? Yên tâm! Ta không phải Diệp Nghê Thường, đối với các ngươi những người này không lớn như vậy giết tim. Ngươi! Diệp Thăng cắn răng, sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Thần, lại xem đã bắt đầu bắt tay tìm tâm trận, đeo sao đá mang đi Diệp Lăng Thiên, cuối cùng vẫn hỏi đi ra, ngươi rốt cuộc là ai? Không có ai sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, nhất là xem Diệp Thần như vậy, không tiếc liều mạng đang giúp đỡ. Diệp Lăng Thiên hôm nay lấy được máu phách phong thần châu nhận chủ. Hơn nữa ngày mới vừa rồi, hắn lại lần nữa đem máu phách phong thần châu giao cho Diệp Thần, vậy một miệng một câu, điện chủ, gọi, giữa hai người lệ thuộc quan hệ đã là không cần nói nhiều. Có thể vấn đề vậy chính là ở chỗ này. Diệp Lăng Thiên không nghi ngờ chút nào là lần này tổ tự công lao lớn nhất người, bởi vì hắn thông qua truyền thừa nghi thức khảo hạch, mở ra luân hồi tinh thạch phong ấn, lấy được máu phách phong thần châu nhận chủ. Trong tay lại là nắm giữ gia tộc thủy tổ năm đó binh khí Thâm Uyên Đoạn Tội Thương. Còn chiếm được Diệp gia khối này, tổ đá, lớn nhất quà tặng, nhảy một cái tấn thăng, phải biết, đây chính là hỗn độn cảnh à, không phải cái gì cấp thấp tu vi, nào có như thế tùy tùy tiện tiện đột phá. Sau chiến dịch này, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp gia rất có thể liền sẽ phụng Diệp Lăng Thiên là gia chủ, lần nữa giơ lên dòng thứ Diệp gia cờ lớn. Bước lên lại xuất hiện năm đó đỉnh cấp Diệp gia huy hoàng con đường. Có thể như vậy một người, nhưng phụng trước mặt cái này chạm ách cảnh 9 tầng trời người tuổi trẻ là điện chủ, xem bộ dáng kia, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Cứ như vậy, há chẳng phải là tương lai toàn bộ Diệp gia cũng được phụng người này là chủ nhân. Cái này thậm chí có chút xem Diệp gia và luân hồi chi chủ quan hệ giữa.
Diệp Thăng đã từng nghĩ tới, cái này Diệp Thần sẽ không phải là đời này luân hồi chi chủ, nhưng là rất nhanh liền bỏ đi. Ở hắn rõ ràng và cổ tịch ghi lại, luân hồi chi chủ bị một vị nữ tử nơi thua, thần hồn câu diệt, không thể nào trở lại luân hồi. Càng không thể nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta là ai thật ra thì không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta đối với các ngươi Diệp gia cũng không ác ý. Nhắm hai mắt điều chỉnh hơi thở Diệp Thần nhàn nhạt nói, thậm chí không có xem Diệp Thăng một mắt, ngươi cảm thấy bây giờ Diệp gia còn có thứ gì đáng ta liều mạng đi mưu đồ sao? Diệp Thăng sắc mặt đỏ lên, cái này lộ liễu lời trực bạch, đối với mỗi một cái Diệp gia đệ tử mà nói, cũng không khác nào là một loại khinh miệt và làm nhục. Có thể hắn lại không pháp phản bác, bởi vì Diệp Thần nói đúng. Bây giờ Diệp gia thật chưa nói tới có cái gì mưu đồ địa phương, mặc dù có, vậy cũng không đáng giá được một người có quang minh tương lai người tuổi trẻ đánh cuộc tánh mạng đi liều mạng giết mà mưu đồ. Mà hết lần này tới lần khác Diệp Thần liền đi làm như vậy. Diệp Thăng cứng cổ, không muốn buông tha, bây giờ không có ác ý, không đại biểu tương lai cũng sẽ không có. Chuyện tương lai ai biết được. Diệp Thần mở mắt ra, con người toát ra một đạo quang, nhìn cái này ban đầu lần đầu tiên gặp mặt liền khá là cao ngạo Diệp gia đệ tử nòng cốt, hỏi ngược lại nói coi như ta đối với Diệp gia đúng là có ý kiến gì, các ngươi có quyền cự tuyệt sao? Diệp Lăng Thiên là ta mang tới, không có lời của ta, các ngươi lần này tổ tự như cũ sẽ thất bại. Nếu như lần này tổ tự thất bại nữa, toàn bộ Diệp gia tâm khí cũng sẽ tiết hết, ở đối mặt Thiên Đạo Cung toàn diện vây quét dưới, căn bản không có thể lại đến khi cái kế tiếp ngàn năm kỳ đến. Không khách khí nói, ta mới là các ngươi lần này tổ tự công thần lớn nhất, bởi vì ta giúp các ngươi tìm được thân cái Diệp gia huyết mạch nồng đậm nhất hậu duệ, hơn nữa vẫn là một cái thiên phú người tuổi trẻ rất tốt. Coi như Diệp Lăng Thiên thủ hạ ta, các ngươi lại có tư cách cự tuyệt sao? Cho dù là tổ tự thất bại, loại thời điểm này, các ngươi phải làm, cũng là đoàn kết tất cả, hết thảy có thể đoàn kết đến lực lượng, tìm được hết thảy có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp người. Dù là bọn họ đối với Diệp gia có yêu cầu, chỉ cần không phải quá mức, cũng hẳn phải tiếp nhận. Càng không nói đến là chúng ta trợ giúp Diệp gia hoàn thành lần này tổ tự, giải trừ luân hồi tinh thạch phong ấn. Nhưng mà cái gì? Diệp Thăng còn muốn nói gì nữa, lại bị Diệp Thần rất trực tiếp cắt đứt, nói ta nếu là ngươi, lúc này căn bản không sẽ cân nhắc ta thân phận như thế nào, mà là lập tức điều chỉnh tốt thân thể. Sau đó mau rời khỏi nơi này trở lại linh lung bên trong tháp. Diệp Nghê Thường chết, có thể không đại biểu các ngươi Diệp gia nội bộ tai họa ngầm sẽ không có, nàng cái đó sư tôn nhưng mà so nàng đáng sợ hơn thiên thần cảnh đại năng, hơn nữa những năm này Thiên Đạo Cung đối với Diệp gia thấm vào, ngươi cảm thấy tổ tự thành công thì chẳng khác nào vạn sự đại cát sao. Diệp gia có thể còn không có thoát khỏi nguy cơ, thậm chí, nếu như Thiên Đạo Cung những người đó biết tổ tự thành công, sợ là vây quét Diệp gia lực độ sẽ lớn hơn. Bất quá đây, Diệp Thần lời nói một chuyển, khóe miệng nhếch một cái đùa cợt, nói cái này cũng không trách ngươi, dẫu sao các ngươi từ nhỏ đến lớn, cũng không là như vậy sao. Cho dù là gia tộc lão đảo muốn rơi xuống, nhưng cũng chưa từng dừng lại giữa hai bên đấu đá. Ngoài mặt đối bên ngoài tới lực lượng cực độ bài xích, thậm chí còn cầm xảy ra điều gì huyết mạch kiểm tra, muốn diệt sạch gián điệp và nằm vùng. Trên thực tế tình huống như thế nào, không cần ta nói ngươi cũng nhìn thấy. Cho nên loại thời điểm này, người đầu óc không có thể chuyển qua khúc cua mà tới, còn duy trì đối với ta cảnh giác, cho rằng ta là muốn lợi dụng Diệp gia hoặc là có những thứ khác dự định, cái này cũng bình thường. Diệp Thần những lời này, thẹn thùng được Diệp Thăng mặt đỏ bừng. Đúng vậy, cho tới nay, Diệp gia tất cả lớn mạch người mặc dù cũng kêu muốn phục hưng Diệp gia, trọng trấn năm đó đỉnh cấp Diệp gia huy hoàng. Có thể lén lút, tất cả mạch giữa so tài, người ngu ta gạt nhưng chưa bao giờ dừng lại. Cái gọi là huyết mạch kiểm tra, hãy cùng đùa giỡn như nhau, bây giờ muốn dạy Diệp Nghê Thường, Diệp Thăng cũng cảm thấy trên mặt ngượng được hoảng. Liền chế diễu mang diễu cợt, mang liên tiếp sự thật, Diệp Thần đùng đùng dừng lại nói, còn kém thẹn thùng được Diệp Thăng, Lá Thuần biết, Lá Thuần nông ba người cúi đầu tại trên đất tìm một cái khe hở chui vào. Bất quá kết quả vậy rõ ràng. Ngay cả là ngày xưa cao ngạo tự phụ như Diệp Thăng, cũng sẽ không nhiều lời ngữ, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh thân thể. Bỏ mặc Diệp Thần làm sao cười nhạo bọn họ, chỉ ít có một lời là không sai, Diệp gia
tổ tự thành công cũng không đại biểu Diệp gia liền thoát khỏi nguy hiểm. Tiếp theo có thể còn sẽ có hơn nữa nguy hiểm tình huống đang chờ bọn họ, nếu như không cách nào rớt qua cửa ải này, toàn quân chết hết, coi như tổ tự thành công thì có ích lợi gì đâu. Cùng lúc đó, Minh Điện. Trước đây không lâu, Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông đèn hồn bể tan tành, để cho Mạc Huyết Minh vị này Minh Điện đứng đầu trầm mặc hồi lâu, khóa chặt chân mày chiêu kỳ nội tâm hắn không bình tĩnh. Gần đây cái này trong thời gian thật ngắn, đầu tiên là Khúc Đàn Nhi chết, hôm nay lại tổn thất hai cái đắc lực nghĩa tử, dù là ở Mạc Huyết Minh xem ra những người này đều là có cũng được không có cũng được con cờ, bọn hắn chết sẽ không để cho hắn có nửa phần bi thương. Có thể như vậy liên tiếp tổn thất, vẫn là Minh Điện không thể tiếp nhận. Con cờ lại nhiều, luôn có dùng xong ngày hôm đó. Nhất là Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông tử vong cơ hồ không có cách nhau thời gian, mà đến trước mắt mới ngưng, hắn thậm chí cũng còn không biết mình cái này ba người bộ hạ rốt cuộc là chết như thế nào. Khúc Đàn Nhi không cần nói, Mạc Lãng và Mạc Hàn Đông cũng đều là thiên thần cảnh nhất tầng thiên cao thủ, dõi mắt toàn bộ thần quốc, có thể đem bọn họ hai người liên tục chém giết nhân vật vậy sẽ không quá nhiều. Nghĩ đến hôm đó ở Minh Điện bên ngoài cùng Diệp Thần gặp mặt, từ người tuổi trẻ kia trên mình cảm giác được khí tức quen thuộc, Mạc Huyết Minh đáy lòng cũng có chút nghi ngờ đồng thời, vậy rất kích động. Bởi vì hắn ở Diệp Thần trên mình, không chỉ là cảm giác được thương cổ thần y, còn có một chút cái khác, cố nhân, dấu vết. Những cái kia cũng đều là thượng cổ trong thời kỳ nhân vật à, hơn nữa còn là đã bị chứng minh chết nhân vật. Những người này dấu vết nhưng xuất hiện ở một người trẻ tuổi trên mình, người khác có lẽ không biết là tại sao, nhưng một mình nắm giữ một khối luân hồi tinh thạch Mạc Huyết Minh nhưng rất rõ ràng. Hắn biết một cái liên quan tới luân hồi tinh thạch truyền thuyết, mà cái đó truyền thuyết, nếu như là thật, như vậy thì đồng nghĩa với hắn chờ đợi thật lâu cơ hội, có lẽ sắp tới. Mà ở Diệp Thần trên mình, Mạc Huyết Minh thấy được truyền thuyết này là thật có khả năng. Đây cũng chính là hắn tại sao tận lực giao phó Mạc Lãng cùng Mạc Hàn Đông phải chú ý Diệp Thần, có thể tỉ đấu một phen, nhưng không thể giết Diệp Thần nguyên nhân. Chỉ là, từ bây giờ tình huống tới xem, mình cái này hai cái xưa nay đắc lực nghĩa tử, lần này cướp đoạt Diệp ra khối kia luân hồi tinh thạch nhiệm vụ, nhưng là thất bại. Không chỉ có thất bại, liền người cũng mất. Cái này cũng có chút nhức đầu. Tại chưa có thăm dò tình huống trước. Mạc Huyết Minh không thể nào lại phái sai Minh Điện những đệ tử khác đi qua điều tra tình huống. Mạc Huyết Minh đứng chắp tay, đứng ở Minh Điện nơi cửa chính, con mắt nhìn xa xa tinh không, thâm thúy lãnh khốc. Có lẽ, ta cần muốn đích thân đi một chuyến mới được. Quật Diệp chi địa chỗ sâu, Diệp gia linh lung bảo tháp bên trong. Từ Diệp Thần bọn họ tiến vào phía dưới hắc ám sương mù đi tổ địa sau đó. Cơ hồ tất cả Diệp gia tinh anh nhân viên đều tụ tập ở bảo tháp tầng chót nhất, mấy vị lão tổ cũng đều trấn giữ ở chỗ này. Vạn năm một lần tổ tự, quan hệ toàn bộ Diệp gia tương lai. Ở chỗ này trước, lần lượt tổ tự, Diệp gia cho tới bây giờ không có gián đoạn, có thể nhưng không có một lần là thành công. Mỗi lần tổ tự thất bại, cũng ý nghĩa Diệp thị đệ tử sắp mở dài đến vô số năm tháng đường chạy trốn, trên đời tất cả địch. Một lần lại một lần thất bại, đối với khắp cả Diệp gia mà nói, không khác nào là một lần lại một lần nạo xương dịch thịt, hôm nay dòng thứ Diệp gia, đã từng bảo vệ luân hồi chi chủ Diệp gia. Chủ mạch người đã không còn lại bao nhiêu, còn lại mạch ngược lại có chút người, nhưng lại ít một chút cường giả. Còn như những cái kia chi nhánh thế lực, đã sớm xẻ đàn tan nghé. Lần này tổ tự, có Diệp Đàm Trúc, Diệp Thăng. Diệp Nghê Thường cái này ba cái chưa đủ thiên tuế hỗn độn cảnh đỉnh cấp thiên kiêu, còn có Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần cái này hai cái có hỗn độn cảnh đỉnh cấp chiến lực yêu nghiệt nhân vật dẫn đội, toàn bộ Diệp gia từ trên xuống dưới, đều là ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vậy đại khái cũng là Diệp gia một lần cuối cùng ngưng tụ lại toàn tộc chỉ có đệ tử tinh anh tới tiến hành tổ tự, nếu như lần này lại thất bại. Vậy đại khái Diệp gia từ đây thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, chôn vùi ở trong dòng sông dài lịch sử. Lên đường lúc đó, Diệp gia trên dưới, lòng tin chưa nói tới biết bao đầy đủ, nhưng cũng vẫn có hy vọng, nhưng theo thời gian rời đổi, linh lung bên trong tháp vậy một ly lại một ly đèn hồn không ngừng tan biến lúc đó, hy vọng của mọi người vậy đang nhanh chóng tiêu tán. Hiện tại, 30 tên Diệp gia kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, đèn hồn đã bể tan tành được xong hết rồi. Ước chừng chỉ còn lại có 5 ly.
Liên liên Diệp Đàm Trúc, Diệp Nghê Thường đèn hồn đều tan nát, ý vị này, Diệp gia coi trọng nhất ba đại đệ tử nòng cốt, có hai người đã chết ở lần này tổ tự trong quá trình. Đây đối với tại chỗ mỗi một người mà nói, không thể không là một cái đả kích khổng lồ. Thậm chí có thể nói là như mộng nói mớ vậy đả kích. Chẳng lẽ lần này, lại phải thất bại? Vị trí đầu não lên, Diệp Tử Canh và Diệp Tuyết Tình hai vị lão tổ sắc mặt đặc biệt khó khăn xem, có nhiều bi thương ý. Diệp Tử Minh sắc mặt vậy giống vậy tốt không thấy được nơi nào, tổn thất to lớn như vậy, lần này tổ tự, sợ rằng lại phải thất bại. Phía dưới trong đám người, rất nhiều Diệp gia đệ tử trên mặt vậy tất cả đều là bi thương cắt vẻ. Tuyển gia Diệp thị con em, đã là Diệp gia cái này một đời người tuổi trẻ bên trong thiên tài kiệt xuất nhất, nhưng hôm nay nhưng tổn thương hầu như không còn, bên trong thật là nhiều người tất cả đều là bọn họ bạn tốt chí giao à. Còn có hy vọng sao? Một cái Diệp thị đệ tử lặng lẽ cùng bên người quen thuộc đồng bạn truyền âm nói. Ai biết được, thật ra thì, chúng ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý không phải sao? Giống nhau đối thoại, vậy phát sinh ở Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh và Diệp Tuyết Tình cái này Diệp ra ba cự đầu bây giờ. Đệ tử nòng cốt không ngừng tàn lụi, để cho ba vị này lão tổ trong lòng vậy trùm lên bóng mờ. Diệp Tử Minh biết được mình cái đó đệ tử thân truyền Diệp Thăng cân lược, mặc dù hiện tại đèn hồn thịnh vượng, tỏ rõ Diệp Thăng trạng thái cũng không tệ lắm, nhưng hắn không nhận là Diệp Thăng cũng có thể hoàn thành lần này tổ tự. Còn dư lại vậy hai cái Diệp thị đệ tử, Lá Thuần Biết và Lá Thuần Nông, đây là một mẹ đồng bào huynh đệ, là xuất từ Diệp Tử Canh vậy nhất mạch. Đối với cái này hai người thực lực và khí vận, Diệp Tử Canh cũng là không ôm hy vọng. Còn dư lại, chính là Diệp Thần cùng Diệp Lăng Thiên. Cái này hai cái từ Côn Lôn hư phi thăng đi lên Diệp thị hậu duệ, khi tiến vào tổ địa sau đó, trong khoảng thời gian này tựa hồ cũng gặp phải có chút chật vật chiến đấu, bất luận là Diệp Thần vẫn là Diệp Lăng Thiên, đèn hồn cũng đã có một trận lóe lên, lúc sáng lúc tối, chứng minh bọn họ có một đoạn thời gian sinh mạng trạng thái đặc biệt không để ý tới muốn. Bất quá hiện tại cũng khôi phục bình thường. Nhất là Diệp Lăng Thiên, đèn hồn lại là trước đây không lâu đột nhiên sáng mấy phần. Trạng thái thịnh vượng tới cực điểm, không có ai biết chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không cho rằng đây là tổ tự thành công ký hiệu. Duy nhất có thể làm, chính là các loại. Mà chờ đợi, là nhất là làm người ta đau khổ. Chờ đợi thời gian rất đau khổ, không thấy được hy vọng chờ đợi thì càng là hành hạ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, toàn bộ bảo tháp tầng chót Diệp thì con em toàn đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều học ba vị lão tổ tư thái, ngồi xếp bằng. Tu luyện, cố gắng để cho mình chấn định đứng lên, chờ đợi sau cùng, thẩm phán. Vô hình chung, một cổ bi thiết, thê lương hơi thở ở bảo tháp bên trong tràn ngập, tuyệt vọng tương lai, đang đè nén mỗi một cái Diệp thị con em tâm thần. Duy nhất có thể làm cho những người này miễn cưỡng an lòng, chính là thỉnh thoảng mở mắt ra lúc đó, thấy còn sót lại vậy năm ngọn đèn hồn như cũ sáng ngời, cũng không bất cứ ba động gì tình cảnh. Có lẽ... bọn họ sẽ mang đến hy vọng đâu? Oanh! Đột nhiên, toàn bộ linh lung tháp cũng lay động, thật giống như bị vật gì đó hung hãn đụng tới, tất cả mọi người đều ở thời gian đầu tiên mở mắt, sắc mặt kinh hãi. Địch tấn công! Lão tổ Diệp Tử Minh nhanh chóng đứng dậy, nắm giữ linh lung bảo tháp hắn rất nhanh biết được liền bên ngoài tình huống, có không dưới 10 tên nửa bước thiên thần cảnh và thiên thần cảnh cao thủ sát nhập vào cái này phiến quật Diệp chi địa, mục tiêu không cần nói cũng biết. Bọn họ như vậy thế tới hung hung, chúng ta làm thế nào? Diệp Tử Canh sắc mặt có chút kinh hoàng, hơn 10 tên thiên thần cảnh tả hữu cao thủ, toàn bộ Diệp gia trừ bọn họ ba cái lão tổ ra, cơ hồ không có người có thể cùng kẻ địch giao thủ. Không nên à, trước kia mỗi lần tổ tự thời gian, coi như là muốn vây quét chúng ta, cũng là ở quật Diệp chi địa bên ngoài bầy thiên la địa võng, cho tới bây giờ không có tiến vào trong này được tấn công tình huống. Diệp Tuyết Tình trong mắt có nhiều trần chờ, chẳng lẽ lần này thiên đạo cung thật nảy sinh ác độc, dự định hoàn toàn diệt tuyệt Diệp thị, tất hắn công tại nhất dịch. Nhưng bọn họ không có thể không biết quật Diệp đất tính đặc thù chứ. Trừ Diệp gia huyết mạch ra, những võ giả khác căn bản không vào được, cho dù là thiên thần cảnh giới cường giả, vậy sẽ ở chỗ này mặt bị cực lớn áp chế, rất khó phát huy ra chân chính thực lực. Hoặc giả là đi, dẫu sao chúng ta đã đến thời điểm suy yếu nhất. Diệp Tử Minh cười khổ nói. Xa nhớ năm đó, Diệp gia lão tổ chưa từng tọa hóa lúc đó,
đỉnh cấp Diệp gia, thiên thần cảnh trên cao thủ ít nhất có thiên vị. Thậm chí còn có không thiếu cảnh giới cao hơn cường giả. Mà hôm nay, toàn bộ Diệp gia, nhưng chỉ còn lại có bọn họ ba cái trời thần cảnh. Nếu như bọn họ có tinh khiết Diệp thị huyết mạch nói, đổ cũng không sợ linh lung bên ngoài tháp mặt vây công kẻ địch, bởi vì ở nơi này phiến quật Diệp chi địa bên trong, những người đó thực lực sẽ bị áp chế không thiếu. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ chỉ là Diệp thị dòng thứ chi nhánh, cho dù là năm đó đỉnh cấp lúc đó, những thứ này dòng thứ chi nhánh con em trên mình, cũng không có dòng nước chảy nhiều ít Diệp thị huyết mạch, đến hiện tại, lại là mỏng manh vô cùng. Diệp Thăng Diệp Đàm chúc những thứ này có huyết mạch phản tổ hiện tượng đệ tử nòng cốt, ở huyết mạch khảo sát lên, huyết mạch trong cơ thể độ dày cũng không quá mới, xanh lơ, lục, cấp bậc, liền, xanh, cấp bậc độ dày cũng không tính. Mà Diệp Tự Minh bọn họ những lão tổ này, huyết mạch độ dày thì càng kém hơn. Chỉ có trong cơ thể Diệp thì huyết mạch độ dày đạt tới, xanh, hoặc là tím, cấp bậc Diệp thì con em. Ở nơi này phiến quật Diệp chi địa bên trong mới sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng, có thể bình thường phát huy thực lực, những người khác cũng không thể. Cho nên, linh lung bên trong tháp những người này, liền lao ra bảo tháp tiến hành phản kích cơ hội đều khó có, chỉ có thể đem hết toàn lực đem một thân linh lực rót vào bảo tháp nội bộ, thúc giục chỗ tòa này bảo tháp chống lên cường đại màn sáng, lấy này để ngăn cản những cái kia người ngoại lai công kích. Nhất định phải chống nổi, mọi người kiên trì bỗng chốc. Tổ địa bên trong Diệp thị con em còn không có toàn bộ hy sinh, chúng ta phải chờ tới bọn họ sau khi ra mới có thể rời đi. Diệp Tự Minh giống to. Đáng tiếc là, lời nói này cũng không đủ để cho bảo tháp bên trong Diệp thị thành viên mang đến khích lệ, thậm chí cũng chưa nói tới đề khí. Rất nhiều đệ tử đều biết, linh lung tháp có thể ngăn cách khí cơ theo dõi, có thể đây không phải là ẩn thân, muốn ở người khác mí mắt trước mặt chạy trốn, nhưng là cần huyết chiến một phen. Ở quật Diệp chi địa bên trong, bọn họ có thể như vậy co đầu rút cổ ở bảo tháp bên trong, toàn lực chống đỡ hộ thuẫn màn sáng, trừ hao phí linh lực bên ngoài, ngược lại không tồn tại quá lớn nguy cơ. Đây cũng là vô số lần tổ tự tới nay, tại sao thiên đạo cung những người đó sẽ không tiến vào khu vực này tới vạn cổ Diệp gia huyết mạch duyên cớ. Làm nhiều ăn ít sự việc tự nhiên thì sẽ không có người nguyện ý làm, huống chi chỉ cần đem quật Diệp chi địa bốn phương tám hướng phong tỏa ở. Người của Diệp gia tổ tự thất bại sau đó, muốn rời đi, không cởi xuống một lớp da là rất khó giết ra trùng vây. Hiện tại như vậy tiêu hao linh lực, coi như bọn họ chống được Diệp Thăng các người từ tổ địa bên trong trở lại, vậy thì có thể làm gì? Tổ tự thất bại, bọn họ linh lực lại tiêu hao không thiếu, chờ một chút rời đi quật Diệp chi địa lúc đó, chính là vô số Diệp gia đệ tử tàn lụi thời điểm. Là luân hồi chi chủ báo thù, vậy thì càng không có thể. Từ kẻ địch lần này thế công tới xem, tất cả mọi người đều rõ ràng, thiên đạo cung lần này hơn phân nửa là hạ định quyết tâm muốn hoàn toàn loại trừ Diệp thị nhất mạch, ngàn năm một lần đại thanh tẩy, có lẽ bắt đầu từ hôm nay, liền đem không tồn tại nữa. Chết bóng mờ bao phủ tại tất cả con em trong lòng, có vài người cắn chặt hàm răng, đôi mắt lóe lên cừu hận cùng không cam lòng, dồn hết sức lấy tự thân linh lực chống đỡ bảo tháp, chĩa vào bên ngoài công kích. Cũng có người con mắt hốt hoảng. Sợ hãi, bọn họ muốn còn sống, muốn gìn giữ mình lực lượng, cho nên đục nước béo cò, muốn ở chờ một chút đột xuất vòng vây lúc đó, có thể có lớn hơn, càng nhiều việc hơn mệnh cơ hội. Đông, linh lung bên ngoài tháp công kích một lần tiếp theo một lần, mỗi lần công kích được tới, toàn bộ bảo tháp cũng sẽ chấn động, nặng nề tiếng vang liền thật giống như một chuôi nặng cái chùy gõ ở tất cả mọi người buồng tim, cũng không ai biết hạ một cái chùy lúc nào đến. Cái bảo vật này tháp phòng vệ màn sáng còn có thể chống đỡ bao lâu? Thiên thần cảnh cường giả, giơ tay lên tiêu diệt sơn xuyên, dậm chân một cái mặt đất cũng phải run rẩy mấy phần. Cái này loại cấp số nhân vật, cho dù là ở quật Diệp chi địa bị áp chế, vậy cũng tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực không yếu. Nếu như Diệp Tử Minh, Diệp Tử Canh và Diệp Tuyết Tình phát tàn nhẫn, xông ra đánh giết một phen, nhất định là có thể đánh chết hết mấy người, nhưng cứ như vậy. Diệp gia nhất chiến lực cường đại cũng sẽ bị trước thời hạn tiêu hao linh lực. Đây đối với sau này phá vòng vây hành động, đem sẽ có cực lớn ảnh hưởng, cho nên bất luận là Diệp Tự Minh vẫn là Diệp Tử Canh hoặc là Diệp Tuyết Tình, bọn họ cũng còn không có ra tay. Thép tốt luôn là phải chờ tới thời điểm mấu chốt nhất mới có thể dùng. Đi đôi với thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh lung bên trong tháp,
không thiếu Diệp thì con em lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, một nhóm sau đó, đổi lại nhóm kế tiếp, có thể theo đối thủ tấn công tiết tấu tăng nhanh, như vậy bị động bị đánh thủy chung là thua thiệt. Phốc, rốt cuộc, có đệ tử không chống nổi, màn sáng xuất hiện vết rách, khe hở gian tràn ra một món đạo vết dư âm chạm đến bọn họ, thực lực không đủ con em tại chỗ liền sắc mặt tái mét, trong cổ họng tanh ngọt một phiến. Nhìn dáng dấp, bọn họ là thật dự định một lưới bắt hết, không thể đợi thêm nữa, chúng ta được lập tức rời đi. Diệp Tử Canh đứng dậy, sắc mặt hơi hốt hoảng nói. Không được, Diệp Thăng bọn họ đèn hồn hoàn hảo, thuyết minh tổ tự rất có thể không có hoàn toàn thất bại, chúng ta phải cùng bọn họ đi ra. Diệp Tử Minh thời gian đầu tiên bác bỏ đề nghị này. Ở nơi này khẩn cấp giây phút lên, ba cự đầu bên trong hai người nhưng xảy ra ý kiến trái ý tình huống. Đây không thể nghi ngờ là để cho rất nhiều Diệp thị con em cảm giác sâu sắc liên tiếp gặp tai nạn cục diện. Diệp Tử Canh chủ trương lập tức rút lui, nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, gìn giữ Diệp thị nhất tộc sau cùng huyết mạch, dù là bao gồm Diệp Tử Minh cái này nhất mạch ở bên trong, bọn họ cũng chỉ là năm xưa Diệp thị dòng thứ. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt. Gắt gao ở chỗ này vác, thì có ích lợi gì? Người có nghĩ tới không? Lần này bọn họ trực tiếp phái nhiều cao thủ như vậy đi vào, ở bên ngoài sẽ lại có bao nhiêu người chờ chúng ta. Cầm còn sót lại lực lượng tiêu hao ở nơi này, cho dù Diệp Thăng bọn họ trở về, chúng ta vừa có thể đánh ra sao? Diệp Tử Canh đầy mặt đau buồn và thất vọng, người ta cũng không phải lần thứ nhất tham dự như vậy tổ tự, những năm này, vậy một lần chúng ta không phải thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thật chẳng lẽ phải đem toàn bộ Diệp gia cũng hoàn toàn đoạn tuyệt sao? Không thể đi. Diệp Tử Minh liền một câu nói này, mặt hắn lên mặc dù cũng có vùng vẫy cùng khó khăn, có thể càng nhiều hơn nhưng là kiên định và nghiêm túc. Những tiểu bối kia cửa vì toàn bộ Diệp thị nhất tộc ở tổ địa bên trong cạnh tranh, bọn họ vẫn chưa về, nếu như chúng ta vứt bỏ bọn họ đi, vậy cho dù còn sống lương tâm có thể an sao? Nhất định phải chúng ta đều chết sạch ngươi mới nguyện ý không? Diệp Tử Canh tức giận hét. Các ngươi có thể lựa chọn gìn giữ thực lực. Ta sẽ đích thân ra tay chĩa vào bên ngoài những người này công kích, một mực chống được Diệp Thăng, Diệp Lăng Thiên bọn họ mấy cái này bọn tiểu bối đi ra, hoặc là đèn hồn tan biến. Không nghi ngờ chút nào, ở về điểm này, Diệp Tử Minh là cái cực độ người cố chấp. Hết lần này tới lần khác Linh Lung Bảo Tháp lại là hắn nắm trong tay, Diệp Tử Canh ngay cả là lại cuống cuồng, vậy không làm nên chuyện gì, luôn không khả năng vào lúc này đối với Diệp Tử Minh ra tay. À. Tức chết ta à, Diệp Tử Canh một trưởng chụp ở bên cạnh trên bàn, đúng cái bàn đều hóa thành phấn vụn. Tử Canh sư huynh, an tâm một chút chớ nóng đi. Nếu Tử Minh sư huynh cũng quyết định, vậy chúng ta liền giúp đỡ hắn chính là, cũng đến trình độ này, tranh chấp ồn ào cũng không chỗ ích lợi gì. Ở ta xem ra, coi như chúng ta rời đi bây giờ, có thể chạy trốn cơ hội chỉ sợ cũng cực kỳ nhỏ. Đã như vậy, khi nào thì đi, đi như thế nào? Có cái gì khác biệt đâu. Trái phải đều là chết, còn không bằng an tâm ở chỗ này chờ, cùng những tiểu bối kia cửa trở về, cho dù là mang không trở về tin tức tốt, mọi người đi ở trên đường suối vàng, cũng có thể hơn mấy người bạn mà. Diệp Tuyết Tình nhẹ nhàng thở dài. Nàng cuối cùng là khó khăn ngăn cản 5 tháng lực, trước đây cũng coi là diễm quan thiên hạ tiên tử, hôm nay tuổi xế chiều châu vàng, gặp lại như vậy tuyệt cảnh, giữa hai lông mày nếp nhăn tựa hồ lại thêm chút. Nặng nề lời nói, làm cho cả Linh Lung Bảo Tháp bên trong không khí lại bị đè nén không thiếu, lặng lẽ, một ít cảm tính nữ đệ tử, đã bắt đầu khóc sụt sùi liền đứng lên, nghẹn ngào tiếng làm tâm thần người bi thương đau, cực kỳ khó chịu. Diệp thị tàn dư, bó tay chịu trói đi, xem ở năm xưa Diệp thị tổ tiên mặt mũi, chúng ta có thể đại phát từ bi, lưu lại các ngươi trong tộc một cái nhỏ nhất tánh mạng của trẻ nít. Bên ngoài, một đạo vang dội đạo uống truyền vào. Như sấm ầm ầm vang dội, chấn động được không thiếu Diệp thị con em sắc mặt phát trắng. Đầu hàng, ta Diệp thị tổ tiên, mới tại viễn cổ mạnh nhất nhất tộc, bảo vệ luân hồi chi chủ. Toàn bộ thần quốc cũng từng là ta Diệp gia, luân hồi chi chủ mang chúng ta chinh phạt thiên địa, trải qua vô số gian hiểm cùng nguy nan cũng không từng cúi đầu, lúc nào cần ngươi cùng tới thương hại. Diệp Tử Minh không khách khí chút nào đáp lại một câu, cường ngạnh thái độ. Trực tiếp từ chối đối thủ muốn chiêu hàng tâm tư. Thua ngoan cố kháng cự, cuối cùng là bướm bay dập lửa,
kiến càng hám cây. Người nói chuyện, trung khí bằng bạc, có thể thanh âm lạnh như băng kia lại để cho đời người không dậy nổi kính ngưỡng chi tâm. Mà nay chiều hướng phát triển, Diệp thị một môn kéo dài hơi tàn đến nay, đã là thượng thiên cấp cho ban ơn. Bổn tọa có thể đại biểu trời đạo cung làm chủ, do chính các ngươi chọn một tuổi tác nhỏ nhất đứa bé còn sống, chớ có tự lầm. Thượng thiên, các ngươi coi là cái gì thiên? Nếu như cái này thượng thiên là một lời không hợp liền muốn hủy diệt toàn tộc nơi có sinh linh, như vậy thượng thiên còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Dù cho ta Diệp thị thế nhỏ, cũng muốn làm vậy nghịch thiên cử chỉ, xem ông trời già chọn thiên đạo phát ngôn viên, có hay không tốt như vậy răng lợi. Diệp Tử Minh cao giọng mắng to, lời vừa nói ra, nhất thời nghênh đón mấy đạo tiếng mắng. Càn rỡ, miệng ra cuồng ngôn, thiên đạo đem giết. Rốt cuộc là tội máu man di, chỉ phối cuộc sống ở hắc ám bên trong con kiến hôi dân đen. Không tuân theo thượng thiên, bất kính thiên đạo, không có kính sợ chi tâm, phải ngươi cùng diệt tộc hủy nhà. Không cần hỏi, nói chuyện những người này, đều là tới từ thiên đạo cung trưởng lão. Lần này hiên viên mặc tà phái ra cũng không phải là giống vậy trưởng lão. Tự xưng là thiên đạo phát ngôn viên thiên đạo cung, dĩ nhiên là đối với cái này loại, đại nghịch bất đạo, lời nói nhạy cảm nhất, sau khi nghe được lập tức phản bác đã trở thành bọn họ theo bản năng phản ứng. Có thể thành là thiên đạo cung cái này cấp bậc trưởng lão, tu vi tối thiểu cũng ở đây nửa bước thiên thần cảnh, mà lần này thiên đạo cung duy nhất phái ra hơn vị, quật diệp chi địa bên ngoài còn có nhiều ít không cách nào xác định. Điều này hiển nhiên là lớn vô cùng số lượng. So sánh năm đó Diệp gia cường thịnh nhất thời điểm, đội hình như vậy cơ hồ có thể coi thường, có thể bây giờ Diệp gia phải đối mặt như vậy địch thủ, còn phải đối mặt thần quốc cái khác vô số thế lực mắt lom lom. Đã là cùng tuyệt cảnh không khác. Oanh! Diệp Tử Minh kiên định một con đường đi tới đen đáp lại, cuối cùng là chọc giận những người này, bọn họ mở ra hơn nữa cuồng bạo công kích, cho dù ở quật diệp chi địa sẽ phải chịu áp chế, có thể những người này dẫu sao là thiên thần cảnh cường giả. Thay nhau công kích dưới, Diệp Tử Minh cũng có chút chịu không nổi. Đông! Lại là một tiếng kịch liệt run run truyền tới, toàn bộ bảo tháp bên trong người cũng hung hãn lắc lư hạ. Không thiếu lực lượng tiêu hao quá độ đệ tử lại là trực tiếp té ngã trên đất. Diệp Tử Minh im lìm hừ một tiếng, trên mặt nổi lên lau một cái không bình thường đỏ ửng. Cổ họng tanh ngọt, bị hắn lặng lẽ nuốt xuống, thân là người tâm phúc một trong, Diệp Tử Minh biết rõ, mình nhất định phải làm hết khả năng vác ở một đoạn thời gian, ít nhất. Ít nhất phải đến khi Diệp Lăng Thiên bọn họ vậy mấy tên tiểu bối trở về à. Trên thực tế, Diệp Tử Minh còn có chút cân nhắc ở bên trong. Không phải bởi vì người khác, mà là bởi vì Diệp Thần và Diệp Lăng Thiên, nhất là Diệp Lăng Thiên, ở Diệp Lăng Thiên nơi đó, Diệp Tử Minh là thấy được Diệp gia phục hưng hy vọng. Tổ tiên sử dụng binh khí, vậy cần tên là Thâm Uyên Đoạn Tội Thương vũ khí đã nhận vậy tên tiểu bối con em làm chủ, tuổi quá trẻ Diệp Lăng Thiên có mạnh mẽ tu vi. Diệp Lăng Thiên hiện tại còn sống, chỉ cần hắn trở về. Bằng vào Thâm Uyên Đoạn Tội Thương và cơ duyên, hơn nữa huyết mạch kia độ dày và tiềm lực, Diệp Lăng Thiên là có thể coi thường quật diệp chi địa bên trong quy luật áp chế. Thậm chí có thể cải biến chiến cuộc. Oanh! Ken két! Linh lung bảo tháp màn sáng nứt ra như mạng nhện như nhau dày đặc vết rách, từng trận khí tức rét lạnh từ những khe hở này gian tiến vào bên trong màn sáng bộ, không chỉ là để cho hợp lực thúc giục bảo tháp phòng ngự Diệp thị con em không ngừng ra máu. Càng làm cho những đệ tử còn lại tâm thần khó an. Như vậy lão đảo muốn rơi xuống, đối thủ tấn công cường độ nhưng không có rơi xuống nhiều ít, tiếp tục như vậy, còn có thể chống đỡ bao lâu. Lão tổ Diệp Tử Minh mặc dù vẫn là như vậy một bộ nghiêm túc cứng nhắc khuôn mặt, ánh mắt như cũ kiên định, có thể hắn thần sắc, nhưng cũng không có thể cho người an tâm. Vậy sắc mặt tái nhợt, mỗi lần bảo tháp bị lúc công kích nơi truyền ra kêu rên, không một không nói rõ vị này lão tổ trạng thái thân thể. Hắn đã kiên trì không được bao lâu. Nếu như màn sáng bị kích phá, ước chừng dựa vào bảo tháp bản thân phòng ngự, đối mặt những cái kia cường giả đỉnh phong, là rất khó kiên trì đến sau cùng. Hừ, bổn tòa cũng muốn xem, các ngươi còn có thể vác bao lâu. Cùng phá vỡ cái này vỏ rùa đen, lần này nhất định phải giết một máu chảy thành sông, dám không vâng lời thiên đạo người, vạn thế đem giết. Liên tục vang vọng đạo âm truyền tới, ầm ầm tiếng vang chấn động được vô số Diệp gia đệ tử cả người run rẩy,
cũng không phải là bọn họ nhát gan sợ, mà là đối thủ thực lực cường hãn, cái này loại uy áp, hoàn toàn là thần hồn tầng thứ chấn nhiếp. Căn bản không bị bọn họ tư tưởng khống chế. Nếu không phải là có linh lung tháp che chở, nếu như trực diện địch nhân như vậy, đối thủ một tiếng hừ lạnh, một món khí cơ lộ ra, liền sẽ để cho vô số cấp thấp tu vi đệ tử sụi lơ trên đất, đứng cũng không khả năng đứng lên. Keng! Nhọn kim loại va chạm chi âm điếc tai nhức óc, linh lung bên trong tháp, một mực duy trì chấn định Diệp Tuyết Tình vậy hơi biến sắc mặt, đối thủ lại có thể vận dụng loại cấp bậc này vũ khí, chẳng lẽ bọn họ muốn đem toàn bộ linh lung tháp trực tiếp đánh nát sao? Diệp gia khó khăn kéo dài đến nay, bên trong tộc đã không có nhiều ít thứ tốt để lại. Thiên đạo cung vây quét nhiều năm như vậy, sớm thì không phải là đơn thuần muốn tiêu diệt Diệp thị nhất tộc, mà là hướng về phía Diệp gia những thứ này chấn tộc chi bảo tới. Tiêu diệt Diệp thị con em, chẳng qua là bọn họ nhân tiện mà thôi, dẫu sao, nói chút không khách khí, bây giờ Diệp gia, coi như để cho bọn họ toàn tu toàn đuôi chạy đi, vậy căn bản không cách nào ảnh hưởng đến thiên đạo cung. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể hạn chế Diệp gia phát triển, tựa như cùng bọn họ cho tới nay nơi thi hành như vậy. Không có không gian sinh tồn, cả ngày chỉ có thể núp ở linh lung bên trong tháp tu luyện, vậy không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, Diệp gia cho dù là có tài ngút trời, cũng khó mà nhanh chóng lớn lên là Diệp gia cung cấp che chở, chớ nói chi là cùng thiên đạo cung chìa khóa mở ốc cổ tay. Đây cũng là tại sao bên ngoài những ngày đó đạo cung trưởng lão những thứ khác thế lực cường giả không có ở thời gian đầu tiên liền vận dụng binh khí công kích linh lung tháp nguyên nhân. Chỗ tòa này bảo tháp, nhưng mà danh phù kỳ thật bảo vật, có thể ngăn cách thiên đạo khí cơ, sợ bị suy tính đến tung tích, đây đối với bất kỳ một người nào thế lực mà nói, đều là hiếm có thứ tốt. Lúc mấu chốt, là có thể xem Diệp gia như vậy, cho con em gia tộc kéo dài tánh mạng. Lại là một tiếng kịch liệt va chạm, khó khăn chống đỡ phòng vệ màn sáng cuối cùng rào một tiếng bể nát, hoàn toàn bị đánh tan. Động thủ người tên là Đạo Viêm, là thiên đạo cung một người cấp bậc cực cao trưởng lão, thiên thần cảnh ba tầng thiên. Ở toàn bộ thiên đạo cung, thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Thiên đạo cung trưởng lão, cũng không toàn nghe Hiên Viên Mặc Tà. Chỉ có trọng yếu chuyện, mới sẽ xuất thủ. Mà lần này, đối thiên đạo cung mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn sử dụng chính là một miệng trường đao, đao khí bổ ra màn sáng sau đó, nối tiếp lực toàn bộ rơi vào linh lung tháp lên, khuếch tán đao khí xâm nhập linh lung bên trong tháp. Cực hạn chân võ ý dường như muốn phá vỡ toàn bộ cuộc diệp đất hạn chế. Cực kỳ kinh khủng. Không tốt. Cho dù Diệp Tuyết Tình và Diệp Tử Canh hai người phản ứng rất nhanh chóng tạo ra hộ thuẫn đem bên người đệ tử hết khả năng che chở dậy rồi. Có thể vẫn là có không ít người tại chỗ nổ tung thành một đoàn đoàn xương máu. Còn như Diệp Tử Minh, lại là tại chỗ bay rớt ra ngoài, đập vào bên trong tháp một bên kia trên vách tường, từng ngụm ho ra máu, hắn linh lực đã sớm tiêu hao không còn, một đao này công kích, có nửa số đều rơi vào hắn trên mình. Tội máu tàn dư, bổn tọa đã ngửi thấy các ngươi vậy bẩn thỉu mùi máu tươi. Đạo Viêm liếm khóe miệng một cái. Rộng lớn trên khuôn mặt mọc đầy râu quai nón, cả người màu trắng trưởng lão bào mặc lên người, không nhìn ra phân nửa nho nhã chi khí, hơi có chút mộc khỉ mà quan dáng vẻ. Người cái lão thất phu cẩn thận chút, tận lực vẫn là đừng phá hủy cái này kiện bí bảo. Đạo Viêm người bên cạnh nhắc nhở. Hừ, phá hủy sẽ bị hủy, cái này cổ tháp, để cho Diệp thị tàn dư chấp trưởng nhiều năm như vậy, bên trong mỗi một xó xỉnh cũng dính đầy vậy bẩn thỉu hơi thở. Đưa cho bổn tọa cũng không nguyện ý muốn. Đạo Viêm hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt chặt trường đao, đây là một cán lấy thiên tinh thần thiết chế tạo chân thần khí, đi đôi với Đạo Viêm chinh chiến nhiều năm, đã sớm thông linh. Cảm thụ tâm ý của chủ nhân, trường đao vậy đang nhẹ nhàng rung động, một món lại một tia khiếp người chập chờn gột rửa ra. Này, các vị đạo hữu, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Theo lý mà nói, chúng ta như vậy thế công, những thứ này tội máu tàn dư sớm nên liều mạng chạy trốn mới là, có thể bọn họ nhưng vẫn ở chỗ này kiên thủ, chưa từng di động phân nửa, trong này sợ là có chút mờ ám à. Một người đến từ cái khác thế lực lão tổ cấp cường giả khác cau mày nói. Không có gì hay đoán, thiên đạo cung một người khác trưởng lão xem thường, chừng chính là còn có chuột nhỏ ở đó phiến cái gọi là tổ trong ruộng chưa ra, những thứ này tàn dư chẳng ngờ bỏ lại những cái kia tinh anh thôi. Nói chuyện cũng tốt,
dứt khoát ở nơi này một lưới bắt hết, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Cái này một đao, đưa các ngươi về Tây. Ông, ngưng tụ đạo viêm toàn lực một đao, rốt cục thì rơi xuống. Sáng như tuyết ánh đao chiếu sáng cái này phiến chư thần vùng đất vẫn lạc, chân không bị phách bể, chung quanh hơn 10 vị cường giả tất cả đều khoanh tay, dù bận vẫn nhàn nhìn một màn này, muốn xem cái này một đao có thể đánh chết Diệp ra bao nhiêu người. Xích, keng, đột nhiên, phía dưới hắc ám sương mù trong đất, một đạo càng ánh sáng sáng chói lao ra, khỏa mang chói mắt thánh huy, giống như thiên ngoại phi tiên vậy, ngang trời giết ra, ngay tức thì đỡ được kinh khủng này một đao. Lão tạp chủng, nên về Tây chính là. Đi đôi với tiếng này thét dài, vậy hắc ám sương mù trong đất sát theo liền thoát ra một cái ngạo nghễ bóng người, quanh thân trên dưới còn lượn lờ mấy tia màu đen sương mù tơ, sợi tóc bay lượn, mày kiếm đảo thụ, trừng mắt nhìn thẳng đạo viêm các người. Diệp ra tàn dư, đạo viêm lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới mình một kích toàn lực, lại có thể bị một người trẻ tuổi cho ngăn lại. Chúng ta là tàn dư. Vậy ngươi lại coi là cái gì? Các ngươi là thiên đạo cung chó. Người đến giơ tay lên một chiêu, trường thương kích động đại đạo sóng gợn, mang một hồi phong minh chi âm, trở lại trong tay hắn. Chính là cái này cán thương, đỡ được đạo viêm một kích kia. Trường thương tản ra cực kỳ hoang cổ hơi thở. Chính là thâm uyên đoạn tội thương. Diệp Lăng Thiên ra tay. Tổ địa cơ duyên hơn nữa vô cùng kinh khủng thâm uyên đoạn tội thương. Hơn nữa huyết mạch không có chút nào áp chế, để cho Diệp Lăng Thiên có đánh một trận tư cách. Mà làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Lăng Thiên trở lại Diệp Thần bên người, nhẹ giọng nghiêm túc nói, điện chủ, mới vừa rồi ngài là Lăng Thiên hộ pháp, hôm nay Lăng Thiên để cho ngài làm chứng hoang cổ thần mạch phối hợp thâm uyên đoạn tội thương trình độ cao nhất uy lực. Diệp Thần con ngươi híp lại, hắn bản muốn ra tay, nhưng là cân nhắc đến rất nhiều thiên đạo cung trưởng lão. Hắn thân phận vẫn tận lực giữ bí mật cho thỏa đáng. Hơn nữa hắn cũng tò mò hiện tại Diệp Lăng Thiên thực lực kết quả thế nào. Vừa vặn mượn những thứ này bị áp chế cường giả tới đánh giá hiện tại Diệp Lăng Thiên thực lực. Cùng lúc đó, ở Linh Lung bên trong tháp, tất cả Diệp gia đệ tử đều ngây dại. Là Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần, bọn họ trở về. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, tất cả mọi người đều xôn xao. Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần bình an trở về, vậy ý vị như thế nào? Vô số lần tổ tự kinh nghiệm nói cho bọn họ, một khi tổ tự thất bại, tiến vào tổ địa đệ tử đều sẽ chết, mà lần này, bọn họ nhưng bình an trở về. Linh Thương cắt đứt đao khí, kinh thiên gầm một tiếng đánh sơ xác vạn giảm chi vân. Từ phía dưới hắc ám sương mù bên trong lao ra đạo nhân ảnh kia mang kinh khủng huyết khí đánh tới, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, sau phát mà trước tới. Không chỉ là đỡ được đạo viêm cái này một đao, lại là lấy thân phận thật sự vắt ngang ở Linh Lung tháp cùng đạo viêm bây giờ. Giờ khắc này, bất luận là quật diệp chi địa bên trong người, vẫn là ở vòng ngoài lấy thần niệm theo dõi cường giả tất cả đều bộ dạng sợ hãi, không phải hắn, chỉ vì người đến không chỉ có tu vi cường thịnh không chịu quật diệp đất quy luật áp chế, càng bởi vì hắn đại biểu một cái kinh người sự việc. Diệp gia, tổ tự thành công. Ở nơi này phiến được gọi là chư thần vùng đất vẫn lạc, địa phương, chỉ có Diệp gia huyết mạch hậu duệ mới có thể không bị ảnh hưởng, tự nhiên phát huy. Diệp Lăng Thiên bản thân liền có hỗn độn cảnh 9 tầng trời tu vi, lại thêm thâm uyên đoạn tội thương như vậy thần vật cùng với hoang cổ thần mạch. Thực lực tổng hợp so với thiên đạo cung những trưởng lão kia vậy yếu không tới nơi nào, mà những trưởng lão này nhưng phải bị nơi này quy luật áp chế, căn bản không phát huy ra bình thường thực lực, này tiêu người giải dưới. Nơi này tình huống lập tức xảy ra lật đổ. Diệp Lăng Thiên không có cho đạo viêm những người này nhiều ít kinh ngạc thời gian, một tiếng thét dài dưới, thân thể phóng đại, trong cơ thể thịnh vượng huyết khí thật giống như mênh mông, gầm thét nổ ầm vang dội. Một cổ cực hạn hoang cổ ý phóng lên cao. Thậm chí hắn sau lưng trôi lơ lửng ra một đạo cổ xưa tượng thần. Đó là Diệp Lăng Thiên tổ tiên. Tín ngưỡng lực vào giờ khắc này thả. Giờ phút này. Thiên đạo cung trưởng lão thì như thế nào? Vô tận uy áp và kinh khủng trường thương ý trực tiếp rơi xuống. Bị tức cơ hội tỏa đỉnh tên kia hỗn độn 9 tầng trời trưởng lão căn bản không cách nào tránh, thương ý xuyên thấu thân thể, tại chỗ hồn phi phách tán. Sau đó, Diệp Lăng Thiên cúi người lộ ra, bàn tay cuốn lên một phiến kinh người khí huyết, vỗ về phía trước đây ở Linh Lung tháp trước mặt Diệu Võ Dương Oai đạo viêm.
Đạo viêm thiên thần cảnh 3 tầng thiên, quy tắc dưới áp chế, cũng chỉ có thể phát huy thiên thần cảnh nhất tầng thiên tả hữu lực lượng. Cường Thịnh lại không chịu áp chế Diệp Lăng Thiên, đủ đánh một trận. Ung ung tiếng vang chèn ép tới, đạo viêm hơi biến sắc mặt. Diệp Lăng Thiên trong tay thâm uyên đoạn tội thương để cho hắn cảm giác được một chút nguy cơ. Tựa như cây thương này có thể thẩm phán mình. Không thể khinh thị. Thần Long yêu nguyệt. Vị trưởng lão này giống to, hai tay nắm chặt chuôi này trường đao, hội tụ toàn thân linh lực thúc dục, hướng vậy cuồng bạo vô cùng thương ý chém liền đi ra ngoài. Một hồ loan nguyệt bay ra, kéo hình rồng thân thể thẳng đánh tới Diệp Lăng Thiên. Oanh! Năng lượng quang nổ tung, Cường Thịnh một đao đỡ được Diệp Lăng Thiên cái này một thương, có thể cùng lúc đó, cánh hông một cán trường thương đã càn quét tới, trùng tua phong nhập vào xuất ra thần huy, ý định giết người đột nhiên phong tỏa ở đạo viêm trên thân thể. Vì sao là đoạn tội? Tổ tiên nói như vậy, bất kỳ uy hiếp người của Diệp gia, chúng ta đều có tư cách thẩm phán. Hôm nay, sẽ dùng máu người hiến tế chết đi Diệp gia người. Đây là, không tốt. Đạo viêm càng thêm sợ hãi, đáy lòng vậy đè nén một cơn giận, cuồng ngông đứa nhỏ, lại như vậy khinh thị bổn tọa, thiên thần cảnh cường giả, cũng là ngươi nói trong nháy mắt giết là có thể nháy mắt giết sao. Đối mặt càn quét đánh tới thâm uyên đoạn tội thương, đạo viêm cầm trong tay lấy thiên tinh thần thiết chế tạo trường đao chợt một chuyển, thụ ở trước người tới đón đỡ. Đồng thời hai tay niết ấn đánh ra một đạo trường đao hư ảnh chém về phía Diệp Lăng Thiên đầu lâu. Diệp Lăng Thiên ở chỗ này hơi thở quá cường thịnh, cũng mà còn có tổ tiên tín ngưỡng gia trì, thực lực bạo tăng quá nhiều, phải mau sớm bóp chết. Đang, thâm uyên đoạn tội thương cùng trường đao tiếp xúc, tóe ra tiếng vang đinh tai nhức óc, kinh khủng uy năng đem phía dưới hắc ám sương mù trong đất hắc phụ tựa hồ cũng đánh tan không thiếu. Một kích này xuống. Đạo viêm không ngừng lui về phía sau, có thể vậy trường thương nhưng như phủ cốt chi thư như nhau chặt truy đuổi không ngừng, rất nhanh, thứ hai đánh tới tới. Diệp gia bảo vệ luân hồi chi chủ tuy chết. Nhưng luân hồi chi chủ ý chí vẫn còn ở. Bất kỳ con kiến hôi cũng không có tư cách dung chuyển. Dù là thiên đạo cung, Diệp Lăng Thiên gần sâu na kêu, bộc phát ra vô tận khí huyết. Đây là hắn đoạn thời gian này và điện chủ lớn nhất cảm ngộ. Diệp gia sa sút như vậy, chính là lỗi của hắn. Luân hồi chi chủ chết, cũng là lỗi của hắn. Cái này nhất thế, hắn tuyệt không cho phép, điện chủ ra lại chuyện. Hắn phải mạnh hơn. Hắn phải đem hết thảy tức giận vung phát ra ngoài. Mà đạo viêm liền phải chịu đựng hắn cơn giận đốt trời. Oanh! Đạo viêm sắc mặt nháy mắt đổi. Đối thủ lần này lực lượng lại tăng mạnh không ít, nắm chặt trường đao hai tay bị cực lớn đánh vào, gan bàn tay nứt ra, chảy máu như rót vào. Dài tinh vạn giảm hết sức thần huy. Đạo viêm quát khẽ, ấn đường ánh sáng lóng lánh, triển khai hắn mạnh nhất bí thuật đạo cảnh. Đây là một loại bí cảnh, lãnh vực, dị tượng, tràng vực các loại pháp quyết. Lãnh vực bao trùm bên trong, đạo viêm thực lực có thể được cực lớn biên độ tăng trưởng. Mà đối thủ thì sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng hạn chế, có thể nói là từng bước nguy cơ. Nhưng mà, như vậy chàng vực bí thuật, ở bên ngoài có lẽ còn có thể hữu dụng, có thể nơi này là quật diệp chi địa. Bản thân thì có cực mạnh quy luật lực áp chế, như vậy chàng vực bí thuật, hiệu quả đồng dạng là giảm bớt nhiều. Còn chưa kịp mở ra, liền bị Diệp Lăng Thiên một nhát thương đâm mặc, khuếch tán thương sóng đạo văn trực tiếp làm vỡ nát cái này cảnh quay vực quy luật. Đạo viêm thần sắc thảm trắng, đối diện người trẻ tuổi này ở khu vực này đơn giản là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, hắn đem hết toàn lực ngăn cản và tấn công, nhưng chỉ là hòa hoãn đối thủ một cái tiết tấu tấn công, cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản. Điêu trưởng lão, đồng loạt ra tay à. Dưới sự kinh hoàng, đạo viêm đối mặt cái này lần nữa đánh tới một thương, căn bản sinh không dậy nổi chống cự chi tâm, nghiêng đầu liền muốn chạy trốn, hướng đồng bạn cao giọng kêu cứu. Oanh! Đáng tiếc, hắn cầu cứu cũng chưa kịp được đáp lại, Diệp Lăng Thiên lực đạo lớn, thâm uyên đoạn tội thương trực tiếp quét gãy liền đạo viêm trường đao, liên quan đem thân thể cũng chém thành hai đoạn. Nửa người dưới rơi vào hắc ám sương mù bên trong, nửa người trên tung tóe ra sau bị thâm uyên đoạn tội thương nơi bính phát ý định giết người ăn mòn vào cơ thể, còn trên không trung chưa kịp ổn định thân hình liền nổ thành xương máu. Chỉ còn lại một món thần hồn vô cùng hoảng sợ vọt chạy ra ngoài.
cũng không quay đầu lại hướng quật Diệp chi địa bên ngoài bay trốn. Diệp Lăng Thiên giờ phút này hơi thở không ngừng leo lên. Đã từng hấp thu tín ngưỡng lực cũng vào giờ khắc này phóng thích. Hắn biết, sau một kích này, hắn căn cơ sẽ có nghiêm trọng tổn thương, nhưng là hắn không hối hận. Bởi vì đây là bảo vệ Diệp gia mà chiến. Đây là bảo vệ bên người hắn điện chủ. Hắn giận phát xung quan, há sẽ lúc này thả qua. Hắn cuộn sạch một phiến kinh thời tiết máu, bước ra một bước, sơn xuyên thụt lùi, nửa hô hấp liền đuổi kịp đạo viêm, giơ lên trời lực bùng nổ. Vô tận hoang cổ chi khí tràn ngập cả thế giới. Ung dung liền đem đạo viêm thần hồn cho siết ở trong tay. Ta là thiên đạo cung trưởng lão, ngươi dám giết ta, thiên đạo cung đem cùng ngươi không chết không thôi. Đạo viêm bị sợ được mất hết hồn vía, lại vào lúc này mang ra thiên đạo cung bảng hiệu tới muốn phải bảo vệ tánh mạng. Thiên thần cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ cần thần hồn bất diệt, là được nhỏ máu sống lại thể xác, tu vi căn bản sẽ không bị tổn thương. Đây cũng là hắn tại sao ở thân xác bị hủy diệt sau vẫn liều mạng muốn chạy trốn nguyên nhân. Thiên đạo cung danh tiếng, đặt ở nơi khác, trước mặt người khác, có lẽ sẽ tốt vô cùng dùng, có thể nơi này là quật Diệp chi địa, bắt đạo viêm chính là Diệp Lăng Thiên. Hai bên vốn là tử địch, làm sao tới sợ thiên đạo cung cái này nói một chút đâu. Đối mặt đạo viêm bén nhọn như vậy, uy hiếp, Diệp Lăng Thiên đáp lại chính là dùng sức nắm chặt quả đấm, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận. Hắn nhìn một cái cách đó không xa Diệp Thần, gặp Diệp Thần gật đầu, hắn vậy quanh thân hoang cổ lực trực tiếp bùng nổ. Diệp gia bảo vệ luân hồi chi chủ thiên thu vạn năm. Luân hồi chi chủ chết và thiên đạo cung có liên quan. Như vậy hôm nay, ta Diệp Lăng Thiên liền dẫn lãnh Diệp gia hướng thiên đạo cung tuyên chiến. Chết! Huyết quang tràn ngập, Diệp Lăng Thiên vậy cực độ thị huyết trong mắt bên trong sát ý bùng nổ. Giờ phút này yếu ớt đạo viêm còn sót lại một món hồn phách làm sao ngăn cản. Hơn nữa chung quanh không ngừng hạn chế quy tắc. Hắn thần niệm hồn phách dần dần bị cái này như cối xay vậy bàn tay hoàn toàn phai mờ, biến thành chấm quang vũ chậm rãi bay tán, đường đường thiên đạo cung trưởng lão, thiên thần cảnh sơ kỳ tu vi người, quay đầu lại nhưng là cái gì đều không lưu lại. Cách đó không xa, giống vậy đến từ thiên đạo cung điêu trưởng lão thấy vậy, kinh hoàng tại Diệp Lăng Thiên mạnh mẽ lúc đó. Càng nhiều hơn nhưng là tức giận. Vô cùng tức giận. Thiên đạo cung bao trùm thần quốc vô số thế lực bên trên, bất luận đi tới chỗ nào đều có thiên nhiên cảm giác ưu việt và quyền phát biểu, trừ phản nghịch thiên đạo người ra, ai dám như vậy đại nghịch bất đạo chu diệt thiên đạo cung trưởng lão. Nhất là Diệp gia. Những năm gần đây, Diệp Thị Tàn Dư nghe thiên đạo cung ba chữ, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, lúc nào đến phiên bọn họ những người này tới giết ngược thiên đạo cung trưởng lão. Diệp Thị Tàn Dư, người đây là đang tăng nhanh Diệp gia diệt tộc tốc độ. Điêu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên bổ ra một ngọn núi lĩnh, bắt trong đó nửa đoạn đem ném đi ra. Người này theo sát phía sau, hai tay vạch ra vô tận đạo pháp văn lạc, ở giữa trời đất xen lẫn ra một mảng lớn võ đạo ý vật, giống như một tấm to lớn mạng nhện hướng Diệp Lăng Thiên bao phủ đi xuống. Diệp Lăng Thiên căm ghét thiên đạo cung những người này, Diệp gia cho dù có thiên đại sai lầm, đã vô số thế hệ đi qua, toàn bộ Diệp thị nhất tộc cũng chỉ còn lại có những thứ này dòng thứ chi nhánh, tội kia qua vậy đã sớm nên tản đi. Càng không nói đến Diệp gia thật ra thì cũng không tội gì nghiệt, chỉ là bởi vì tầng trên thế lực giữa đấu đá liền muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt, cách mỗi vạn năm thì phải dùng vậy cái gọi là thiên đạo pháp chỉ ở toàn bộ thần quốc biên giới rửa một lần họ Diệp người. Biết bao tàn nhẫn độc. Diệp Lăng Thiên giết đạo viêm sau đó. Quay đầu liền chủ động nghênh hướng điêu trưởng lão. Cả người thịnh vượng khí huyết như máu long sôi sục, như thần sấm cuồn cuộn, ầm ầm vang dội. Ở nơi này phiến quật Diệp chi địa bên trong, hắn chính là thiên tuyển chi tử. Từ Côn Lôn Hư, đến Linh Võ Đại Lục, rồi đến Hoa Hạ, hắn uất ức đủ rồi. Hắn liên lụy điện chủ vô số lần. Hắn vô số ngày đêm cảm giác vô lực, ai có thể rõ ràng. Hắn thậm chí khát vọng trở lại cái đó Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang năm tháng. Chí ít khi đó, hắn có ám điện có thể bảo vệ người thanh niên kia. Mà ở bước vào Côn Lôn Hư sau đó, hắn cảm giác mình mất đi ủng hộ điện chủ cơ hội. Hắn trơ mắt nhìn điện chủ cách mình càng ngày càng xa. Hắn không cam lòng. Mà hiện tại, ở tín ngưỡng lực và quật khởi lá đất quy tắc dưới, hắn biết,
đây là hắn trở mình cơ hội. Đây là hắn ở điện chủ trước mặt biểu hiện cơ hội. Hắn tuy vi thần tử, nhưng cũng muốn làm điện chủ bên người mạnh nhất thần. Đây là gia tộc tín ngưỡng. Đối mặt vậy ùn ùn kéo đến đạo vết nơi xen lẫn ra quy luật lưới lớn, Diệp Lăng Thiên sát ý ngưng tụ, chân võ y phóng lên cao. Huy động thâm uyên đoạn tội thương, chiến ý rộng lớn mà sắc bén, cả người tinh khí thần cũng đạt tới trạng thái tột cùng, ngay tức thì ám sát đi ra ngoài. Đâm! Lưới lớn bị xé nát, trên bầu trời vô tận tinh khí tán loạn. Nhân thương hợp nhất Diệp Lăng Thiên xem là mới vừa từ vực sâu địa ngục thoát khốn ra thượng cổ chiến thần, kinh khủng khí cơ bao trùm bốn phương, sát ý cuồn cuộn. Diệp thần đứng ở trong đám người, hai tay chắp sau lưng, hắn ánh mắt có thể đạt được, là Diệp Lăng Thiên nói. Hắn cảm động. Hắn rất muốn nói cho Diệp Lăng Thiên, hắn chưa bao giờ chê qua Diệp Lăng Thiên đã từng thực lực thấp kém, càng không có hối hận làm Diệp Lăng Thiên điện chủ. Thậm chí, hắn chưa bao giờ đem Diệp Lăng Thiên làm người làm, mà là làm huynh đệ. Cùng nhau khai thác lãnh thổ, tự nhiên nhiệt huyết huynh đệ. Hắn loáng thoáng nhớ ở Ninh Ba câu lạc bộ Ngự Hào gặp mặt. Diệp Lăng Thiên quỳ một chân xuống, gọi hắn là điện chủ. Hắn loáng thoáng nhớ, ở mình thời điểm khó khăn nhất, ở hắn và tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng Long Tranh Hổ đấu thời điểm, Diệp Lăng Thiên mang ám điện như thế nào bảo vệ mình. Hắn cảm ơn Diệp Lăng Thiên bảo vệ. Càng cảm ơn Diệp Lăng Thiên cho tới nay cố gắng. Thức tỉnh hoang cổ thần mạch phải chịu đựng cái gì giá phải trả, Diệp thần rất rõ ràng. Người khác thấy được Diệp Lăng Thiên vô cùng cường đại hâm mộ, nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết Diệp Lăng Thiên chi tiền xảy ra điều gì. Diệp thần giờ phút này quả đấm nắm chặt, trong mắt có chút sương mù, hắn thề, hắn thành tựu luân hồi chi chủ nhất định phải bảo vệ tốt bên người mỗi một người. Đời trước, mình chết. Cái này nhất thế, hắn nhất định sẽ tìm ra năm đó kềm chế người, bỏ mặc đối phương là thần vẫn là quỷ. Hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn kéo xuống. Hắn phải nói cho mọi người, hắn vĩnh viễn không phải chiến đấu một mình. Hắn và hắn đồng bạn, là cái thế giới này chân chính cao không thể leo tới tồn tại. Cuột Diệp chi địa, chấn động tiếng không ngừng truyền tới. Đem Diệp thần kéo về thực tế. Đến từ Diệp gia tổ tiên thâm uyên đoạn tội thương nặng nề đánh vào điêu trưởng lão trên mình, trên người người này ăn mặc chiến y, trường thương công tới lúc có rậm rạp chằng chịt phù văn tách thả ra, mưu toan ngăn trở một kích này. Có thể điều này cũng không có gì tác dụng. Lấy được đại đạo tẩy rửa trực tiếp tấn thăng đến hỗn độn cảnh 9 tầng trời Diệp Lăng Thiên chính là lực lượng nhất cương mãnh thời điểm, thâm uyên đoạn tội thương mang theo lực lượng, ầm một tiếng đụng vào điêu trên người trưởng lão, vô tận đợt khí lăn lộn. Phù văn nở rộ, ánh sáng chiếu sáng nửa cuột Diệp chi địa, sáng chói đến trình độ cao nhất, chợt. Bành! Chiến y đột nhiên nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ chia năm xẻ bảy, mỗi một khối mảnh vỡ đều mang một đạo duệ quang, như thiên ngoại lưu tinh vũ vậy, kéo cái đuôi thật dài hướng phía dưới hắc ám sương mù rơi xuống. Không phải cái này kiện chiến y không đủ cường đại, mà là ở cái này chỗ đặc thù, nó không có được đủ lực lượng chống đỡ, lại làm sao có thể cùng thâm uyên đoạn tội thương mũi thương chống đỡ đây? À! Thiên đạo cung tên này trưởng lão giống to, dùng hết toàn lực đối kháng Diệp Lăng Thiên cái này một thương, trên người chiến y bị đánh bể, đã là ngoài hắn dự liệu, có thể hắn cũng không lúc này buông tha. Điêu Minh Đức há mồm phun một cái, một tòa đỉnh nhỏ bay ra, ba chân hai lỗ tai màu đồng xanh cổ đỉnh ở trước người của nó phóng đại, ngay chớp mắt biến thành một tòa cao đến mười mấy trượng đồ sộ đỉnh, cứng rắn chĩa vào Diệp Lăng Thiên mũi thương chân ép tới. Keng! Đầu thương đụng vào cái này tôn đồ sộ trên đỉnh, tóe ra chói mắt tia lửa, từng cơn đạo vết như nước văn hướng bốn phương lan truyền, đồ sộ đỉnh nhẹ nhàng chấn động một cái, liền kích động mở Diệp Lăng Thiên thâm uyên đoạn tội thương. Hừ, bổn tọa tu luyện mấy ngàn năm, nội tình vô tận, tiểu bối, ngươi lấy là chiếm cứ nơi này địa lợi, thật là có thể không chút kiêng kỵ sao? Ta biết ngươi là thời gian ngắn cường hóa tự thân, đây có giá cực lớn, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Thấy Diệp Lăng Thiên thế công tạm thời bị để cản lại, Điêu Minh Đức vậy có chút trắng bệch trên mặt rốt cục thì lộ ra mấy phần cười nhạt. Chỗ tòa này đỉnh chính là xuất từ ta Thiên Đạo Cung cao cấp thợ rèn tay, ba chân hai lỗ tai ám hợp đại đạo ý cảnh, có chấn áp thiên địa oai có thể, dùng để chấn áp ngươi như vậy tội máu tàn dư, thật sự là có chút dùng không đúng chỗ.
Bất quá, bỏ mặc nói thế nào, người nếu ép được bổn tọa đem ngày này thú tuất gió đỉnh lấy ra, vậy ngay cả là chết ở nơi này, cũng coi là không uổng công cuộc đời này. Cút! Diệp Lăng Thiên hung hãn phỉ nhổ một cái, đừng nói là thiên đạo cung cao cấp thợ rèn luyện chế pháp bảo, coi như là hiên viên mặc tà tự mình đến, ở ta Diệp ra cái này phiến tổ địa, ta cũng dám theo hắn liều giết mấy hiệp. Càn rỡ, ngươi coi là cái thứ gì, cung chủ đại nhân tuân theo thiên đạo ý chí, chính là thiên địa đại đạo phát ngôn viên, cũng là ngươi có thể nhục mạ. Điêu Minh Đức nổi giận một tiếng. Lão thất phu kia là ngươi cung chủ, cũng không phải là ta. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, ta không chỉ có phải mắng hắn, tương lai nếu là có cơ hội, ta còn sẽ đích thân giết hắn. Là luân hồi chi chủ báo thù. Đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Cung chủ đại nhân cao cư trên 9 tầng trời, nhìn xuống thần quốc hàng tỷ sinh linh, đừng nói là tương lai, chính là hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được đi ra ngoài sao. Nơi này trừ ta, còn có đến từ thần quốc các nơi đồng đạo hơn vị thiên thần cảnh cường giả, quật diệp chi địa bên ngoài, lại là có vô số cao thủ chờ săn giết diệp ra người. Chẳng lẽ là ngươi lấy là giết đạo viêm các người, liền có thể vô địch hậu thế liền đi. Điêu Minh Đức vừa nói vừa cười, vậy mở ra tràn đầy nếp nhăn trên mặt đều là châm chọc ý. Lúc này, hắn nhìn về phía chung quanh những cái kia đến từ cái khác thế lực đỉnh cấp cao thủ, nói các vị, xem cuộc vui cũng không xê xích gì nhiều, vẫn là mau sớm ra tay đi, cùng bổn tọa cùng nhau trấn giết này con kiến hôi. Quanh mình vậy năm cái đến từ còn lại thế lực thiên thần cảnh tầng 1 tầng 2 thiên đại năng lẫn nhau nhìn xem, cũng không có nhiều ít phản ứng. Trên thực tế, bọn họ giống vậy bị Diệp Lăng Thiên biểu hiện kinh sợ. Căn cứ trước kia Diệp gia tổ tự sau săn Diệp thị con em tình huống, hoàn toàn liền không xuất hiện qua xem ngày hôm nay như vậy sự việc. Ở nơi này chút thế hệ trước trong mắt cao thủ, Diệp Lăng Thiên hỗn độn cảnh 9 tầng trời tu vi không coi vào đâu, vô tận 5 tháng tới nay, Diệp gia vậy không phải là không có qua như vậy cao thủ, nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy. Một người giết đi ra, hơn nữa chút nào không chịu quật Diệp đất đặc thù quy luật áp chế, long tinh hổ mãnh, một hơi giết liên tục thiên đạo cung hai người trưởng lão. Đây là bực nào thủ đoạn à? Thả ở bên ngoài, thiên đạo cung cấp bậc như vậy trưởng lão, tùy tiện chết lên một cái, vậy cũng là chuyện lớn bằng trời. Có thể gần đây ở chỗ này, nhưng tiếp liền chết hai người, người thứ ba vậy chẳng qua là khó khăn lắm cùng thanh niên kia đánh ngang tay mà thôi, kết quả như thế nào còn chưa biết được. Trước kia, những cái kia Diệp thị cao thủ, cơ hồ đều cùng bọn họ những thứ này người ngoài kém không nhiều, hoặc là dựa vào tự thân cường thịnh tu vi cứng rắn đỉnh quật Diệp đất quy luật áp chế, hoặc là chỉ dựa vào vậy linh lung bảo tháp che chở mới có thể ở quật Diệp chi địa bên trong tới lui tự nhiên. Chưa từng có qua hôm nay như vậy cục diện. Vốn là, những người này đi vào, cũng chính là cho thiên đạo cung chống đỡ bãi, mục đích chủ yếu nhất là phải đem linh lung tháp từ nơi này đuổi ra ngoài. Đến bên ngoài mới là mọi người đại hiển thần uy, tùy tâm sở dục săn giết Diệp thị con em địa phương. Bài học thất bại đang ở trước mắt, những thứ này thế hệ trước cao thủ cái nào không phải là người tinh. Cọng tóc đều là trống không, một mắt là có thể nhìn ra Diệp Lăng Thiên chém chết vậy hai trưởng lão cũng không có hao phí bao lớn công phu, thậm chí có không có xuất toàn lực cũng còn là một dấu hỏi. Dưới loại cục diện này, thiên đạo cung chỉ còn lại cung phụng cấp trưởng lão Điêu Minh Đức lại muốn bọn họ cùng tiến lên, điều này sao có thể, vạn nhất ở chỗ này xui xẻo, bị giết, hoặc là dứt khoát chút, bị người này trước khi chết kéo cùng chết, đó mới là nhất thua thiệt. Chẳng lẽ trông cậy vào thiên đạo cung ở sau chuyện này cho tông môn bồi thường sao? Nhiều năm như vậy xuống, thất đại thần quốc trong biên giới thế lực khắp nơi sớm liền biết rõ một cái đạo lý, thà tin tưởng thiên đạo cung sẽ bồi thường tổn thất, còn không bằng tin tưởng heo nái có thể lên cây. Điêu Minh Đức đề nghị, không có thể được đáp lại. Chung quanh cái này năm cái thiên thần cảnh cao thủ đều rất ăn ý, lẫn nhau cũng không trả lời đáp, như vậy pháp không trách chúng, thiên đạo cung cho dù thế lực lớn hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời đối phó thần quốc biên giới còn lại tất cả thế lực. Mặt đối với những người này yên lặng, Điêu Minh Đức hơi biến sắc mặt, toàn mặc dù có chút hổn hển, mấy vị, các người đây là muốn cùng Diệp thị tàn dư cùng phe với nhau sao? Cũng không phải. Trong đó một người đầu đầy tóc bạch kim, tay cầm đầu rồng rễ cụ già khẽ gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, Điêu trưởng lão,
chúng ta trước hay là lui ra ngoài, lần nữa làm dự định đi. Vì sao? Điêu Minh Đức sắc mặt âm trầm, thiên đạo cung trời phạt làm rơi xuống, các vị tất cả đều là bị chiêu tới, lần này rửa là muốn làm một mẻ, khỏe suốt đời, các vị như vậy làm trên vách xem, nếu như truyền đến ta thiên đạo cung cung chủ đại nhân trong lỗ tai, sợ rằng khó mà làm tốt chứ. Điêu trưởng lão, không phải là chúng ta làm trên vách xem không muốn xuất lực, thật sự là chúng ta cũng không yêu thế à? Một cái khác tiên phong đạo cốt cụ già thở dài than thở, nhắc nhở, điêu trưởng lão chớ có quên, cái này Diệp gia, cho dù so với 10.000 năm trước lực lượng là 10 không tích chữ 1, có thể chúng ta cũng có thể cảm giác được, vậy linh lung bảo tháp bên trong, còn có chí ít mấy vị thiên thần cảnh cao thủ. Hôm nay chỉ là cái này tiểu yêu nghiệt nhảy ra, liền ung dung chém giết thiên đạo cung hai vị đại năng, nếu quả thật nếu là ở chỗ này theo bọn họ quyết chiến, chúng ta coi như là đem hết toàn lực, cũng không gặp được có thể chiến thắng à. Tay kia cầm đầu rồng rẽ ông già gật đầu, đúng vậy, Diệp thị tàn dư ở chỗ này chiếm hết địa lợi, chúng ta hoàn toàn không tất phải ở chỗ này cùng bọn họ liều giết, cùng rời đi nơi này, đến bên ngoài, đối mặt toàn bộ thần quốc vô số thế lực vây quét, bọn họ thì như thế nào có thể sống. Tổn thất không cần thiết muốn tránh, lại một người lãnh đạm vô cùng nói. Nghe những người này ngươi một lời ta một lời, rõ ràng chính là chỉ muốn ăn thịt, không muốn có tổn thất dáng vẻ, Điêu Minh Đức khí được xanh cả mặt. Nếu các ngươi đều biết những chuyện này, sớm đi thời điểm làm sao không nhắc nhở. Thiên đạo cung hai người cung phụng cấp dài lão chết ở nơi này, hiện đang quay đầu rời đi, truyền ra ngoài, bên ngoài những thế lực kia sẽ làm sao xem. Không nghĩ như vậy khá tốt, vừa nghĩ như thế, Điêu Minh Đức liền càng tức. Bởi vì chuyện này, làm sao xem, tựa hồ đều là người mình quá ngu chút. Nhưng mà, rõ ràng trước đạo viêm công kích vậy linh lung tháp lúc đó, người của Diệp gia cũng có đầu rút cổ ở bên trong, không có bất kỳ phản kích, như vậy yếu trạng thái, làm sao xem cũng không giống là có lực lượng có thể phát động phản kích thế lực à. Chẳng lẽ, Diệp gia một mực ở yếu thế không được? Vạn nhất thật là như vậy, vậy hắn hiệu triệu mọi người vừa động thủ một cái cử động, thật đúng là không sáng suốt. Thật nếu là Diệp gia lấy vậy tiểu bối thanh niên làm mồi, để cho bọn họ những ngày qua thần cảnh sơ kỳ cao thủ chen chúc dâng lên, sau đó sẽ một lưới bắt hết nói, chuyện liền lớn cái. Đến lúc đó, vạn nhất những thế lực này không tìm được người của Diệp gia, khẳng định được tìm thiên đạo cung đòi giải thích. Nghĩ tới đây một chút, Điêu Minh Đức cũng có chút ngưng trọng. Điêu trưởng lão, tạm thời tránh một chút mũi nhọn đi, đến bên ngoài, chỉ cần chúng ta bày thiên la địa võng, cái này Diệp gia lật trời không được. Lại có người khuyên nói một câu. Điêu Minh Đức sắc mặt âm tình bất định, tòa kia thiên thú tuất gió đỉnh như cũ duy trì to lớn thân đỉnh, sáng rực uy áp đè nén quật Diệp chi địa bên trong bốn phương đạo vết. Yên lặng hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu, mặt mang theo mấy phần không cam lòng, thu hồi tòa kia đồ sộ đỉnh. Xoay người cùng vậy năm cái ông già cùng chung lui đi. Diệp Lăng Thiên thấy vậy, cũng không đuổi theo giết. Hắn chỉ là nhìn Điêu Minh Đức, ăn nói bậy bạ nói, thiên đạo cung, cầu nguyện đi, hôm nay, chỉ là bắt đầu. Diệp Lăng Thiên xách Thâm Uyên đoạn tội thương, dùng sức phung lên, mũi thương vạch ra một đạo nguyệt nha hình thần huy, chợt, một trường thúc dục, cái này thần huy liền ầm ầm vạch qua quật Diệp đất thiên vũ, hướng vậy Điêu Minh Đức tập kích đánh tới. Không đuổi giết, cũng không đại biểu hắn sẽ không buồn nôn bỗng chốc những người này. Nhất kích đánh ra, Diệp Lăng Thiên thậm chí đều không xem kết quả như thế nào, liền trực tiếp xoay người tiến vào linh lung bảo tháp bên trong. Làm hắn đi tới linh lung bảo tháp, thời gian thứ nhất một xó xỉnh, lại cũng không khống chế được, một miệng màu đen máu khạc ra. Hắn thực lực chân thật làm sao có thể dung chuyển những ngày đó thần cảnh, bất quá là tín ngưỡng lực chi nhiều hơn thu. Đây đối với tổn thất của hắn vậy rất lớn. Mấu chốt hắn đột phá sau này, căn cơ còn không ổn à. Mạnh như vậy thế, tự nhiên có giá phải trả. Nhưng là Diệp Lăng Thiên không hối hận. Ngay tại lúc này, một giọng nói ở Diệp Lăng Thiên vang lên bên tai, còn mạnh hơn chống đỡ, viên đan dược này ăn vào. Diệp Lăng Thiên nhìn người tới, cười khổ một tiếng, điện chủ, để cho ngươi chê cười. Diệp thần lắc đầu một cái, hôm nay. Ngươi để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói không chừng sau này đạp bể thiên đạo cung, còn muốn dựa vào ngươi. Diệp Lăng Thiên con ngươi đông lại một cái,
có chút kích động, điện chủ ngươi thật như thế cảm thấy. Diệp thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem đan dược đưa vào Diệp Lăng Thiên trong cơ thể, ta cho tới bây giờ không có xem nhẹ qua ngươi, ngươi đã từng là bá đạo thiên tuyệt nam giang vương. Hiện tại cũng phải. Đan dược này là thương cổ y thần luyện chế, đối với ngươi khôi phục có hiệu quả, chờ lát nữa ta sẽ vì ngươi ngân châm một phen, ngươi thương thế sẽ khá hơn một chút. Ta Diệp thần huynh đệ, có thể không cho phép có chuyện. Diệp Lăng Thiên nghe được huynh đệ hai chữ, trong mắt một đỏ. Hắn một mực nhận vì mình là một cái thiết cốt len keng người đàn ông, nhưng vào giờ khắc này, nhưng là cảm giác chóp mũi ê ẩm. Cái này loại khẳng định, thắng được hết thảy. Điện chủ, ta. Diệp thần đánh chụp Diệp Lăng Thiên bả vai, trước cho ngươi châm cứu, chờ lát nữa cùng đi tầng thứ 9. Còn nữa, nếu như Diệp gia muốn chọn ngươi là tân nhậm gia chủ, không được cự tuyệt, ta cũng không muốn làm cái gì gia chủ, huống chi năm đó luân hồi chi chủ vậy siêu thoát tại Diệp gia gia. Diệp Lăng Thiên vốn muốn cự tuyệt, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, điện chủ nói không chừng là vì ẩn núp đến cuối cùng, nếu như mình cự tuyệt, ngược lại đề cử Diệp thần là gia chủ, vậy người của Diệp gia tất nhiên sẽ hoài nghi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, chợt gật đầu, điện chủ. Sau nửa giờ, ở bảo tháp tầng thứ 9, Diệp thần, Diệp thăng và ngoài ra hai người cùng nhau từ tổ địa bên trong trở về Diệp thị đệ tử đều ở chỗ này. Dựa theo này trước chuẩn bị xong giải thích, tổ tự chi địa bên trong sự tình phát sinh, Diệp gia những người khác đều đã từ bọn họ nơi này biết được. Chỉ bất quá, có liên quan Diệp Đàm Trúc cùng Diệp Nghê Thường những người này chết, cũng chỉ nói là bọn họ không có thể thông qua truyền thừa nghi thức khảo hạch mới hy sinh. Có liên quan người ngoài tiến vào tổ địa, lục đục, thiên đạo cung gián điệp vân sự việc, đều bị mấy người che giấu đi. Nguyên nhân rất đơn giản, người nhiều tai mắt lẫn lộn, toàn bộ người của Diệp gia đều chú ý tới tổ tự tình huống, nếu như tại chưa có đủ chuẩn bị thời điểm, đem chuyện này công bố ra, ắt sẽ ở Diệp gia nội bộ đưa tới rất lớn gió bão. Nhất là Diệp Nghê Thường sư phụ Diệp Tuyết Tình, vị này chính là Diệp gia hiện tại cường đại nhất một người trong. Có thể nàng nhưng là thiên đạo cung người, đây nếu là ngay trước mặt của mọi người nói ra, Diệp gia thì như thế nào có thể yên. Đừng quên hiện tại cũng phải cần Diệp gia đồng tâm hiệp lực, cùng nhau giết gia trùng vây lúc mấu chốt. Cũng may, bởi vì Diệp Lăng Thiên ở Linh Lung bên ngoài tháp đại phát thần uy, lấy sức một mình chém giết thiên đạo cung hai người trưởng lão, thật to tăng trưởng Diệp gia chư đệ tử khí thế, ở Diệp Lăng Thiên sau khi trở lại. Mọi người sự chú ý đều ở đây Diệp Lăng Thiên trên người, cũng đang hỏi trước luân hồi tinh thạch tình huống, không có ai lại đi chú ý những cái kia hy sinh đệ tử. Cái này làm cho Diệp thần thở phào nhẹ nhõm. Nói láo loại chuyện này, là không tránh khỏi vặn hỏi à. Chỉ cần không chú ý Diệp Đàm Trúc những người đó là chết như thế nào, chuyện này căn bản là sẽ không có vấn đề gì. Hết thảy rửa, cũng được đến khi Diệp ra sau khi thoát khỏi nguy hiểm mới có thể tiến hành. Được được được. Diệp Tự Minh run rẩy từ Diệp Lăng Thiên trong tay nhận lấy vậy luân hồi tinh thạch, lượn lờ yêu kiều sáng bóng luân hồi tinh thạch lên lít nhít khắc đầy Diệp thị nhất tộc vô số trước hiền tên chữ, những cái kia tên chữ đại biểu người, không thiếu đều là tại chỗ người tổ tiên. Thu nhỏ lại sau tinh thạch toàn thể trong suốt sáng, không ngừng có mắt thường có thể thấy được đạo văn lan truyền, rất nhiều Diệp gia lão bối nhân vật nhìn khối này chí bảo cũng hốc mắt đỏ. Đã bao nhiêu năm một đời lại một đời người người trước ngã xuống người sau tiến lên cúng tế, cuối cùng là ở nơi này một đời có kết quả. Diệp gia làm hưng, là luân hồi chi chủ báo thù rốt cuộc nhìn thấy một chút hy vọng. Tổ tiên binh khí thâm uyên đoạn tội thương hiện thế, hôm nay tổ tự thành công, gia tộc chí bảo tháo ra phong ấn, chỉ cần chúng ta thoát khỏi thiên đạo cung đuổi giết, trong vòng ngàn năm, Diệp gia là được ở đệ nhất thần quốc đứng vững gót chân. Vạn năm bên trong, tái hiện năm đó Diệp gia tổ tiên vinh quang cũng không phải việc khó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.